nhưng tuy nói Mộ Dung San trong lòng là nghĩ như vậy, có thể gương mặt đó, coi như là nói đi quên, nhưng, tổng vẫn sẽ trong lơ đãng xuất hiện ở nàng đầu óc bên trong. Vậy không đi à? Trên thực tế, cái này 3 năm thời gian, nàng vậy từng thử đi quên, có thể cái này hơn 3 năm thời gian, nhưng cho nàng cảm giác giống như là cả đời vậy, như vậy rất lâu, vậy thật sự là quá mệt nhọc. Để cho nàng không bỏ được. Từ ban đầu thành phố Bắc Sơn một tiểu thị trường đồ thể thao đồ trang sức lão bản, cho tới bây giờ chìm nổi thương giới nhiều năm nữ cường nhân, không biết là có bao nhiêu đàn bà hâm mộ nàng, cầm nàng làm là thần tượng, tiêu bảng, nhưng trên thực tế đâu? Nhưng trên thực tế, đây bất quá là biểu tượng, vì cố gắng quên vậy biến mất hơn 3 năm người đàn ông, nàng cố gắng làm việc, quên ăn quên ngủ, tê liệt mình. Hết thảy, cũng chỉ là muốn quên vậy nàng hồn khiên mộng oanh nhớ nhung người đàn ông kia mà thôi. Có thể bây giờ nhìn lại, liền chỉ là một cái tên mà thôi, lại có thể làm trong lòng nàng chập chờn lớn như vậy. Xem ra, vẫn là không có quên, hoặc là nói, chân thực không quên được à. Tên kia nhất định chính là một khốn kiếp à. Ai, cũng không biết hắn bây giờ thế nào, sẽ ở địa phương nào chứ. Thất lạc Mộ Dung San, không biết nhớ ra cái gì đó, lắc đầu nói. Những năm gần đây gặp gỡ, và nàng khi còn bé tiểu di nhà quan hệ rất tốt để đệ gặp lại, làm nàng vậy dần dần biết rất nhiều, cõi đời này ẩn giấu bí mật, cùng với, thần bí kia cổ võ giả, người thu đạo tồn tại. Có lẽ, tên kia chính là loại người kia chứ. Biến mất thời gian dài như vậy, cũng sắp hơn 3 năm, là bởi vì là trở lại mình loại người kia thế giới. Tỷ bạn ta có chút việc mà, ta rời đi một chút, ngại quá. Nhưng vào lúc này, Lưu Sơ Đông một mặt xin lỗi đứng lên nói. Chuẩn bị rời đi. 3 năm trước Trần Phi tên kia cũng đã rất lợi hại, hơn nữa còn và hắn quan hệ có thể, cho dù là làm đầu tư, về tình về lý, chuyện này, bọn họ lão Lưu gia cũng không thể bỏ mặc. Hơn nữa tên kia còn là một lợi hại thần y, nếu là có hắn mà nói không chừng ra hắn trong cơ thể đồ, là có thể. Không có chuyện gì, người đi làm người chuyện mình đi. Trên đường chậm một chút, chú ý an toàn, Mộ Dung San cười nói. Ừ, ta biết tỷ, vậy ta đi trước, quay đầu điện thoại liên lạc, Lưu Sơ Đông vội vội vàng vàng rời đi. Nhìn Lưu Sơ Đông vội vội vàng vàng rời đi hình bóng. Mộ Dung San cũng không biết giống như là nhớ ra cái gì đó, ánh mắt buồn bã, tay cầm muỗng nhỏ, khuấy động cà phê trên bàn, trầm mặc xuống, bầu không khí trở nên có chút làm người ta khó chịu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là bị cung vạn hòa phái người nhốt vào liền quốc an tổ khu A tầng 3 bên trong. Quốc an tổ khu A tầng 3, bên trong trừ tội vô cùng đại ác tội phạm tử hình, ngoài ra nhiều nhất chính là nguy hiểm hệ số cực cao tiên thiên cấp cổ võ giả tội phạm. Những người này rất nguy hiểm. Nếu như người bình thường bị tống giam tới nơi này mà tới, có thể hay không còn sống đi ra, đều là vấn đề. Ngốc ưng, đây là ta cho ngươi đưa tới bạn mới, như thế nào? Thích không? Muốn là thích, có thể thật tốt tốt chiêu đãi hắn à? Đẩy ra quốc an tổ khu A tầng 3 cửa, cung vạn hòa đem Trần Phi dẫn tới một xó xỉnh, xông lên một cái ăn mặc tử hình phục, ánh mắt âm ngoan, sắc bén giống như con chim ưng người giống vậy trơ cháo không cười nói. Cái này bị kêu là ngốc ưng người, rất nguy hiểm, từng là tiền, giết người một nhà trên dưới 18 miệng. Điểm chính là người này còn là một cổ võ tiên thiên cường giả, cho nên mới bị tống giam ở nơi này. Nói thật, cho dù là hắn cùng vạn hòa thân là quốc an tổ cao tầng, ở thấy người này thời điểm, cũng là không nhịn được có chút sợ hết hồn hết vía. Vì vậy, ném xuống như vậy một câu trơ cháo không cười nói, hắn trực tiếp là xoay người đi. Không chút nào kéo sấp. Dĩ nhiên, mang còng tay Trần Phi, chính là bị hắn cho ở lại cái này. Cái này ngốc ưng mặc dù rất có tính nguy hiểm, nhưng là một người thông minh. Mình lời nói mới vừa rồi kia, hắn nghe nên sẽ biết làm như vậy chứ. Ha ha, tiểu tạp chủng ngươi không phải rất có thể vác. Cái này bỏ vào ngốc ưng trong tay, ta đây muốn xem, ngươi còn có nhiều có thể vác. Cung vạn hòa trong lòng nghĩ như vậy, tràn đầy âm hiểm cười nhạt. Lão đại! Cung vạn hòa vậy dối trá người lại đưa cho ngài đồ chơi tới. Ngài xem cái này da mỏng thịt non, lớn lên vậy coi như không tệ. Có hứng thú không, ngốc ưng bên người vây quanh một đống người. Một người trong đó ánh mắt chán ghét đánh giá Trần Phi, nói. Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó ánh mắt trực tiếp là trở nên có chút âm lạnh lên. CMN, những người này gay. CMN, ừ,
cái này da mỏng thịt non, cũng không tệ lắm. Ngươi đến đây đi, Ngốc Ưng giống như là rất hài lòng quan sát một chút Trần Phi, gật đầu nói. Tiểu tử nghe không, chúng ta Ngốc Ưng lão đại gọi ngươi đấy, còn chưa cút tới đây. Ngốc Ưng bên cạnh tiểu đệ vội vàng hướng Trần Phi yêu ngũ hát lục, cáo mượn oai hùm, uy phong lẫm lẫm quát lên. Cút sang một bên, đừng tới phiền ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Trần Phi quét người nọ một cái, lắc đầu một cái, vẫn là không có động thủ. Những người này liền một đám cổ võ giả, mạnh nhất cũng chỉ, mới chẳng qua là, cái tiên thiên, ở hắn trong mắt và người bình thường không khác biệt, đây nếu là trực tiếp ra tay, không khỏi có chút khi dễ người. Có thể hắn không muốn khi dễ người, có vài người nhưng hết lần này tới lần khác hy vọng đi trên đầu hắn đụng. CMN, thằng nhóc ngươi được à, dám đối với lão tử như thế phách lối, phạm chuyện gì tiến vào. Vậy hướng về phía Trần Phi yêu ngũ hát lục người đàn ông vạm vỡ phạm nhân hung thần ác sát đi về phía Trần Phi, cả người tràn ra ánh sáng nhàn nhạt, là chân khí. Liên quan gì ngươi, Trần Phi nghiêng mắt nhìn hắn một cái, nói. CMN, thằng nhóc ngươi có chút phách lối à? Cảm thấy chính ngươi sẽ rất trâu, có phải hay không? Đại hán kia phạm nhân một bên sắc mặt thâm độc nói, một bên liền đem đưa tay hướng Trần Phi. Trần Phi nhướng mày một cái, vậy không khách khí, trực tiếp là một chân đạp đi ra ngoài. Bất quá hắn một cước này vẫn là hạ thủ lưu tình. À, ta bụng, đau, 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 nhưng dù vậy, đại hán kia cũng là cảm thấy to lớn lực đạo truyền tới, kêu lên thảm thiết, mặt đỏ bừng, thiếu chút nữa khóc. Ừ, thấy tình cảnh này, Ngốc Ưng chân mày hơi đông lại một cái. Bất quá nhưng vào lúc này, Trần Phi hạ thủ lưu tình không những không để cho đại hán kia rõ ràng cái gì gọi là thức thời vụ, ngược lại khơi dậy hắn hung tính. Hắn cả người chân khí đại tác, thần sắc dữ tợn, xông về Trần Phi, cả giận nói, lão tử CMN giết chết ngươi. Hắn lần này trực tiếp là nhận đúng Trần Phi chỗ hiểm. Ra tay hết sức tàn nhẫn, muốn đổi thành bây giờ ở trước mặt nó chuyện, là người bình thường nói, chiêu thức này sợ rằng sẽ trực tiếp muốn mạng người. Ừ. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng là cau mày, lóe ra nhàn nhạt lãnh mang. Những người này nếu không muốn đòi mạng, vậy thành toàn cho hắn tốt lắm. Hắn đứng tại chỗ không nhúc nhích. À, có thể nhưng vào lúc này, đại hán kia lại đột nhiên vẻ mặt dữ tợn hét thảm lên, ngã nhào trên đất, thoáng qua ở giữa, hắn một cái tay, cánh tay, lại trực tiếp là không có. Cái gì? Đây là tình huống gì? Lão đại ngươi mới vừa mới nhìn rõ không? Nhóm người kia ngu, run rẩy nói. Trần Phi cái này đứng tại chỗ không nhúc nhích, kết quả để cho người một cái tay, cánh tay cũng bị mất. Bọn họ không hù vỡ mật mới là lạ. Dám động ta Ngốc Ưng người, xem ra, ngươi là không đem ta để ở trong mắt. Nhưng vào lúc này, Ngốc Ưng lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Mặc dù hắn vậy không thấy rõ. Trần Phi đến tột cùng là làm sao phế bỏ người một cái tay cánh tay. Nhưng là, hắn cũng chỉ cho rằng là hắn một là thất thần, không thấy rõ mà thôi. Chính là một cái đứa nhóc, hắn Ngốc Ưng cũng sẽ không để trong mắt. Lên, cho hắn điểm dậy bảo nếm thử một chút. Nghĩ đến đây, Ngốc Ưng lạnh lùng phất tay nói. Nhất thời, sau lưng hắn mấy người kia nhìn lẫn nhau, vẫn là đồng loạt đứng dậy, xông về Trần Phi. Xem ra các người là thật nghe không hiểu cảnh cáo. Tốt lắm, được. Trần Phi lạnh lùng lắc đầu một cái, trực tiếp là ra tay. Vèo. Chói tai phá không tiếng hí đột nhiên vang lên. À, ta, tay ta. Chân ta gãy. À, cái này, điều này sao có thể? Trong nháy mắt, những người đó động tác hoàn toàn là cứng lại. Bọn họ trên mình, xuất hiện từng cái lỗ máu, chảy xuôi máu tươi, diễn cảm vô cùng là thống khổ, tái nhợt, còn có đậm đà không dám tin. Cách đó không xa, một khối nhuốm máu hòn đá nhỏ lần linh lợi trên đất lăn cút, làm người ta nhìn ra đầu tê dại. Cứ như vậy một hòn đá nhỏ, lại là đem những người đó tất cả đều phế. Cái này, đây quả thực CMN không tưởng tượng nổi. Ngươi, thấy tình cảnh này, Ngốc Ưng cũng là sắc mặt chợt đổi một cái, nhưng rồi sau đó liền gặp thần tình không nhịn được dữ tợn, nhìn chằm chằm Trần Phi, sát khí đằng đằng nói, được. Coi là thằng nhóc ngươi lợi hại. Xem ra ngươi là thật muốn so sánh với lão tử ra tay. Miệng chó sạch sẽ một chút, nếu không, tin không tin ta muốn mạng ngươi. Trần Phi lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói. Được, muốn mạng ta,
có bản lãnh ngươi thử một chút. Ngốc ưng nghe vậy trực tiếp là nổi giận, hoạt động một chút khớp xương, trên mình phát ra ken két thanh âm, rồi sau đó thân thể trực tiếp là hóa là một đạo tàn ảnh, chân khí dòng nước chảy ra, xông về Trần Phi. Tìm chết đồ, Trần Phi khóe miệng phát họa dậy nhàn nhạt độ cong, cũng có chút không nhịn được, âm trầm nói. Cùng dây, hắn búng ngón tay một cái. Phịch, à, ngốc ưng xông về Trần Phi bóng người trực tiếp là ngay tức thì cứng lại. Cương tại chỗ. Một khắc sau, liền gặp hắn sắc mặt cuồng biến, cực độ tái nhợt, còn hiện đầy kinh hãi. Lại một khắc sau, hắn thân thể trực tiếp là mềm ngã dưới đất, không một tiếng động. Cùng lúc đó, trước ngực hắn trực tiếp là có một cái gai mắt lỗ máu, làm người ta nhìn liền sợ. Ngươi giết ngốc ưng lão đại, thấy tình cảnh này, những người đó toàn ngu, chiến chiến nguy nguy, cảm giác bất khả tư nghị nói. Chọc, ngốc ưng lão đại nhưng mà cổ võ giả tiên thiên cường giả, bây giờ nhưng lại có thể bị làm sao sạch sẽ gọn gàng dây, trong nháy mắt giết. CMN, thằng nhóc này kết quả là người nào, thực lực bực này, nên là thật lợi hại rất châu bò à. Yên tĩnh như chết. Cái này ngay tức thì, những cái kia ngã trong vũng máu phạm nhân đều là đã bị sắc mặt bị sợ thảm không có chút máu, chỉ còn lại thô trọng tiếng thở, hai chân như nhũn ra, bò cũng không bò dậy nổi. Nhìn vậy trong vũng máu cũng không biết có còn hay không khí mà ngốc ưng, vậy từng cái phạm trên mặt người rung động, cùng với trong lòng sợ hãi có thể tưởng tượng được. Vào giờ phút này, vậy không khí đều tựa như là đọng lại vậy. Làm người ta thấy loại này cảnh tượng, vô cùng sợ. Sếp, thằng nhóc kia hắn đem ngốc ưng giết đi. Cùng lúc đó, bên ngoài phụ trách theo dõi quốc an tổ thành viên thông qua quản chế thấy một màn này, cũng là không nhịn được người ngu. Tứ chi như nhũn ra, rung giọng nói. Phải biết ngốc ưng nhưng mà cổ võ giả tiên thiên cường giả, bàn về tính nguy hiểm, ở bọn họ cái này khu A tầng 3 cũng tuyệt đối là xếp hàng trên, rất đâm đầu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể, nhưng bây giờ hắn lại có thể bị người cho làm thịt. Vẫn là lấy như vậy phương thức, thậm chí cũng gần như không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ đến đây, vậy phụ trách theo dõi quốc an tổ thành viên không khỏi đầu đầy mồ hôi, thần sắc chấn động cùng sợ hãi. Không có biện pháp, người nói hắn có thể không kinh hãi sao? Đây chính là cổ võ giả tiên thiên cao thủ, cũng không phải là gà yếu, rác dưới, mà bây giờ nhưng theo phế vật vậy bị người cho dễ dàng sắp xếp, cái này ở hắn trong mắt không thể nghi ngờ là siêu cấp rung động sự việc. Theo chuyện nghìn lẻ một đêm, Bạch Viết nằm mơ cơ hồ không việc gì khác biệt. Cái gì, Cung Vạn Hòa nghe vậy cũng ngây dại, nhìn vậy quản chế màn ảnh chính giữa vũng máu cảnh tượng, cả người đều là thân thể cứng còng, hai mắt thẳng ngơ ngác. Vậy, thằng nhóc kia đem ngốc ưng giết đi, lời này giống như là cuồn cuộn tiếng sấm ở hắn bên tai vang trở lại. Lời này mặc dù nói được ung dung, nhưng vấn đề là, ngốc ưng nhưng mà cổ võ giả tiên thiên tồn tại à. Có thể cứ như vậy bị giết, như vậy dễ dàng, cái này kết quả làm sao có thể à. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, bọn họ quốc an tổ tống giam tù và những địa phương khác không giống nhau. Trong này mỗi một người, phía trên đều có ghi danh ở sách, nếu như xảy ra vấn đề gì, vẫn là do hắn Cung Vạn Hòa đưa tới, tra tới, nên làm cái gì. Nghĩ đến đây, Cung Vạn Hòa không nhịn được đầu đầy mồ hôi, thần sắc dữ tợn. Đồ mang theo. Đi vào bắn chết cái này du côn. Cung Vạn Hòa vẻ mặt hốt hoảng quát lên. Bây giờ, Trần Phi phải chết. Bởi vì chỉ có Trần Phi cũng đã chết, hắn mới có thể gài tang vật giá họa, đem cái này trong tù mới vừa dùm lên tai vạ rút người ra liên quan. Nếu không, phía trên một khi tra tới, hắn nhất định sẽ không ăn nổi bao đi. Nhưng mà, sếp, một vị quốc an tổ thành viên trần chờ nói. Cung Vạn Hòa đem Trần Phi nhốt vào khu A tầng 3. Vốn là danh bất chính ngôn bất thuận, nói khó nghe một chút, đó chính là vận dụng tư quyền. Đây nếu là tiếp tục lớn chuyện rồi, đem người giết đi, phía trên cha tới, bọn họ tới nói cái gì tới đối phó. Không có nhưng mà, ta là sếp, ngươi là sếp, nghe không hiểu ta nói. Cung Vạn Hòa cậy mạnh nói, trên mặt hiện ra hung ác vẻ, trực tiếp nhặt lên một cán súng, liền hướng vậy phòng giam bên trong đi tới. Sau lưng hắn quốc an tổ thành viên không biết làm sao. Cũng chỉ có thể là cầm lên súng, thượng hạng thang, thần sắc ngưng trọng theo Cung Vạn Hòa đi vào phòng giam chính giữa. Phòng giam cửa vừa mở ra, nhất thời, đập vào mặt nồng đậm mùi máu tanh, làm bọn họ sắc mặt lại không nhịn được đổi một cái.
Cung, cung tổ trưởng các người đã tới. Chọc, Ngốc Ưng lão đại bị hắn giết, hắn nhất định chính là ác ma, đao phủ thủ. Cầu, van cầu các người, mau đưa hắn mang đi chứ. Gặp, cứu tinh, rốt cuộc đã tới, có người kích động đến mau tè ra quần, thảm hề hề nói. Nghe vậy, cung Vạn Hòa sắc mặt lại là âm trầm, xanh mét khó khăn xem. Hắn đem Trần Phi Quan đến nơi này, vốn là muốn cho hắn điểm dạy bảo, nhưng bây giờ, không có bị dạy bảo đến cũng thôi, còn để cho hắn gây ra chuyện lớn như vậy mà, chọc ra lớn như vậy cái giỏ. Thậm chí còn đem hắn nguyên bản, ký thác kỳ vọng rất lớn, người cũng dọa cho nhanh hơn đi tiểu khố. Đây coi là cái gì? Biến hình đang giễu cợt hắn cung Vạn Hòa bất lực. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn vậy lửa giận chính là không nhịn được hừng hực bốc cháy. Bá! Nhấc tay một cái, hắn trong tay vậy đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống đen ngòm họng súng chính là trực tiếp chỉ hướng Trần Phi, hướng về phía Trần Phi đầu, sắc mặt dữ tợn nói, có thể đem Ngốc Ưng giết tất cả, xem trước khi tới là ta cung Vạn Hòa coi thường ngươi. Bất quá, ngươi lấy làm cái này thì phải làm thế nào đây? Đừng quên, đây chính là ở chúng ta quốc an tổ lý. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, trong lòng ác niệm mọc tùm. Sắc mặt dữ tợn cùng oán độc mắng, cái này du côn chúng ta bây giờ đã không cách nào khống chế. Động thủ, tại chỗ bắn chết. Tại chỗ bắn chết, Trần Phi mí mắt đưa lên một chút, không lên tiếng, thế nhưng một mặt khinh miệt hoặc là khinh thường thái độ, nhưng làm tất cả mọi người tại chỗ, ai nấy đều thấy được. Các người điếc sao, ta nói tại chỗ bắn chết, cho ta mở ra súng à. Cung Vạn Hòa cảm giác được làm nhục, cặp mắt đỏ bừng, giận dữ nói. Trần Phi cười một tiếng, hai tay giơ cao. Thấy tình cảnh này, những cái kia quốc an tổ thành viên khẽ thở phào nhẹ nhõm. Một người trong đó không nhịn được nói, đội trưởng, hắn đã đầu hàng, nếu không. Đầu hàng, đầu cái gì hàng, ngươi là người mù sao, không thấy được hắn diễn cảm còn như vậy phách lối, cái này là giả. Hắn đây là đang giả vờ đầu hàng, cho ta mở ra súng, tại chỗ bắn chết hắn, bắn súng, cung Vạn Hòa cả giận nói. Mới vừa vào tới những người này muốn đối với ta bất lợi, ta là tự vệ hiểu không? Còn nữa, không thấy được ta tay cũng giơ thật cao liền sao? Thua thiệt ngươi còn là một quốc an tổ tiểu quan, lá gan lớn như vậy, thật là mất mặt à? Trần Phi chút nào không hoảng hốt, mặt đầy khinh bỉ, nói. Ngươi nói gì? Cung Vạn Hòa bị cái này Trần Phi một phen giễu cợt trực tiếp là tức giận mặt cũng xanh biếc, cặp mắt hiện lên tức giận máu đỏ. Giận dữ hết các người CMN cũng điếc. Có phải hay không muốn chống lại mệnh lệnh, ta nói ra súng, cho ta tại chỗ bắn chết. Bá, bá, bá. Những cái kia quốc an tổ thành viên do dự một chút, đầu bọn họ lên tiếng, hơn nữa còn là tử mệnh lệnh, bọn họ cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh, không được cãi lại. Giao giao kéo kéo, 7-8 cần đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống đen ngòm họng súng nhắm ngay Trần Phi. Cung Vạn Hòa đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn là muốn tốt lạc, ngươi làm như vậy, nhưng mà ở lạm dụng chức quyền, vận dụng tư hình. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bình tĩnh móc móc lỗ tai, lại ngón tay lấy ra, búng ngón tay một cái, nhàn nhạt nói. Lạm dụng chức quyền, vận dụng tư hình, Trần Phi cái này khinh thường thái độ, làm cung Vạn Hòa giận dữ ngược lại cười, mặt đầy khinh thường, cười lạnh nói, chờ ngươi có thể còn sống đi ra ngoài, lại nói cho ta những lời này đi. Sếp! Bắn súng, tại chỗ bắn chết, xảy ra vấn đề gì, ta cung Vạn Hòa toàn quyền phụ trách. Cung Vạn Hòa cắt đứt quốc an tổ thành viên, mặt đầy tức giận, vung tay lên. Từ hắn 2 năm trước thành làm cho này quốc an tổ cao tầng sau đó, vẫn là lần đầu tiên gặp đều bị hắn bắt, còn dám lớn lối như vậy người, lửa giận cơ hồ không khống chế được. Ha ha, người biết không, ta thật ra thì gắng gượng ghét người khác cầm súng chỉ ta. Loại cảm giác này để cho ta cảm thấy không phải rất thoải mái. Một khắc sau, Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn về những cái kia mang súng chỉ người hắn, khóe miệng hiện ra nhàn nhạt độ cong. Khó chịu, CMN là thứ gì, lão tử bây giờ chính là để cho ngươi khó chịu, làm sao đâu. Còn nữa, lão tử bây giờ không chỉ có muốn cho ngươi khó chịu, còn muốn cho đậu phộng giang đánh bể đầu ngươi, hiểu không? Các người CMN trả cho ta ngớ ra làm gì? Bắn súng. Cung Vạn Hòa nghe vậy cơ hồ là dữ tợn con người cũng sắp lòi ra. Hắn gầm nhẹ, như một cái nổi giận sư tử. Những cái kia quốc an tổ thành viên nghe vậy câu cũng vẻ mặt lẫm nhiên,
ngón tay bưng siết chặt bá súng, ụp lên trên cò súng, tựa hồ đã phải chuẩn bị bóp cò. Có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, một màn quỷ dị trực tiếp là đột nhiên xảy ra. Phải không, ta nói, ta gắng gượng ghét bị người chĩa súng đầu cảm giác. Ngươi nếu như thế thích, nếu không liền thử một chút. Trần Phi vẫn là bình tĩnh như vậy, ngón tay hơi ngoắc ngoắc, linh quang chớp động. Bá, bá, bá. Vậy một cán cần họng súng đen ngòm trực tiếp là đổi phương hướng, toàn đều chỉ hướng cung Vạn Hòa. Người sau sắc mặt chợt cả kinh, hét lớn, các người CMN muốn làm gì? Sếp, sếp, không phải chúng ta. Chúng ta, tự chúng ta không động được. Vậy mang súng từng cái quốc an tổ thành viên đầu đầy mồ hôi, trong lòng phát hoảng, run rẩy, mặt đầy tràn đầy sợ hãi. Không có biện pháp, bọn họ bây giờ mặc dù thần trí là thanh tỉnh, nhưng thân thể nhưng thật giống như đã không thuộc về chính bọn hắn suy nghĩ nắm trong tay. Rõ ràng là không có như vậy ý tưởng, thân thể nhưng hết lần này tới lần khác mình động, cầm súng chỉ cung Vạn Hòa. Thậm chí ngón tay run rẩy mau không nhịn được bóp cò. Như thế nào, bị người cầm súng chỉ đầu, cảm giác như thế nào? Nhưng vào lúc này, Trần Phi bình tĩnh tiếng cười truyền tới, nhưng ở cảnh tượng quỷ dị này trông giống như là u quỷ vậy, làm người ta rợn cả tóc gáy, làm run sợ lòng người. Hắn, vậy một đống phòng giam bên trong phạm nhân trực tiếp là bị trước mắt một màn này sợ choáng váng, cả người bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, rợn cả tóc gáy. Ngươi đối với bọn họ làm cái gì? Chấm hỏi, cung Vạn Hòa vậy hình như là rốt cuộc ý thức được vấn đề ở chỗ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, tràn đầy ngạch kinh hoàng, hỏi. Ta đối với bọn họ làm cái gì? Ngươi có thể đừng oan uổng ta không phải cái gì cũng không có làm sao. Ta phải nói, có phải hay không ngươi làm ác quá nhiều, ông trời báo ứng ngươi. Trần Phi nghe vậy khoa trương cười một tiếng, hai tay bao bọc ở ngực, nói. Ngươi, ta nói cho ngươi, đây chính là ở chúng ta quốc an tổ, ta nhưng mà quốc an tổ cao tầng, ngươi nếu là dám làm bậy, đời này ngươi cũng xong rồi. Chúng ta quốc an tổ là không thể nào tha ngươi, ngươi cho ta nghĩ rõ. Cung Vạn Hòa không khỏi sắc lệ nội cha, hét. Nhưng dù vậy, hắn bây giờ vậy vẫn là không nhịn được kịch liệt sợ hết hồn hết vía, mồ hôi lạnh chảy dòng đứng lên. Vậy mồ hôi lạnh, lại là ở nơi này mấy giây bây giờ liền ướt đẫm toàn thân hắn quần áo. Đến giờ phút này, Cung Vạn Hòa mới rốt cuộc biết, ở hắn trước mắt cái này nhìn như người vô hại tiểu tử, đến tột cùng là cái lợi hại dường nào nhân vật nguy hiểm. Bực này quỷ dị thủ đoạn, đơn giản là làm người ta tức lộn ruột gà. Nếu là sớm biết Trần Phi có thể nghiêu bước đến loại trình độ này, đừng nói là tìm hắn phiền toái, loại người này, hắn Cung Vạn Hòa thấy nhất định là sẽ đi vòng. Đáng tiếc, cõi đời này cũng không có thuốc hối hận bán. Nói hết rồi, có thể đừng oan uổng ta không phải đứng ở nơi này cái gì cũng làm mà. Gặp cái này cũng sắp hù tè ra quần Cung Vạn Hòa, Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, thu hồi linh khí. Nhất thời, những cái kia quốc an tổ thành viên lại có thể khống chế thân thể mình. Bọn họ vội vàng đem họng súng lấy ra, ánh mắt sợ hãi nhìn Trần Phi. Cho ta mở ra súng, bắn chết hắn, có thể nhưng vào lúc này, Cung Vạn Hòa nhưng lại là sắc mặt dữ tợn cùng nguy hiểm điên cuồng hét lên. Trong đôi mắt tràn đầy điên cuồng ý định giết người. Bây giờ bọn họ đã đứng lên phía đối lập, là sau này lo nghĩ, liền nhất định phải đem cái này nguy hiểm tiểu tử diệt trừ. Nếu không, vô cùng hậu hoạn, hắn lòng cũng là không thể nào biết an ổn xuống. Nghe vậy, quốc an tổ thành viên chợt sắc mặt đổi một cái. Sếp, Trần Phi cũng là ánh mắt nhỏ lạnh xuống. Có vài người à, thật đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ngươi chắc chắn ngươi muốn bắn súng. Trần Phi sắc mặt lạnh lùng, nhàn nhạt nói. Bắn súng, các người cũng CMN điếc, không thấy được hắn là nhân vật nguy hiểm như vậy. Nhân vật như vậy nếu như tùy ý để cho hắn ra bên ngoài bây giờ xã hội, đưa tới xã hội hỗn loạn, nên làm cái gì? Nghe ta, bắn súng, tại chỗ bắn chết. Cung Vạn Hòa liều cái mạng ra mà lại cho Trần Phi trên đầu trừ bô cứt, vừa giận vừa sợ cả giận nói. Mà ở nghe nói như vậy, vậy một đám quốc an tổ thành viên chố mắt nhìn nhau, không nhịn được lần nữa đem vậy họng súng đen ngòm nhắm ngay Trần Phi. Nhưng ngay khi một giây kế, bọn họ nhưng bối rối. Đúng vậy, hoàn toàn mơ hồ. Ken két ca. Phòng giam bên trong, bỗng ở giữa trực tiếp là vang lên làm người ra đầu tê dại tiếng vang.
rồi sau đó mọi người chỉ thấy được, Trần Phi phảng phất là đi dạo sân vắng vậy, thần sắc bình tĩnh đi về phía vậy tất cả bưng đen ngòm họng súng chỉ hắn quốc an tổ thành viên. Vung tay lên, những cái kia lực sát thương cực kỳ kinh khủng súng ống trực tiếp là bị hắn cho cướp đi. Hơn nữa không biết vì sao, những cái kia quốc an tổ thành viên lại tất cả đều căn bản không có thể phản ứng lại, ngơ ngác, thẳng tới trong tay súng ống đã không có ở đây, bọn họ mới kinh ngạc tỉnh hồn, rồi sau đó, mặt đầy sợ hãi. Cái này, kết quả này, bọn họ không nhịn được sắc mặt phát hoảng sợ hãi nhìn Trần Phi. Thành tựu quốc an tổ thành viên, bọn họ dĩ nhiên đều là tinh anh trong tinh anh, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, như vậy không có phát hiện dưới, bọn họ trong tay súng ống, lại bị Trần Phi toàn bộ cướp đi, cái này chẳng lẽ không sợ hãi người, không đáng sợ? À, những thứ này, còn muốn bắn súng, chẳng lẽ không phải là đồ chơi sao? Nhưng vào lúc này, Trần Phi khẽ mỉm cười, trong tay hơi dùng sức đứng lên, rắc rắc, rắc rắc. Chỉ gặp ở nơi này dạng làm người ta sợ hãi tiếng vang chính giữa, rõ ràng có thể gặp, những cái kia Trần Phi từ người trên tay đoạt lại súng ống. Ở trong tay hắn, lại là rất miễn cưỡng bị dễ như bỡn cho bóp nát. Ở tay hắn bên trong, những cái kia điểm cao từ tụ hợp ô thép chế thành đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống, lại giống như là bọt vậy, tùy tùy tiện tiện, dễ dàng, là được một đoàn rách bươm. Ừng ực, nhìn chăm chú một màn này người, cơ hồ toàn cũng không nhìn được nuốt nước miếng một cái, rồi sau đó, cả người cũng trực tiếp là điên rồi, sợ hãi đến khó mà hình dung, tột đỉnh. Hắn, CMN, đem bực này điểm cao từ tụ hợp ô thép làm bọt, làm rách bươm chơi, cái này còn là người sao? Nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, không có ai sẽ tin tưởng. Đây chính là súng à. Hơn nữa còn là do bọn họ quốc an nghiên cứu khoa học viện nơi đặc chế điểm cao từ tụ hợp ô thép. Tay không kêu đồ chơi này bóp vỡ, phận thành rách bươm, cái này được cần gì cấp bậc kinh khủng lực lượng, mới có thể làm được. Thật là điên rồi. Ngươi kết quả là người nào? Yên tĩnh như chết trong, quốc an tổ thành viên run lẩy bẩy, sợ hãi nói. Ở bọn họ trong ấn tượng, chỉ sợ cũng coi như là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ cường giả, cũng không quá có thể làm được loại trình độ này, mà bây giờ. Thằng nhóc này, hắn không thể nào là đã vượt qua vậy chờ tầng thứ tồn tại đi. Hắn mới nhiều ít tuổi, cái này, kết quả này làm sao có thể à? CMN, lão tử đập chết ngươi. Có thể nhưng vào lúc này, cùng vạn hòa rốt cục thì không nhịn được trong lòng sợ hãi. Phịch một tiếng, cung vạn hòa nổ súng. Thật nổ súng. Nhưng ở nơi này, tất cả mọi người đều theo bản năng con người mãnh liệt co rúm lại thời điểm. Trần Phi trên mặt thần sắc liên ti chút nào biến hóa cũng không có, chẳng qua là bóng bàn tay tử hơi nhấc lên một chút, một khắc sau, giống như cung vạn hòa như kỳ vọng đổ máu tại chỗ, bể đầu chảy máu cảnh tượng, hoàn toàn không có xuất hiện. Chỉ thấy vậy, Trần Phi bàn tay đang để ở trước ngực, sắc mặt bình thản. Một khắc sau, Trần Phi vậy chỉ đưa tay bàn tay dương ra. Đinh! Một viên đạn rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm thanh thúy. Tê! Trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ đều là khó đi nữa lấy nhịn được sợ hãi điên cuồng ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Thân thể bọn họ không nhịn được hung hăng run rẩy, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt sợ hãi. Lại lần nữa run rẩy ngừng đầu lên nhìn về Trần Phi diễn cảm, cũng là tràn đầy khó mà hình dung kinh hãi. Dung giọng nói cái này, điều này sao có thể à? Tay không tiếp nhận viên đạn, hơn nữa còn là bực này đặc chế siêu cường lực sát thương súng ống phát ra đạn bắn ra. Tất cả mọi người tại chỗ đều là không nhịn được điên cuồng thân thể run rẩy, sắc mặt lại là trắng bệch, lại là sợ hãi, lại là hoang đường. Cái này, CMN cái này, chẳng lẽ bọn họ bây giờ cái này quả thực nằm mơ? Hắn, bọn họ đến tột cùng là gặp được cái gì người đáng sợ vật? Suy nghĩ, ở trong một cái chớp mắt này đạt được hoàn toàn tẩy rửa, đổi mới. Sợ hãi tới cực điểm. Nói hết rồi cái này đồ chơi đối với ta lại nói không dùng, nếu không, ngươi lại cho ta tới điểm tươi điểm đồ. Trần Phi nhìn vậy đã sắp bị hù ngu cung vạn hòa, lắc đầu cười một tiếng, nói. Thật lâu không như vậy yên tĩnh trang bức, thật đúng là đừng nói, cảm giác này, rất tốt, ha ha ha. Vậy mà lúc này, Trần Phi nói gì? Cung vạn hòa, thậm chí tại chỗ những người khác đều là hoàn toàn nghe không gặp, không nghe rõ. Bởi vì lúc này, bọn họ đầu óc tới hoàn toàn là một đoàn loạn ông nổ vang.
Một lúc lâu, yên lặng mới bị phá vỡ. Ngươi rốt cuộc là ai? Cung Vạn Hòa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, run rẩy nói, thậm chí không tự chủ được lui hai bước. Ở hắn trong ấn tượng, cõi đời này cũng không phải là không có người như vậy. Tỷ như, cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn cường giả. Tỷ như, cự linh bí cảnh chính giữa những người lớn kia. Có thể Trần Phi nhìn như trẻ tuổi như vậy, lại sao có thể là cái loại đó tầng thứ hoặc đẳng cấp thiên đại nhân vật. Nhưng hắn nơi nào biết, cái này ở hắn trong mắt có thể nói là thiên đại nhân vật, ở Trần Phi trước mặt, thật ra thì cũng giống như vậy, hãy cùng bọn họ những người bình thường này không sai biệt lắm, là không có chống cự đường sống. Ta là ai? Ha ha, ta là ai tại sao phải nói cho ngươi biết? Trần Phi chân mày cau lại, nhàn nhạt nói thật, ta thật ra thì cũng chưa thấy được ngươi có tư cách biết ta tên chữ. Không có tư cách. Cung Vạn Hòa ánh mắt giận dữ, cắn môi một cái. Người đâu, đem hắn cho ta nhốt vào khu S đi. Đi theo liền gặp mắt thần điên cuồng, thanh âm khàn khàn, nói. S, khu S, một nghe được cái từ này mà, vô luận là vậy khu A tầng 3 phạm nhân, hoặc giả là quốc an tổ thành viên, cũng không nhìn được mí mắt hung hăng run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Chỗ đó, nhưng mà cực kỳ đáng sợ nhất nhân vật nguy hiểm, mới có tư cách vào đi đợi. Sếp, ta, chúng ta không quyền hạn làm như vậy. Một người quốc an tổ thành viên trần trờ nói. Không, bỏ mặc nhiều như vậy, thi hành mệnh lệnh. Cung Vạn Hòa sắc lệ nội cha, người sáng suốt vừa thấy, cũng biết nó bây giờ nhất định là đã bị sợ vỡ mật. Phịch. Nhưng vào lúc này, một nước an tổ thành viên chạy tới, nói, sếp, mới vừa rồi Hứa Uông Dương Hứa tư lệnh tự mình đi tới trụ sở chính, yêu cầu bảo lãnh cái này phạm nhân. Hứa Uông Dương, bảo lãnh. Ngươi không thấy được người này chính là một tên phỉ đồ, phần tử khủng bố. Là hắn Hứa Uông Dương nói bảo lãnh liền bảo lãnh. Xã hội an toàn làm thế nào? Đi, nói cho hắn, không thể nào, để cho hắn có thể đi về. Cung Vạn Hòa quát lên. Có thể sếp, mới vừa rồi Trần gia Trần Trấn Quân Bộ trưởng vậy gọi điện thoại tới. Nói chúng ta nơi này lạm dụng chức quyền, bắt loạn người. Hắn đã hướng phía trên phản ảnh chuyện này, muốn truy xét tới cùng. Quốc an tổ thành viên hốt hoảng nói. Cái gì, Trần Trấn Quân Bộ trưởng? Cung Vạn Hòa sắc mặt lại là không nhịn được biến đổi, cắn răng nói, bỏ mặc Trần Trấn Quân thì thế nào? Giữ ta nói đi làm, đem hắn cho ta nhốt vào khu S. Âm. Có thể nhưng vào lúc này, hắn nói cũng còn chưa nói hết, phòng giam bên ngoài lại đột nhiên truyền đến một tràng tiếng súng nổ vang, còn có tiếng ồn ào. Xảy ra chuyện gì? Cung Vạn Hòa lấy làm kinh hãi, cũng động đoạt, là ai, dám ở bọn họ quốc an tổ gây chuyện. Sếp, là lĩnh nam ba tỉnh phi báo người tới. Bọn họ nói không đem người này giao ra, sẽ trực tiếp động võ. Một khắc sau, một vị quốc an tổ thành viên có chút hốt hoảng chạy vào, nói. Lĩnh nam ba tỉnh phi báo, phản, chúng ta quốc an tổ đẳng cấp gì, bọn họ phi báo đẳng cấp gì, muốn tìm cái chết sao? Cho ta bắt, ai dám gây chuyện hết thảy bắt lại. Cung Vạn Hòa lại là hoảng loạn lên, quát to. Có thể, nhưng mà sếp, lần này là bọn họ phi báo Vương Đại Sơn Vương Đại Nhân tự mình mang người đến, ta, chúng ta nào dám động à? Quốc an tổ thành viên vẻ mặt đưa đám, nói. Phi báo Vương Đại Sơn, đây chính là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ đại viên mãn cường giả. Ở bọn họ tất cả lớn tổ hành động đặc biệt máy dệt tác phẩm trong. Vậy cũng là hoàn toàn có thể số xếp hàng. Hơn nữa thân phận chức cấp vậy cao dọa người. Người này, bọn họ ai dám bắt? Vương Đại Sơn. Nghe vậy Cung Vạn Hòa đều là không nhịn được có chút hôn mê, thất kinh nói. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới phi báo Vương Đại Sơn vậy mà sẽ tới. Cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ viên mãn cường giả, loại này danh tiếng, có thể không phải là đùa. Sếp, không xong. Lại một cái quốc an tổ thành viên thở không ra hơi chạy tới. Thì thế nào? Lưu gia nhị mỗ gia gọi điện thoại tới, nói muốn sếp ngươi lập tức đem người này thả. Hơn nữa còn muốn truy cứu ngươi lạm dụng chức quyền, tự mình bắt người trách nhiệm. Lưu gia nhị mỗ gia. Nghe vậy, Cung Vạn Hòa đầu óc lập tức là không nhịn được nổ. Mặt đầy đờ đẫn. Hiển nhiên, lúc này hắn nhất định là biết sự việc lại nháo chuyện lớn. Lưu gia nhị mỗ gia,
đây chính là Lưu lão gia tử qua đời sau đó, Lưu gia nhất có quyền phát biểu một vị. Lưu gia nhị mẫu gia, bọn họ Cung gia mặc dù không sợ, có thể đây chẳng qua là bọn họ Cung gia à. Hắn Cung Vạn Hòa một người, có thể không sợ. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cho dù là không cam lòng, không biết làm sao, cũng chỉ có thể là nhận rõ thực tế. Hắn biết, ngày hôm nay hắn không chỉ là cầm Trần Phi không có biện pháp, hơn nữa còn có thể sẽ bị đổ thừa. Khu A tầng 3 một cái tiên thiên cấp bậc phiền người chết rồi, hơn nữa không bất kỳ thủ tục, hắn liền vội vã bắn chết phạm nhân, đây là lạm dụng chức quyền. CMN, tiểu tạp chủng này dựa vào cái gì có thể tìm tới nhiều người như vậy người giúp? Nghĩ đến đây sắp có thể đến đổ thừa, Cung Vạn Hòa không nhịn được ánh mắt oán độc, dữ tợn. Trong lòng, tràn đầy ghen tị. Có thể kinh động nhiều như vậy người, nhất là Phi Báo Vương Đại Sơn còn có Lưu gia nhị mỗ gia, vậy nhưng là chân chính người có năng lượng, có thể đại nhân vật như vậy vẫn còn nguyện ý đứng ra là Trần Phi ra mặt, cái này chẳng lẽ không làm người ghen tị sao? Cung Vạn Hòa, người thật là chó lớn lá gan. Cung Vạn Hòa, người thật là chó lớn lá gan. Nhưng vào lúc này, một khủng bố, khí thế mãnh liệt từ phòng giam ngoài cửa tràn vào. Rồi sau đó chính là thấy một vị miệng đầy râu ông già tức giận xông lên đi vào. Đội trưởng, vừa thấy được người đến, Cung Vạn Hòa mặt cũng liếc, bởi vì cái này người tới không phải người khác, chính là hắn Cung Vạn Hòa ở quốc an tổ tiểu đội bên trong cấp trên. Cấp trên cũng đích thân tới, vậy khẳng định là đại biểu, chuyện này đã hoàn toàn làm lớn chuyện, không đè ép được. Nếu không, hắn đội trưởng hẳn vẫn sẽ cho hắn, cho bọn họ Cung ra, mấy phần mặt mũi mới đúng. Cung Vạn Hòa, người có thể hay không nói cho ta, người đang làm gì? Vậy miệng đầy râu ông già vừa tiến đến, liền thẳng hướng về phía Cung Vạn Hòa hét. Đội trưởng, chúng ta ở thẩm vấn một cái phần tử khủng bố, mà, hơn nữa hắn còn có hiểm nghi đối với núi Long Hổ viện dưỡng bệnh bên trong lão thủ trưởng an nguy gây rối. Cung Vạn Hòa nói cả lăm miệng, nói. Im miệng. Vậy miệng đầy râu ông già căn bản không nghe hắn nói nhảm, trực tiếp là lạnh lùng nói. Sự việc đã điều tra xong, vị này Trần Tiên Sinh là Hứa Uông Dương tư lệnh còn có tuần luôn tuần lão tự mình mấy mời được núi Long Hổ viện dưỡng bệnh, cho lão thủ trưởng xem bệnh. Cung Vạn Hòa, các người ẩn oán cá nhân, ta không hy vọng dính dấp đến ta ngành, nếu không, người hẳn biết hậu quả. Đội trưởng, ta, nghe vậy, Cung Vạn Hòa không nhịn được thất kinh, đội trưởng bây giờ lại là như thế không cho hắn Cung Vạn Hòa mặt mũi, nói cách khác. Chân chính đến tương đối khó giải quyết thời điểm, mới có thể là như vậy đi. Ngươi cái gì ngươi, ta nói ngươi nghe hiểu. Vậy miệng đầy râu ông già lại cắt đứt Cung Vạn Hòa mà nói, giận giận đùng đùng nói. Rõ ràng, Cung Vạn Hòa mặc dù không cam tâm, nhưng cũng chỉ có thể là tạm thời cúi đầu. Thấy tình cảnh này, cái này vừa ra hai bè, Trần Phi không nhịn được câu khóe miệng cười. Thật lấy là hắn là người mù, không nhìn ra, đây là hí. Trần Tiên Sinh đúng không? Ngại quá, đây là chúng ta quốc an tổ không làm tròn bổn phận, đối với ngươi tạo thành khốn khổ, chúng ta vạn phần xin lỗi, bất quá, bây giờ đã không sao, sự việc đã tra rõ. Nếu không chúng ta trước hay là đi ra ngoài đi, Vương Đại Sơn Vương giáo quan đang ở bên ngoài chờ ngươi đấy. Một khắc sau, liền gặp vậy miệng đầy râu ông già hướng Trần Phi vẻ mặt ôn hòa, nói. Đi ra ngoài, tại sao phải đi ra ngoài? Có thể Trần Phi lại cười, hỏi ngược lại. Vậy miệng đầy râu ông già lập tức đổi một cái sắc mặt. Trần Tiên Sinh ngươi lời này cũng có chút không thân thiết. Ngươi xem, trước kia thật ra thì chuyện đều là một cuộc hiểu lầm, nếu không như vậy, ta để cho tiểu cung cho ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này coi như tính. Ngươi thấy thế nào, rồi sau đó, liền gặp hắn con ngươi nhanh tránh, nói. Chuyện này nếu là thật lớn chuyện rồi, đây tuyệt đối là đối với bọn họ quốc an tổ bất lợi. Dẫu sao bây giờ đã kinh động nhiều người như vậy, Hứa gia, Trần gia, Lưu gia, còn có Phi báo. Cho nên bây giờ tốt nhất biện pháp, chính là để cho Cung Vạn Hòa nói lời xin lỗi, nói như vậy, thì có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi. Đội trưởng, ngươi nói gì, ngươi để cho ta cho cái này tiểu tạp, cho hắn nói xin lỗi, cái này không phải, tuyệt không thể nào. Bất quá nghe vậy, Cung Vạn Hòa đầu tiên là phản ứng vô cùng kịch liệt. Không chút do dự lắc đầu cự tuyệt. Làm trò đùa, hắn Cung Vạn Hòa thân phận gì, hắn trên đầu nhưng mà có Cung gia người hào quang, để cho hắn nói xin lỗi, tuyệt không có khả năng này.
nằm mơ còn không sai biệt lắm. Cung Vạn Hòa, xin ngươi chú ý ngươi giọng nói chuyện. Ngươi nếu là cảm thấy không muốn nói xin lỗi, phải, ta bây giờ cảm thấy ngươi làm gió có vấn đề, cho nên chức vụ của ngươi, tạm thời đi, quay đầu ngươi trực tiếp đi bên trong tổ làm một chút thủ tục tương quan, nghỉ phép đi, như thế nào? Nghe được Cung Vạn Hòa mà nói, xem hắn như thế không thức thời vụ, không phân chia trường hợp, vậy miệng đầy dâu ông già cũng có chút nổi giận, lạnh lùng nói. Đội trưởng. Cung Vạn Hòa đầu ông một tiếng, trong chốc lát không phản ứng kịp. Đội trưởng ý của lời này, lại là muốn rút lui chức của hắn. Đùa gì thế? Phải biết, hắn nhưng mà cung gia người, trước muốn lấy được chức vụ này, bọn họ cung gia nội bộ không biết là hắn ra nhiều ít khí lực, đây nếu là bị cách chức, hắn trở về phải như thế nào giao nộp. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn cho dù là căm tức đi nữa, lại không muốn, cũng chỉ có thể là cúi đầu, không nhịn được cắn răng nghiến lợi, nói ta nói xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy miệng đầy dâu ông già thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trần Phi, nói Trần tiên sinh, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, Cung Vạn Hòa nhưng mà cung ra người, vẫn còn ở còn đã nói xin lỗi, cho dù là thái độ vậy, nhưng, mới có thể có cái này được là, vậy đã coi như là rất tốt chứ. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cảm thấy chỗ này thật thoải mái, cho nên, tạm thời trước hết không đi ra ngoài đi. Ừ, nghe vậy, vậy miệng đầy dâu ông già tròng mắt đông lại một cái, có chút hiện lên lạnh, nói Trần tiên sinh, người cái này là ý gì? Có ý gì, không phải rất đơn giản sao? Không biết người có nghe nói hay không qua một câu nói, kêu mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn. Trần Phi nhìn lướt qua vậy miệng đầy dâu ông già, nhàn nhạt nói. Lão đầu nhi này, tựa hồ vậy đem mình làm là một nhân vật liền à? Ai, đầu năm nay, loại này ngu đần thật đúng là nhiều à? Xem ra ngươi là muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Gặp Trần Phi như vậy thái độ, vậy miệng đầy dâu ông già cũng là nổi giận, lạnh lùng nói. Gặp cảnh tượng này, Trần Phi lại dám và mình đội trưởng đối mặt, Cung Vạn Hòa không khỏi trong lòng mừng như điên đứng lên, thêm dầu thêm mỡ, quạt gió thổi lửa, nói, đội trưởng, tiểu tạp chủng này căn bản liền không đem chúng ta quốc an tổ để trong mắt. Ta phải nói à, trực tiếp đem hắn đóng, tốt dễ sửa trị, mới để cho hắn có thể biết, mình là có mấy cân mấy lượng nặng. Biết chúng ta quốc an tổ, là hắn không trêu chọc nổi. Phải không, Trần Phi bĩu môi cười một tiếng, vung tay lên. Bót, cách không chính là một cái tát. Hung hăng rơi vào Cung Vạn Hòa trên mặt, đem hắn mặt đánh sưng. Ngươi, họ Trần, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Thấy tình cảnh này, vậy miệng đầy dâu ông già giận dữ. Làm gì, xem hắn gương mặt này khó chịu, rút ra vừa kéo, làm sao, có vấn đề. Trần Phi lại một cái tát cách không đã qua, cành cạch, Cung Vạn Hòa trực tiếp là một miệng răng không có. Thống khổ vạn phần, miệng đầy là máu. Chất bẩn, nồng tư tháp đội trưởng, giết chết hắn. Cung Vạn Hòa che một miệng răng, dữ tợn khàn khàn nói. Ngươi, tốt, rất tốt. Vậy miệng đầy là huyết lão người thở một hơi thật dài, cũng là thần tình âm trầm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, hung ác nói, lúc đầu xem ở nhiều người như vậy phân thượng, còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, nhưng bây giờ chính ngươi muốn tìm cái chết, vậy thì đừng trách ta không nói tình cảm. Ngươi đến, cho ta đem cái này phần tử khủng bố đưa đi khu S, nếu như hắn dám phản kháng, tại chỗ xử bắn. Một đám quốc an tổ thành viên nghe vậy nhìn lẫn nhau, ai cũng không dám lên trước. Làm trò đùa, tại chỗ xử bắn. Cái gì đó xử bắn, đậu hũ sao? Khu S, nghe các người nói lâu như vậy, hẳn sẽ có chút ý tứ đi, vậy thì đi xem một chút đi, bất quá, các người có thể phải chuẩn bị tốt nha, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, đến lúc đó các người sợ rằng phải hơn quỳ cầu ta đi ra ngoài, đó mới có thể phải, ha ha ha. Trần Phi cười một tiếng, bước ra phòng giam. Quỳ cầu ngươi đi ra ngoài, vậy sợ rằng là đang nằm mơ. Cung Vạn Hòa cười lạnh một tiếng, cái này quốc an tổ nhưng mà bọn họ địa bàn, hoàn toàn là bọn họ định đoạt, cho nên, cầu hắn đi ra ngoài. Nằm mơ đi, ha ha. Vì vậy, rồi sau đó Trần Phi liền bị mang đi khu S tống giam. Vậy miệng đầy dâu ông già, cũng là một mặt âm trầm đi gặp Vương Đại Sơn. Vương Đại Sơn giáo quan, xin lỗi, ngươi muốn đảm bảo người kia, chúng ta quốc an tổ không thể bắn.
Vừa lên tới, hắn trực tiếp là nói ngay vào điểm chính. Khấu Nam Quân, ngươi cái gì ý? Người Vương Đại Sơn nghe vậy điều kiện phản xạ giận dữ, nhưng ngay khi một giây kế tiếp, hắn bật thốt lên nói lại đột nhiên đình trệ ở, chợt ánh mắt kinh nghi chớp động, cho người cảm giác rất kỳ quái. Vương Đại Sơn giáo quan, người muốn đảm bảo người kia, rất nguy hiểm, hơn nữa hắn vẫn là ở núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh bị bọn họ bắt trở lại, chỗ đó, người hẳn biết là chuyện gì chứ? Muốn hắn mục đích là đối với một vị thủ trưởng an nguy gây rối. Sự việc còn không có tra rõ trước. Người nọ, không thể bắn. Vậy miệng đầy dâu ông già nói đến đây hơi dừng lại một chút, lại không nhịn được lạnh lùng nói, ngoài ra, Vương Đại Sơn giáo quan, vậy hy vọng ngươi biết rõ, hiểu rõ thân phận của chính ngươi. Hắn như thế nói, không phải là nhắc nhở Vương Đại Sơn. Người Vương Đại Sơn mặc dù lợi hại, là cổ võ giả tiên thiên hậu kỳ viên mãn cường giả, nhưng mà, cái này dù sao cũng là bọn họ quốc an tổ. Có trong nước thứ nhất chức quyền đặc biệt tổ chức cơ cấu hào quang ở đây, cho dù là ngươi Vương Đại Sơn, cũng là không tư cách ở nơi này càn rỡ. Coi như sau đó một khắc, rất làm người ta kinh ngạc là. Hừ, Vương Đại Sơn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt giống như là lạnh lùng, lại là châm chọc nhìn một cái miệng đầy dâu ông già Khấu Nam Quân, lại trực tiếp là đứng dậy, không nói một lời rời đi. Ừ, thấy tình cảnh này, Khấu Nam Quân hơi ngẩn ra. Không nghĩ tới Vương Đại Sơn lại sảng khoái như vậy liền đi. Hơn nữa đối phương trước khi đi ánh mắt kia, lại là làm hắn không nhịn được khó hiểu có chút tim đập rộn lên. Cùng lúc đó, rời đi quốc an tổ trụ sở chính, Vương Đại Sơn bốn phía ngẩng đầu, vui vẻ nói tổng giáo quan, là ngươi. Là ta, Vương giáo quan ngươi làm sao tới? Trần Phi thanh âm từ vậy trong không khí truyền tới. Điểm này mà khoảng cách thần thức bao phủ, cùng với truyền âm. Đối với hắn bây giờ tu vi mà nói, hoàn toàn là khoa nhi đồng. Ta nhận được Hứa Uông Dương Hứa Tư lệnh điện thoại, nói ngài bị quốc an tổ bắt, không yên lòng, đã tới rồi. Tổng giáo quan, ngươi không có chuyện gì chứ? Như vậy thần kỳ thủ đoạn, làm Vương Đại Sơn vừa kinh ngạc, lại là kính sợ, cung kính nói. Ta không có sao, thật ra thì ta chính là nhàn rỗi nhàm chán, cùng bọn họ vui đùa một chút, được rồi, như vậy. Người đi một chuyến núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh, để cho Hứa lão gia tử xuất viện đi. Trần Phi thanh âm lại lần nữa truyền tới. Hứa lão gia tử, hắn không phải, Vương Đại Sơn sững sờ nói. Ta đã đem hắn chữa lành, gặp Vương Đại Sơn nghi ngờ, Trần Phi cười nói. T, Vương Đại Sơn nghe vậy không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, thở dài nói, không hổ là tổng giáo quan ngươi, thật là thần y à. Lão bổn hành không lợi hại một chút sao được. Được rồi, cứ như vậy đi, giữ ta nói đi làm. Trần Phi nói. Vương Đại Sơn vẻ mặt rét một cái, cung kính gật đầu một cái. 40-50 phút sau, hắn liền đi tới núi Long Hổ Viện dưỡng bệnh. Bữa nay lúc hừng sáng, quốc an thuê trong một căn mật thất, bầu không khí hơi có chút nặng nề, cung vạn hòa thần sắc kinh nghi, rung động tủng kéo đầu, một bên, Khấu Nam Quân sắc mặt cũng có chút khó khăn xem. Mà lúc này, ở trước mặt bọn họ là quốc an tổ chân chính mấy vị kia cao tầng một trong, họ cung, tên là cung cách nguyên, cho dù là ở cung gia vật khổng lồ như vậy trong, vị trí ở tầng thứ cùng năng lượng, đều là top 5 tồn tại. Nhưng lúc này, hắn sắc mặt lại hết sức khó khăn xem. Cung vạn hòa, đây chính là ngươi cho ta làm chuyện. Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không, phi báo tổng giáo quan, nói bắt. Ngươi có suy nghĩ hay không qua, cái này sẽ là hậu quả gì? Chỉ gặp cung cách nguyên sắc mặt xanh mét hét. Nước miếng chấm nhỏ ngổn ngang loạn bay. Xem ra một đêm này thời gian, bọn họ cuối cùng là đã điều tra xong, Trần Phi thân phận, phi báo tổng giáo quan. Bây giờ vị trí kia nhưng mà đang sâng bộ cấp. Người như vậy nói bắt, CMN cung vạn hòa đến tột cùng là có đầu óc hay không? Heo đổi được. Tứ thúc, cái này không thể trách ta à? Ta nào biết vậy tiểu tạp. Thằng nhóc kia còn có như vậy thân phận, mà, hơn nữa đây là nhị bá để cho ta làm như vậy, để cho ta là ra khẩu khí này. Cung vạn hòa nhu nhu nói. Đồng thời, hắn lúc này cũng là biết thằng nhóc này là thật xảy ra chuyện lớn. Phi báo tổng giáo quan, đang sân bộ cấp vị trí, cái gì đó khái niệm. Đừng nói là hắn, coi như là hắn tư thúc, cung cách nguyên đều không tư cách bắt, có thể, nhưng bây giờ cái này. Vậy hắn để cho ngươi đi chết, ngươi thì sao không chết đi? Cung vạn hòa, ngươi có thể hay không nói cho ta,
người rốt cuộc có hay không điểm đầu óc. Người thật lấy làm cho này quốc an tổ là tự chúng ta nhà mở. Người có thể tùy tiện lạm dụng tư quyền. Cung Cách Nguyên cả giận nói. Ta, tứ thúc, vậy ta nên làm gì bây giờ à? Vậy vỗ đầu che mặt chửi mắng một trận, Cung Vạn Hòa là hoàn toàn ngu đần, vẻ mặt đưa đám, nói. Làm thế nào, người lại yếu. Gặp Cung Vạn Hòa còn ngu như vậy ép, không phân rõ thế cục, Cung Cách Nguyên còn muốn chửi mắng một trận. Có thể nhưng vào lúc này, đinh đinh đinh, hắn điện thoại lại vang lên. Ừ, Cung Cách Nguyên chân mày chợt khều một cái, trong lòng có dũng khí dự cảm bất tường. Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân cũng vậy, vừa nghe đến cái này tiếng chuông điện thoại, điều kiện phản xạ tim bịch bịch loạn nhảy cỡn lên. Một khắc sau, Cung Cách Nguyên tiếp thông điện thoại, này, ta là quốc an tổ Cung Cách Nguyên, xin hỏi là kia. Cái gì, Hứa lão gia tử xuất viện. Hắn sắc mặt không khỏi chợt đổi một cái, trong lòng cũng là khiếp sợ vạn phần. Hứa lão, vị kia không phải đại hạn đến, đi nhanh liền sao? Làm sao biết vẫn có thể xuất viện? Cái gì, Hứa lão gia tử xuất viện? Cung Vạn Hòa nghe lời này một cái, cả người đều đần độn, cả người ngay tức thì tràn ra mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch. Cái này rõ ràng chính là sắp chết một người, sao, làm sao biết, còn có thể sống sót, còn xuất viện. Xong rồi, lần này thật xong rồi. Vậy Khấu Nam Quân nghe lời này một cái, cũng là không nhịn được hù được hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì muốn đặt mông tê liệt ngồi ở đó trên đất. Hiển nhiên, hắn rất thông minh, nhưng vậy nằm mộng cũng không nghĩ tới, Hứa lão gia tử cái loại đó rõ ràng chính là tất nhiên người sắp chết, bây giờ nhưng lại có thể bị người cứu sống. Mà, hơn nữa, từ các loại đầu mối tới xem, sợ rằng, cứu sống Hứa lão gia tử người, chính là vậy bị bọn họ quốc an tổ bắt đi người. CMN cái này, bọn họ lại có thể đem Hứa lão gia tử như vậy khai quốc nguyên huân ân nhân cứu mạng bắt lại, đây không phải là chơi xong, là cái gì? Xong rồi, lúc này CMN chính là thật chơi xong. Cung Vạn Hòa, CMN ngươi 18 đời tổ tông, CMN lần này đem lão tử hại chết. Nghĩ đến đây, vừa sợ vừa giận dưới Khấu Nam Quân trực tiếp là nhảy cỡn lên, vỗ đầu che mặt liền là hướng về phía Cung Vạn Hòa một hồi loạn đả. Quyền đấm cước đá. Thấy tình cảnh này Cung Cách Nguyên ra mặt chợt quất rút ra, nhưng vẫn là không có mở miệng ngăn trở. Bởi vì đúng là, lần này bọn họ là thật bị Cung Vạn Hòa cái này ngu đần cho hại chết. Loại này chuyện thiên đại vừa ra, phía trên không nhân cơ hội chỉnh đốn quốc gia bọn họ tổ mới là lạ. Đến lúc đó, đừng nói là Khấu Nam Quân, coi như là hắn Cung Cách Nguyên, dưới mông vị trí có thể giữ được hay không, đều là khó nói. Nghĩ đến đây, Cung Cách Nguyên cũng là nén không được lửa giận mọc tùm, gia nhập chiến cuộc, vỗ đầu che mặt hướng về phía Cung Vạn Hòa chính là một hồi loạn đả. Tức miệng mắng to, CMN nhất định chính là một phế vật. Ngu đần. À, đừng đánh, đội trưởng, tứ thúc, đừng đánh. Đừng đánh. Như vậy gặp vây đánh, Cung Vạn Hòa lại không dám đánh lại, chỉ có thể thảm hề hề cầu xin tha thứ. Đinh đinh đinh. Có thể nhưng vào lúc này, bỗng ở giữa, Cung Cách Nguyên chuông điện thoại di động ở yên tĩnh trong mật thất, phá lệ chói tai vang lên. Cái này tiếng chuông, hù được ba người điều kiện phản xạ cả người run một cái. Đại bá. Cung Cách Nguyên cầm lấy điện thoại ra, nhìn điện thoại di động biểu hiện trên màn ảnh dãy số, tay cũng không nhịn được có chút run rẩy trước đứng lên. Bởi vì biểu hiện trên màn ảnh chính là bác cả hắn phụ dãy số, hơn nữa bác cả hắn phụ, vẫn là bọn họ cung gia bây giờ phía sau màn người trưởng đà. Lớn, đại gia gia, Cung Vạn Hòa cả người lần nữa không nhịn được run một chút, mặt cũng liếc. Hắn đại gia gia nhưng mà bọn họ cung gia người trưởng đà, mà bây giờ, trùng hợp như vậy gọi điện thoại tới. Hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là đoán được chút gì à? Đại bá, Cung Cách Nguyên nhận điện thoại, thần sắc lộ vẻ được đặc biệt là khẩn trương, nói. Nhưng mà bên đầu điện thoại kia vỗ đầu che mặt đối với hắn chính là mắng một trận, đem hắn mắng cẩu huyết lâm đầu. Tiểu tứ, xem ra các người quốc an tổ là thật bản lãnh lớn à? Có biết hay không các người đã làm gì chuyện? Mới vừa rồi Hứa lão thái gia, tự mình gọi điện thoại đến ta cái này tới. Nói các người đem hắn ân nhân cứu mạng bắt lại. Ngài có thể hay không cho ta cái giải thích? Cung gia lão gia tử nổi giận đùng đùng hét. Hứa lão gia tử bối phận so hắn cũng còn muốn cao hơn đồng lứa. Bây giờ điện thoại đánh tới hắn nơi đó, để cho hắn nói thế nào?
Nghe vậy, Cung Cách Nguyên trên ót mồ hôi lạnh chảy xuống, liền vội vàng nói, đại bá, chuyện này và ta không quan hệ, đều là Cung Vạn Hòa vậy ngu si làm. Ta căn bản hoàn toàn cái gì cũng không biết. Tứ thúc, nghe vậy Cung Vạn Hòa mặt cũng liếc, run rẩy nói. Cung Cách Nguyên nếu là cứ như vậy đem hắn bán, hết thảy trách nhiệm để cho hắn tới cõng, hắn kia chịu được. Ta CMN bây giờ bất kể là ai làm, bây giờ. Lập tức, đem vậy hứa lão gia tử ân nhân cứu mạng cung cung kính kính mời đi ra ngoài quốc an tổ, chuyện này nếu là không làm xong, các người dưới mông vị trí liền cũng cho ta rời một chút di chuyển đi. Cung lão gia tử tức giận xông lên cúp điện thoại. Bên trong mật thất không khí, ở trong một cái chớp mắt này sắp ngã vào băng điểm. Cung Vạn Hòa tái nhợt nghiêm mặt, ngơ ngác trước, không biết làm sao. Vậy Khấu Nam Quân cũng vậy, thần sắc hốt hoảng. Nếu là cung gia dưới người trận cũng như vậy nghiêm trọng, hắn cái này bối cảnh kém, không phải sẽ thảm hại hơn. Phịch. Nhưng vào lúc này, Cung Cách Nguyên một cước hung hăng đá vào Cung Vạn Hòa trên mông, giận dữ hét, chó má. Ngu đần, người ra ra cả nói nghe được, bây giờ. Lập tức, đi đem người nọ cho ta từ khu S mời đi ra ngoài, nếu là không làm được nha, người tự xem làm. Ta bây giờ lập tức đi. Cung Vạn Hòa mặc dù khuất nhục, nhưng vẫn là rõ ràng nặng nhẹ thong thả và cấp bách, vội vàng đi ra mật thất, chạy về phía quốc an tổ nội bộ khu S. Người cũng đi, thấy tình cảnh này, Cung Cách Nguyên lại hướng một bên Khấu Nam Quân lạnh lùng nói. Ta, được, ta cũng đi. Vậy Khấu Nam Quân mặt liền biến sắc, vẫn là cắn răng đi theo lên. Một lát sau, quốc an tổ đại danh đỉnh đỉnh khu vực nguy hiểm khu S bên trong. Đây là một cái hình tứ phương khu vực, bốn bề khép kín, nhưng diện tích vẫn còn coi như là không nhỏ. Chỉ thấy vậy, một đám cả người máu rầm rề người, tránh thần sắc kinh hoàng rúc lại góc tường. Động cũng không dám lộn xộn. Cách đó không xa, mấy cái thi thể ngổn ngang, liền vô sanh tức, hết sức bắt mắt. Nhưng vào lúc này, phòng giam cửa mở ra, Cung Vạn Hòa còn có Khấu Nam Quân vội vàng đi vào. T, đó không phải là, làm sao, vừa đi vào tới, Khấu Nam Quân liền chú ý tới đất lên thi thể, hắn đều biết, là mấy cái nguyên bản ở hắn xem ra hết sức nguy hiểm tù phạm. Trong đó thực lực yếu nhất, sợ rằng cũng đã là đạt tới cổ võ giả tiên thiên trung kỳ đỉnh cấp, có thể, nhưng bây giờ cái này lại có thể, chết hết. Trong nháy mắt, Khấu Nam Quân sau lưng tràn đầy khí lạnh. Ánh mắt run rẩy. Thẳng đến lúc này, hắn mới thật sự ý thức được, Trần Phi người này, là có bao nhiêu biết bao. Đáng sợ dường nào. Đây không phải là cung đại đội trưởng, còn có cái gì đó tới. Ai coi là, không nhớ, dù sao thì là khách quý mà, hoan nghênh đến chơi. Trần Phi một cái cá chép lăn lộn, đứng lên, trơ cháo không cười nói. Dứt lời. Hắn còn hướng những cái kia giúp lại góc tường người đưa đi liền một cái ánh mắt. Vui mừng, hoan nghênh đến chơi, những cái kia giúp góc tường người lập tức hiểu, từng cái chen lấn, hô lớn. Tình cảnh phải nhiều tức cười có nhiều tức cười. Nhưng vấn đề là, cái này tức cười rơi vào Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân trong mắt, bọn họ lúc này lại như thế nào cũng đều không cười nổi. Ngược lại, bọn họ thậm chí còn cảm giác sau lưng lạnh lẽo là đổi được sâu hơn. Bọn họ rất rõ ràng, những thứ này bị tống giam ở khu S vực người, mỗi một người đều là biết bao nhân vật nguy hiểm. Bất kỳ một người nào bị thả ra ngoài, cũng có thể rối loạn xã hội, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ những nguy hiểm này vô cùng nhân vật, nhưng ở bọn họ trước mắt biểu hiện theo ngu đần như nhau. Đây tột cùng là bị sợ thành dạng gì, mới sẽ biến thành như vậy. Cung Vạn Hòa cùng với Khấu Nam Quân thân thể đồng loạt run rẩy, không dám nghĩ. Trần tiên sinh, chúng ta là tới đón ngài đi ra. Một khắc sau, liền gặp vậy Khấu Nam Quân sắc mặt tái nhợt thận trọng nói. Đi ra ngoài, tại sao phải đi ra ngoài, chỗ này tốt vô cùng, ta cảm thấy còn có thể ở lâu hai ngày. Trần Phi cự tuyệt nói. Trần tiên sinh trước là ta không đúng, ta bây giờ hướng ngươi nói xin lỗi. Ngài liền đi ra ngoài đi, Cung Vạn Hòa ra mặt run rẩy. Cuối cùng vẫn là buông xuống mặt mũi, khuất nhục nói xin lỗi. Nói xin lỗi à, ngại quá, không chấp nhận, xem ra ngươi là quên trước ta và các người nói chứ. Mời thần dễ dàng, đưa thần khó khăn hả? Trần Phi lắc đầu một cái, trêu ghẹo nói. Có thể nhưng vào lúc này,
Khấu Nam Quân rất dứt khoát quỳ xuống, vùi đầu, nói, Trần tiên sinh, trước là ta không biết thân phận ngài, có nhiều đắc tội, xin ngươi hãy tha thứ. Thấy vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, không nghĩ tới tên này lại có thể thật sẽ cho mình quỳ xuống. Chợt liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, được rồi, đứng lên đi. Có thể co giãn, trở về mình thật tốt tự kiểm điểm, chuyện này, liền tạm thời và ngươi không quan hệ đi. Gặp Trần Phi lại dùng loại giọng nói này nói với hắn nói, giống như là trưởng bối, vãn bối, cấp trên cấp dưới, Khấu Nam Quân không nhịn được cắn răng, nhưng vẫn là biệt trụ. Thấp giọng nói, phải, chuyện này, ta trở về sẽ tỉnh lại, đa tạ Trần tiên sinh ngươi độ lượng. Tiếng nói vừa dứt, liền gặp hắn đứng dậy xoay người rời đi. Xem đều không lại xem Cung Vạn Hòa một cái. Đội trưởng, ta, thấy tình cảnh này, Cung Vạn Hòa lại là không nhịn được luống cuống, sắc mặt trắng bệch trước, hơi lay động, hung hăng cắn răng, ùm một tiếng. Quỳ xuống. Ta đã quỳ, bây giờ mời ngươi đi ra ngoài, cầu ngươi. Cung Vạn Hòa khuất nhục nói ra lời nói này, trong lòng, nhưng là hận không được đem Trần Phi bóp chết. Nhưng mà, Trần Phi nhìn hắn một cái, chẳng qua là bình thản nói, quỳ. Quỳ thì thế nào, bây giờ, chơi lạc. Ngươi đùa bỡn ta, Cung Vạn Hòa cả giận nói. Ừ, ta chính là đang đùa ngươi, làm sao, không phục. Trần Phi khinh thường nói. Ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Cung Vạn Hòa mắt đều đỏ, giận dữ nói. Mình đều đã quỳ xuống, đối phương lại nói là đùa bỡn hắn, đây chẳng phải là hắn lần này quỳ, liền uống phí. Cái này làm cho hắn như thế nào có thể đủ tiếp nhận? Thật là sắp điên rồi. Lấn hiếp người quá đáng à? Được à, thật ra thì ta chỉ thích lấn hiếp người quá đáng, làm sao, ngươi không phục? Ha ha, không phục liền không phục, để ý chuyện ta làm gì? Trần Phi vui vẻ cười to nói. Những người này à, trước ngươi trâu bò như vậy ép thời điểm, làm sao liền không suy nghĩ một chút bây giờ thế nào? Chặc chặc, có câu nói thật tốt. Trời làm bậy do có thể sống. Từ làm bậy, ngại quá, vậy còn là tạm biệt đi, kia mát mẻ kia đợi đi. Nhưng vào lúc này, Cung Cách Nguyên đi vào. Trần tiên sinh ngươi tốt, ta tự giới thiệu mình một chút, ta họ Cung, kêu Cung Cách Nguyên. Lần này chuyện này là chúng ta Cung gia không đúng, ta ở nơi này đại biểu Cung gia, hướng ngươi nói xin lỗi. Ngươi xem, Vạn Hòa gia cho ngươi quỳ xuống, nếu không, chuyện này cứ định như vậy đi. Tiếp tục nữa, mọi người trên mặt vậy không việc gì quang, ngươi nói sao? Cung Cách Nguyên đầu tiên là hung ác trợn mắt nhìn một cái Cung Vạn Hòa, mới mở miệng nói. Tư thái coi như là thả được rất thấp. Muốn nếu đổi lại là ngày hôm qua, ta sợ rằng sẽ đáp ứng ngươi, bất quá bây giờ, xin lỗi à, nói kêu hắn không quý trọng ta cho cơ hội của hắn đâu. Vẫn là câu nói kia, mời thần dễ dàng, cái này đưa thần, khó khăn hả? Trần Phi lắc đầu một cái. Nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Cung Cách Nguyên mặt liền biến sắc, yên lặng hồi lâu, mới không nhịn được chậm rãi nói, Trần tiên sinh, nếu không như vậy, ngươi cho chúng ta nói phương án giải quyết, rốt cuộc như thế nào, ngươi mới nguyện ý rời đi. Cái này đơn giản, ngươi để cho hắn đi đem ngày hôm qua lão đầu tử kia bắt, điều tra một chút, xem phía dưới mông có sạch sẽ hay không. Đây nếu là sạch sẽ nói, ta không nói hai lời, lập tức đi, đây nếu là không sạch sẽ mà nói. Ha ha, trước hết xem hẳn quan bao lâu chứ. Ngươi nói sao? Trần Phi nhàn nhạt nói. Ngoài ra, hắn cũng giống như vậy, ta cũng sẽ tìm người điều tra một chút hắn. Trần Phi đưa tay chỉ một cái, lại chỉ Cung Vạn Hòa nói. Nhất thời, vậy người sau liền giống như là bị đạp hao tổn cái đuôi mèo, cả giận nói, họ Trần, ngươi chớ quá mức. Hắn loại người này, phía dưới mông sao có thể sẽ sạch sẽ. Một khi tra xét. Hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Trần tiên sinh, người cái này đùa giỡn mở được chân thực có chút. Cung Cách Nguyên nụ cười trên mặt cũng có chút duy trì không được, miễn cười gượng nói. Để cho bọn họ Cung ra đi bắt, đi điều tra bọn họ Cung ra người mình, hơn nữa còn là hắn nhị ca, Cung Trịnh Xuân, điều này có thể sao? Ngươi xem ta giống như là ở nói đùa với ngươi. Trần Phi cắt đứt hắn, nói. Ngươi, Trần tiên, Trần Phi. Chúng ta Cung gia đã quá cho ngươi mặt mũi, ngươi nếu là thật còn như vậy không tán thưởng, ta bảo đảm, ngươi sẽ hối hận. Cung Cách Nguyên mặt âm trầm, quát lên, ta khuyên ngươi, chớ đem chúng ta Cung gia làm là trái hồng mềm. Trên thực tế,
ta thật đúng là đem các người cung ra làm là trái hồng mềm, sau đó thì sao, như vậy. Nói thật, bây giờ ta cảm giác và các người vui đùa một chút, thật là có chút làm nhục ta chỉ số thông minh. Được rồi, cút đi. Trần Phi im lặng lắc đầu một cái, nói. Không hổ là cũng họ cung, là người một nhà, cái này đầu óc, sợ rằng đều là đậu hũ làm chứ. Thật lấy là chính bọn họ rất trâu. Vậy xin lỗi, ngại quá, ta Trần Phi, thật giống như so các người càng nhiều bức à. Được, ngươi cho ta chờ. Cung Cách Nguyên rốt cuộc cũng là nổi giận, xoay người rời đi. Cung Vạn Hòa cũng vậy, cũng vội vàng chạy theo. Bất quá, chỉ chốc lát sau, ngay tại Cung Cách Nguyên chân thực cầm Trần Phi không biện pháp gì thời điểm, một cái bộ dáng văn bí người trung niên chỉ cao khí ngang đi vào. Ngươi chính là Trần Phi. Vừa đi vào tới, hắn liền nghiêng mắt nhìn trước Trần Phi nói. Trần Phi đưa lên một chút ánh mắt, không để ý tới hắn. Ngươi, bộ dáng văn bí người nổi giận, nói Trần Phi, ta là phía trên người, bây giờ chuyện này đã khiến cho lãnh đạo coi trọng. Ta cảnh cáo ngươi, có chừng mực, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Phải không, ta muốn biết, đây là ngươi nguyên thoại, vẫn là lãnh đạo nguyên thoại. Ngoài ra, là vị nào lãnh đạo? Nói ra nghe một chút, xem ta có biết hay không. Trần Phi nhàn nhạt nói. Bộ dáng văn bí người trung niên sắc mặt đổi một cái, hắn không nghĩ tới Trần Phi nhìn như vậy trẻ tuổi, lại vẫn có thể như vậy bình tĩnh, không tệ, lời này hoàn toàn là hắn tự nói. Lãnh đạo nguyên thoại là để cho hắn tới làm người hòa giải, như có cần phải, có thể để cho cung gia hạ thấp tư thái, thậm chí trả giá thật lớn. Nhưng mà, hắn từ phía dưới theo cung gia quan hệ không cạn. Hơn nữa gặp Trần Phi như vậy trẻ tuổi, còn lấy là dễ khi dễ, cho nên lời đến hắn trong miệng, thì trở nên mùi. Đây là hắn tự mình được là. Lãnh đạo nói, đại cuộc làm trọng, người thật tốt nghĩ rõ ràng, nếu không, ha ha. Một khắc sau, liền gặp bộ dáng văn bí người trung niên cười lạnh nói, trong giọng nói ý uy hiếp không che giấu chút nào. Phải, ta nghĩ rõ. Bót, Trần Phi đưa tay, búng tay. Văn bí người trung niên trong túi xách điện thoại di động liền tự động bay đến trong tay hắn. Hơn nữa, trung niên kia người còn không cách nào nhúc nhích. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thấy tình cảnh này, trung niên kia người rốt cuộc luống cuống, ánh mắt run rẩy nói. Trần Phi không để ý tới hắn, lục soát trí nhớ, bấm Hứa Uông Dương điện thoại. Này, Trần tiên sinh, điện thoại bên trong truyền tới Hứa Uông Dương thanh âm kinh ngạc vui mừng. Là ta. Hứa thúc thúc, giúp ta tra một chút, mới rồi có người tới giúp cung gia ngăn cản thuyết khách, miệng không phải rất sạch sẽ, để cho hắn ngưng chức đi. Trần Phi nói, phải, không thành vấn đề. Hứa Uông Dương cúp điện thoại. Ngươi muốn làm gì? Bộ dáng văn bí người trung niên rốt cuộc không bình tĩnh. Ngưng chức của hắn, sau khi suy nghĩ một chút quả, hắn trên ót mồ hôi lạnh vèo chảy xuống. Gọi điện thoại mà thôi, hoảng sợ cái gì? Vậy. Điện thoại còn ngươi, Trần Phi đem điện thoại thất lạc trở về, tiếp tục ngủ. Mà bộ dáng văn bí người trung niên chính là lâm vào sợ hãi chính giữa, đầu đầy mồ hôi, thần sắc tái nhợt. Một lát sau, một cú điện thoại đánh tới. Cái gì, lãnh đạo, không phải, ngươi nghe ta giải thích, ta không. Đừng, tu. Nghe bên tai cắt đứt tiếng tút, cùng với bị ngưng chức thử một chút, bộ dáng văn bí người trung niên ngu. Tay chân lạnh như băng. Trần tiên sinh ta sai rồi, van cầu ngươi, ta biết lỗi rồi, ngươi cho lãnh đạo lại gọi điện thoại đi. Van cầu ngươi, không muốn ngừng ta chức. Bộ dáng văn bí người trung niên điên cuồng cầu xin tha thứ, thậm chí mau quỳ xuống. Ta nói, ngươi bất quá liền một chân chạy, nếu không phải là chứa như vậy như bức làm gì. Được rồi, cút đi. Trần Phi khinh thường không nhạt nói một câu, khí thế xông ra. Bộ dáng văn bí người trung niên cả người cứng đờ, ánh mắt run lên, lại mất đi tiếp tục cầu xin tha thứ dũng khí, thất hồn lạc phách, ủ rũ cúi đầu rời đi. Nói thật, tên này chính là ngu, một người thư ký, chân chạy, thật đúng là lấy làm mình rất trâu. Nói trắng ra, bất quá chỉ là bị làm đầu thương nhân vật nhỏ mà thôi. Thấy tình cảnh này, bên kia vững vàng giam khống ở đây phòng giám sát và điều khiển bên trong, bầu không khí trực tiếp là như băng nước vậy lạnh lùng. Âm trầm, rất đau đớn. Tứ thúc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Cung Vạn Hòa ngơ ngác nói. Thất hồn lạc phách. Đây chính là vị lãnh đạo kia thư ký à, so hắn Cung Vạn Hòa ngưu bức nhiều,
nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ nói bị ngưng chức liền bị ngưng chức, hắn trong lòng có mờ mịt thất thố, có thể tưởng tượng được. Cung Cách Nguyên không lên tiếng, trong tay cầm một điếu thuốc, nhíu mày rút ra. Một lát sau, liền gặp hắn chậm chạp ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Cung Vạn Hòa. Nhất thời, Cung Vạn Hòa liền luống cuống, run sợ đứng lên. Tứ thúc, ngươi xem, ngươi nhìn ta làm gì? Lúc này, trong lòng của hắn có nồng đậm bất tường cảm giác. Người đâu, đem hắn cho ta bắt, đúng như dự đoán, một giây kế tiếp, Cung Cách Nguyên lạnh nhạt quát lên. Nhất thời, một đống người chen nhau lên, đem Cung Vạn Hòa khấu trừ đứng lên. Tứ thúc, Cung Vạn Hòa hoàn toàn ngu, ngơ ngác nói, ngươi làm gì? Chính các ngươi xông đi ra ngoài họa, ta không nghĩa vụ giúp các người lau cái mông. Người đến, đi cho ta đem Cung Trịnh Xuân vậy bắt. Cung Cách Nguyên mặt không chút thay đổi nói. Tứ thúc, nghe nói như vậy, Cung Vạn Hòa là thật ngu. Hắn không ngốc, rõ ràng bây giờ Cung Cách Nguyên liền nhị bá vậy bắt, là thật muốn đem hai người bọn họ bán tất cả. Nhất thời, Cung Vạn Hòa ngây ngô như bùn nặn, rơi vào tuyệt vọng. Như vậy, một giờ sau đó, ở đội một lính cảnh vệ xô đẩy trong. Tóc tai bù xù Cung Vạn Hòa cùng với Cung Trịnh Xuân bị dẫn tới khu S bên trong. Bọn họ ngày thường phách lối thói quen, nhưng ngày hôm nay, nhưng là thật gây ra thiên phiền toái lớn, liền cung ra, cũng không muốn lại ra mặt đảm bảo bọn họ. Trần Tiên Sinh, giữ ngươi mà nói, Cung Trịnh Xuân còn có Cung Vạn Hòa chúng ta đều đã bắt. Chờ lát nữa, bọn họ sẽ bị giao lại cho quân đội điều tra, sau bất kỳ sự việc, chúng ta cung ra cũng sẽ không nhúng tay nữa, ngoài ra. Đại bá ta để cho ta cho ngươi mang một câu nói, ngại quá, để cho ngài chê cười. Một bên áp giải Cung Trịnh Xuân cùng với Cung Vạn Hòa, Cung Cách Nguyên chôn đầu và Trần Phi nói. Mặc dù bọn họ cung ra thỏa hiệp, nhưng đây cũng là khuất nhục, làm hắn không ngóc đầu lên được. Sảng khoái, Trần Phi một cái cá chép lăn lộn, đứng dậy, phủi bụi trên người một cái, cười híp mắt nói, đã như vậy, vậy chuyện này mà liền đến đây chấm dứt đi. Làm phiền, tạm biệt. Hắn xem đều không xem ánh mắt kia cừu hận gắt gao nhìn chằm chằm hắn Cung Trịnh Xuân, Cung Vạn Hòa hai người, trực tiếp là từ vậy phòng giam rời đi. Bất quá, tuy nói Trần Phi nói chuyện này đến đây chấm dứt, nhưng trên thực tế, còn dư lại kịch hay, nhưng mới vừa bắt đầu. Sáng sớm ngày thứ hai, kinh đô các nơi báo tin tức còn có trên Internet liền xuất hiện kinh đô cung ra một số người nhân viên bị điều tra, cùng với điều tra ra hàng loạt đạp dây đỏ, thậm chí xúc phạm luật pháp. Chuyện nhân thần cộng phẫn tình, ngược lại thiệp án nhân viên đều bị mang đi. Tin tức này vừa ra, trừ số ít một số lòng biết rõ người bên ngoài, những người khác, phàm là biết hiện nay cung gia ở đó kinh đô tầng thứ cùng địa vị người, đều là không nhịn được có chút hoang mang đứng lên. Cũng không biết là nhân vật lớn bực nào, lại có thể liền kinh đô cung gia vật khổng lồ như vậy cũng có thể động. Thật là nghiêu bức, thật là dọa người. Bất quá bọn họ nào biết, trên thực tế. Bọn họ cũng là chỉ đoán đúng phân nửa, đoán sai rồi một nửa. Cung Trịnh Xuân, Cung Vạn Hòa hai người, đích xác là Trần Phi đưa vào quân đội nhà tù. Mà vậy còn dư lại động tính, thì nhưng thật ra là tường đổ mọi người đẩy, là những cái kia cung gia đối nghịch, hoặc là xem cung gia không vừa mắt người làm. Dẫu sao lần này chuyện này nhưng mà nháo lớn như vậy, quốc an tổ ngạo mạn đi nữa, nhưng mà đem có thể cứu sống từ lão gia tử ân nhân cứu mạng bắt lại. Cái này vô luận như thế nào, cũng là không nói được. Hơn nữa lần này chuyện này nói khó nghe một chút, hoàn toàn chính là lạm dụng tư quyền, tự mình động hình. Kinh động đến phía trên lãnh đạo, những người lãnh đạo làm sao có thể không giận. Cái này quốc an tổ là quốc gia lưỡi dao sắc bén, cũng không phải là ngươi cung gia một nhà. Cho nên thật ra thì vụng trộm, lần này chuyện này đã là, nhân cơ hội này, nháo được vô cùng nghiêm trọng. Thậm chí có vậy đỉnh cấp lãnh đạo tự mình lên tiếng, nói muốn chỉnh bữa chỉnh đốn quốc an tổ, cái này ngay ngắn một cái bữa xuống, ai thảm nhất? Không nghi ngờ chút nào, vậy khẳng định là cung gia à? Ngay sau đó, cung gia nhà sang trọng, một gian có chút cáu phân ngưng trọng bên trong thư phòng. Cung gia chừng 10 vị nhân vật trọng yếu đã là đến đông đủ. Mà lúc này, bọn họ sắc mặt đều có chút khó khăn xem. Đại bá! Ngươi nói chẳng lẽ chuyện này chúng ta cung gia cứ tính như vậy? Lần này như thế ngay ngắn một cái bữa xuống, chúng ta cung gia lần này thật có thể nói là tổn thất thảm trọng. Không thiếu trọng yếu ngành cơ cấu người đều bị cách chức, thậm chí điều đi.
Một cái lớn lên có chút giống như Cung Vạn Hòa lão đầu nhi mặt âm trầm nói. Hắn là Cung Vạn Hòa phụ thân, Cung Xuyên. Lần này chuyện này, không chỉ là hắn nhi tử bị bắt, xử trung thân, hơn nữa liền chính hắn cũng là cha liên đới trách nhiệm, bị xuống chức, làm sao có thể không tức. Ngươi còn không biết xấu hổ nói, nếu không phải ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử, chúng ta Cung gia sẽ ai như thế một lần. Cung gia người trưởng đà, Cung Biệt Ly xanh mặt hét. Ta, đại bá, điều này cũng không có thể trách Vạn Hòa à. Ta thừa nhận, đây đúng là hắn không cân nhắc chu toàn, cho nên chọc ra liền lâu tử, nhưng vấn đề là, ai biết thằng nhóc kia có nhiều người như vậy chỗ dựa. Cung Xuyên nhu nhu nói. Ngươi thật lấy là thằng nhóc kia là dựa vào người chỗ dựa, mới đem ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử, còn có Trịnh Xuân làm đi vào. Dùng ngươi đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Cung Biệt Ly không nhịn được cả giận nói. Những người này, thật là không có đầu óc. Nghe vậy, bên trong thư phòng người đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Lão đại, lời này như thế nói. Hụ hụ hụ. Một vị xương gầy như que củi ông già đầu hói nhẹ ho khan hỏi. Hắn là Cung Biệt Ly ba đệ, cũng là Cung Trịnh Xuân phụ thân. Hôm nay nhi tử xảy ra chuyện, hắn dĩ nhiên không thể nào không đến. Như thế nói, Cách Nguyên, đồ cho ta. Cung Biệt Ly sắc mặt âm trầm đưa tay, một bên Cung Cách Nguyên lập tức đem một chồng tư liệu đưa cho hắn. Bót! Cung Biệt Ly đem vậy một chồng tư liệu vứt xuống trên bàn sách, lạnh lùng nói các người tự xem một chút đi. Ừ, bên trong thư phòng người mặt đầy nghi ngờ, khẽ nhíu mày, đưa tay cầm lên tư liệu xem. Chỉ chốc lát sau, thần sắc trên mặt bọn họ chính là đồng loạt thay đổi. Cái gì? Năm đó dung chuyển trời đất hổ báo đường, lại là hắn dẫn người cho diệt. 3 năm trước thiên tổ một lần kia, cũng là hắn làm. Không phải đâu, ban đầu hắn cũng đã là cứu Hứa lão gia tử một mạng. T, hắn đã đi chỗ đó, lại trở về. Trên mặt bọn họ mỗi một người đều là vẻ khiếp sợ. Cho đến gặp được cái này trong tài liệu tin tức cụ thể, bọn họ mới thật sự ý thức được, người trẻ tuổi này, cái này gọi là làm trần phi người. Lại là người đáng sợ như vậy vật. Và hắn so với, nhà bọn họ cái gì đó Cung Vạn Hòa, Cung Trịnh Xuân, vậy thì đều là rác dưới. Hoàn toàn không phải một tầng thứ lên. Bây giờ biết vì sao phía trên lần này sẽ như thế sảng khoái, thuyết phục chúng ta Cung ra, liền động chúng ta Cung ra. Vậy Cung Biệt Ly trầm giọng nói. Nói thật, cái này tư liệu hắn trước nhất thấy thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Cho nên lần này bọn họ Cung gia chồng trong tay người, không oan uổng. Có thể là đại bá, bỏ mặc nói thế nào, thằng nhóc kia hại Vạn Hòa còn có Trịnh Xuân vào phòng giam, còn để cho chúng ta Cung gia chịu tổn thất lớn như vậy, thật cứ tính như vậy. Chúng ta Cung gia nếu là cứ như vậy nhận thua, chuyển đi, người bên ngoài sẽ nhìn ta như thế nào cửa. Vậy Cung Xuyên mặc dù chỉ đến Trần Phi như bức, nhưng còn chưa cam tâm, nói. Vậy ngươi dạy ta một chút. Nên làm như thế nào? Cung Biệt Ly nghiêng nhìn xéo hắn một cái, lạnh lùng nói. Cung Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, nói, nếu không, chúng ta đi xin nhờ La Đại Nhân ra tay thu thập thằng nhóc kia chứ. Cái này 2 năm, hắn thu chúng ta Cung ra nhiều như vậy chỗ tốt, để cho hắn hơi suất một chút lực, hẳn là không thành vấn đề chứ. Im miệng. Nghe vậy vậy Cung Biệt Ly chợt đổi một cái sắc, nói Cung Xuyên, người có biết hay không La Đại Nhân là thân phận gì nhân vật? Và La Đại Nhân so với, chúng ta Cung gia chính là một con rối, một không có năng lực phản kháng chút nào con kiến. Ngươi muốn cho hắn ra tay, có thể ngươi có biết không, chúng ta cần phải bỏ ra nhiều to lớn giá phải trả, mới có thể mời được hắn ra tay. Liền vì ngươi vậy con lừa ngu ngốc nhi tử. Cung Biệt Ly càng nói càng tức, hắn vỗ bàn một cái đứng lên nói, Cung Xuyên, ta nói cho ngươi, chuyện này ngươi chớ hỏng mơ tưởng. Còn nữa... Hiện ở phía trên đã đối với chúng ta Cung gia có chút bất mãn, chúng ta phải khiêm tốn một đoạn thời gian, chuyện này, cứ tính như vậy. Cung Xuyên bị hắn mắng khéo léo không toàn ra, cúi đầu không nói ra lời, không nói một lời. Vậy cốt gầy như que củi ông già đầu hói muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng, nàng vẫn lắc đầu một cái, không lên tiếng. Trước không nói bọn họ Cung gia và vậy là đại nhân quan hệ, là một cái ở trên cao một cái tại hạ. Chúng ta Cung gia là tại hạ. Liền nói vậy là đại nhân là người nào? Đó hoàn toàn là tham lam quỷ hút máu. Hơn nữa vô cùng nguy hiểm, giết người mắt không nháy. Muốn cho hắn ra tay,
không phải đem bọn họ cung ra gần nửa của cải móc sạch mới là lạ. Vì hắn nhi tử cung Trịnh Xuân, còn có cung Vạn Hòa, liền vì ra khẩu khí này, đích xác là rất không đáng giá được. Được rồi, tan họp. Biệt nổi giận trong bụng, cung Biệt Ly rời đi thư phòng. Cung Xuyên các người cũng vậy, rời đi thư phòng. Bất quá cùng bọn họ rời đi thư phòng chỗ ở biệt thự sau đó, cung Xuyên, nhưng là một người hướng vậy hẻo lánh đường mòn đi tới, mặt âm trầm, do dự hồi lâu vẫn là lấy điện thoại ra, gọi thông đi ra ngoài. Này, ngài khỏe, xin hỏi là Mã Hộ Pháp đại nhân sao? Ta là Tiểu Xuyên, nửa năm trước ở Ma Mây núi lần đó. Ừ, là như vậy, ta có một cái lỗ mãng thỉnh cầu nho nhỏ. Nửa năm trước, cái này là bên người đại nhân Mã Hộ Pháp đại nhân từng thiếu hắn một cái ân huệ, bây giờ, nhân tình này cung Xuyên là muốn phải lấy ra dùng. Trưa hôm đó, Trần Phi cười ha hả đi tới Hứa gia tứ hợp viện kia. Và hắn cùng nhau còn có vậy phi báo Vương Đại Sơn. Thằng nhóc ngươi rốt cuộc bỏ được tới nhìn ta, như thế nào? Bị quốc an tổ nhốt hai ngày, mùi vị còn thoải mái chứ? Hứa lão gia tử thong thả bưng lên bên cạnh thô trà, tức giận nói. Lần này chuyện này rõ ràng căn bản không cần thiết nháo lớn như vậy, có thể Trần Phi nhưng cố ý như vậy. Nói dễ nghe một chút, cái này gọi là mù ẩu tả. Nói khó nghe một chút, cái này kêu là ở không đi gây sự mà liền à. Mạnh mẽ, Trần Phi cười hắc hắc. Nói đi, thằng nhóc ngươi ngoan ngoãn nói cho ta, ngươi lần này cố ý ồn ào như vậy liền nháo, là có cái gì cẩn thận ý. Ngươi không phải muốn thông qua cung gia, dò xét một chút cự linh bí cảnh bên kia chứ. Hứa lão gia tử nghiêng mắt nhìn hắn một cái, thâm thúy trong mắt lóe lên, nói. Muốn thật là như vậy, thằng nhóc này, thật đúng là để cho người không yên ổn à. Cho dù là lấy lão nhân ra ông ta thân phận, cũng là đối với vậy cự linh bí cảnh chính giữa, các quái vật, vô cùng nhức đầu, cảm giác được vô cùng khó giải quyết. Được, chuyện gì cũng không gạt được ngài. Trần Phi San cười mỉa cười, nói, đây không phải là nghe các người nói cái gì đó cự linh bí cảnh người, thật lợi hại, tay hơi có chút ngứa sao. Ngươi thật có như vậy ý tưởng. Hứa lão gia tử nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, ngưng trọng nói, ta nhưng mà và ngươi nói thật, cự linh bí cảnh những người đó có thể không phải là đùa. Ngươi năm đó diệt hết hổ báo đường, và bọn họ so với, đó hoàn toàn là khoa nhi đồng, ngươi biết không? Tổng giáo quan, những người đó đúng là không dễ chọc. Liền vậy đứng một bên Vương Đại Sơn cũng là không nhịn được chen miệng nói. À, Trần Phi nhìn một cái Vương Đại Sơn, hỏi, Vương giáo quan, ngươi và bọn họ có tiếp xúc? Từ vậy cự linh bí cảnh hiện thế sau đó, lĩnh nam núi lớn liền trực tiếp là bị bọn họ chiếm, chúng ta phi báo căn cứ, cũng làm hỏng, đem chúng ta chạy ra. Vương Đại Sơn cười khổ nói. Tuy nói hắn hôm nay cũng có cổ võ giả hậu kỳ viên mãn thực lực, coi như là rất lợi hại, có thể và những cái kia cự linh bí cảnh đi ra ngoài nhân vật nguy hiểm so với, còn chưa trị giá một đề ra, kém không chỉ là một tầng thứ. Thật, Trần Phi con người híp một cái, ánh mắt có chút lạnh lùng. Dám ở trên địa bàn hắn như vậy ngang ngược, không thể không nói, những người này gan là có chút mập à. Ta cảm thấy chuyện này vẫn là thảo luận kỹ hơn đi. Lão Tuần nói, ở trong đó người đi ra ngoài, tuyệt đại đa số cũng là có thể so sánh cổ võ tiên thiên đại tông sư quái vật. Vậy chờ cảnh giới người, người hẳn biết, là có bao nhiêu không dễ chọc chứ. Hứa lão gia tử gặp Trần Phi ánh mắt này, cũng biết hắn muốn làm gì, không nhịn được cười khổ khuyên nhủ. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, cho dù là Trần Phi đã đi chỗ đó, học thêm, liền 3 năm, nhưng cũng không thể có thể đổi được so cổ võ giả tiên thiên đại tông sư còn lợi hại hơn chứ. Vậy đám nhân vật, nhìn tổng quát bọn họ hoa hạ, có thể có mấy cái. Hứa lão gia tử ngươi yên tâm đi, ta trong lòng hiểu rõ. Gặp hứa lão gia tử khuyên, Trần Phi không giải thích, chẳng qua là cười một tiếng, nói. Cổ võ tiên thiên đại tông sư. Nếu là ở hơn 3 năm trước kia, vậy quả thật đối với hắn mà nói rất lợi hại, rất mạnh. Nhưng bây giờ, đây cũng không phải là hơn 3 năm trước kia à. 3. Trần Tiên Sinh, Vương Giáo Quan, cơm làm xong, tới dùng cơm đi. Nhưng vào lúc này, Hứa Bội Nghi kêu thanh âm ăn cơm truyền tới. Tốt Bội Nghi a di, lão gia tử, đi, chúng ta đi ăn cơm đi. Trần Phi cười đứng lên. Gặp Trần Phi như vậy tránh nặng tìm nhẹ hắn khuyên, hứa lão gia tử không biết làm sao lắc đầu một cái, cũng chỉ là trợn trắng mắt, nói, được rồi,
thằng nhóc ngươi muốn làm gì ta lão đầu tử này vậy không khuyên được. Bất quá ngươi nếu là thật có thể dọn dẹp một chút bọn họ, đó cũng là một kiện hả hê lòng người chuyện thật tốt mà. Cái này 2 năm, bọn họ nhưng mà có chút quá kiêu ngạo. Lão gia tử yên tâm đi, giao cho ta, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phi vỗ ngực một cái, không có áp lực chút nào, nói. Làm trò đùa, nếu là những thứ này tiểu đống cặn bã hắn Trần Phi cũng còn không thu thập được, vậy hắn còn không bằng tìm khối đậu hũ đụng chết. Mất mặt. Vừa ngồi lên bàn cơm, Trần Phi liền thần bí cười một tiếng, nói, lão đầu tử, Uông Dương thúc thúc, ta cho các người làm một khoản thứ tốt đi ra, có hứng thú sao? Thứ tốt gì? Hứa lão gia tử lập tức hứng thú. Hứa Uông Dương cũng là một mặt kỳ vọng nhìn Trần Phi. Lấy Trần Phi ở hắn trong suy nghĩ địa vị, như vậy kinh khủng năng lực, chỉ sợ cũng coi như là tùy tiện trừ ra chút gì, cũng có thể là làm bọn họ được ích lợi vô cùng chứ. Dù sao hắn chính là như vậy nghĩ. Hơn nữa, vẫn là rất tin không nghi ngờ. Ta muốn lần này lên mặt cũng coi là cho liền ta không nhỏ mặt mũi, tri ân báo đáp, vậy ta cũng nên cầm chút thứ tốt đi ra cảm ơn một chút. Như vậy, ta đang suy nghĩ, cường hiệu thuốc cầm máu cùng với vạn năng khư độc thuốc, lão gia tử, Uông Dương thúc thúc, các người nói lên mặt sẽ có hứng thú không? Trần Phi cười nói, cường hiệu thuốc cầm máu, vạn năng khư độc thuốc. Hứa lão gia tử khẽ cau mày, nói, vật này trong quân đội không hề thiếu, nếu là bàn về giá trị, chủ yếu vẫn là xem hiệu quả như thế nào. Hiệu quả, ta xem, 5cm trở xuống vết thương nhỏ nửa ngày là có thể hoàn toàn hết bệnh. 15cm trở xuống, không vượt qua 3 ngày, hơn nữa có thể nhanh chóng cầm máu, dùng cho cấp cứu hẳn sẽ tốt hơn. Còn như vậy vạn năng khư độc thuốc. Rừng sâu núi thẳm 70-80% rắn côn trùng chuột kiến kịch độc, cơ bản cũng không có vấn đề gì. Trần Phi sờ cằm cười nói. Cái gì? Thật chứ? Nghe vậy, Hứa lão gia tử cùng với Hứa Uông Dương đều là không nhịn được ăn một kinh hãi, rồi sau đó chính là không nhịn được mặt đầy hiện ra mừng như điên cùng rung động. Bọn họ đều là quân nhân, cả đời đều là ở quân đội kia trong, cho nên rất rõ ràng bây giờ quân đội. Những quân nhân là có bao nhiêu cần loại này có thể dùng để cứu mạng thuốc cầm máu. Nói không khoa trương chút nào một câu, thuốc này hiệu quả, nếu là thật, vậy thì thật quá dọa người. Vô luận là đối với quân đội, hay là đối với quốc gia mà nói, loại này cường hiệu thuốc cầm máu, vạn năng khư độc thuốc ra đời, vậy cũng là bảo vật vô giá. Ý nghĩa trọng đại. Loại thuốc này, nếu là có thể sản xuất hàng loạt nói, vậy cũng lấy vãn hồi rất nhiều binh lính tánh mạng. Nói nhảm, các người còn không tin ta. Ta qua bên kia học tới đây, kỹ thuật mới, như giả bao đổi. Trần Phi cười nói. Đồ đâu, người bây giờ trên tay thành công phẩm không? Có thể hay không sản xuất nhiều? Có khó không chế tạo? Vừa nghe Trần Phi lời này, Hứa lão gia tử cơm cũng không muốn ăn, vội vàng để đũa xuống, vội vàng hướng Trần Phi miệng giống như súng liên thanh tút 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 nói. Vị cụ già này, cả đời đều là tâm kết ở quân đội. Tâm kết ở quân trên người. Cho nên, hắn mới có thể có được nhiều như vậy kính yêu. Ba, ngươi làm gì chứ? Còn muốn không muốn Trần tiên sinh ăn cơm à? Hứa Bội Nghi khóc cười không được, nói. Nàng có thể lập tức ba mình hiện ở tâm tình lúc này, bất quá, cái này cũng quá gấp chứ. Ăn một chút ăn, chỉ có biết ăn thôi, cái này còn để cho ta ăn cái gì cơm à? Thằng nhóc thúi hỏi ngươi nói đâu? Vật này rốt cuộc có thể hay không sản xuất nhiều? Dược liệu, thật có ngươi nói tốt như vậy. Hứa lão gia tử trợn mắt nhìn con gái mình một cái, không ngừng lại nhảy nói. Đúng vậy, nếu là vậy thuốc cầm máu thật có Trần tiên sinh nói hiệu quả kia, chúng ta Hoa Hạ quân đội thực lực, ít nhất có thể lên thăng một cái nấc thang, cái này cái gì khái niệm. Có thể không phải là đùa. Hứa Uông Dương cũng là cấp bách nói. Ăn cơm trước, ta theo miệng vừa nói như vậy. Sớm biết ta liền cơm nước xong lại nói cho các ngươi. Như vậy, lão gia tử ngươi để cho tuần lão tới đây một chút, lại để cho người dựa theo tờ đơn này đi lấy một ít thuốc. Trần Phi khóc cười không được, buông chén đũa xuống, nói. Hắn quả thật không nghĩ tới, mình thuận miệng vừa nói như vậy, lại sẽ làm Hứa lão gia tử còn có Hứa Uông Dương phản ứng lớn như vậy. Chẳng lẽ nói, thuốc kia thật có lớn như vậy giá trị? Theo lý thuyết không như vậy khoa trương đi, Trần Phi trong lòng không nhịn được thầm nói. Hắn thực lực và khởi điểm cũng quá cao, lại không là người quân đội, tự nhiên không cách nào hiểu có như vậy dược hiệu thuốc cầm máu còn có khư độc thuốc,
ở quân đội, là sẽ có bực nào kinh người giá trị. Vậy đơn giản là làm người ta khó có thể tưởng tượng. Là sẽ rất trọng yếu, rất trọng yếu, rất trọng yếu. Rất nhanh, cơm ăn xong rồi, Tuần lão tới, thuốc kia tài cũng bị người đưa tới. Trần tiên sinh, thủ trưởng mới vừa rồi trong điện thoại nói là sự thật. Thật có lợi hại như vậy thuốc cầm máu theo khư độc thuốc. Tuần luôn Tuần lão có chút kích động nhìn Trần Phi nói. Hiển nhiên, hắn giống vậy vô cùng rõ ràng, loại thuốc kia giá trị sẽ là có nhiều dọa người, nhiều khoa trương. Theo ta tới, Trần Phi vậy không nói nhảm, trực tiếp là dẫn hắn đi vào hậu viện. Chừng 10 phút sau, Tuần luôn Tuần lão tay bưng một giấy dược cao từ tứ hợp viện kia hậu viện mau bước ra ngoài. Thuốc kia cao tràn ngập nhàn nhạt vị đắng, có thể hoàn toàn không che giấu được trên mặt hắn ngạc nhiên mừng rỡ. Thấy tình cảnh này, Hứa lão gia tử cùng với Hứa Uông Dương đều là lòng nhắc tới giọng. Hứa lão gia tử không nhịn được khẩn trương hỏi, lão Tuần, kiểu nào? Lão thủ trưởng, là thật, cái này thuốc cầm máu dược liệu sợ rằng so Trần tiên sinh nói còn khoa trương, người xem. Tuần lão tử mang theo người tiểu cái hòm thuốc chính giữa, trực tiếp là cầm ra một cái đao ở trên cánh tay mình quẹt một cái, hơn nữa rất dùng sức. Vạch ra một cái chỗ rách, nhất thời máu chảy ra, chảy đầy đất. Nhưng vào lúc này, Tuần lão một cái tay khác đem thuốc kia cao đắp đến vết thương. Ngay tức thì, thần kỳ là, máu kia lại lập tức cũng không chảy. Cùng một phút thử một chút, nhưng vào lúc này, Trần Phi thanh âm từ sau lưng hắn vang lên. Mọi người liền thấy Trần Phi cũng là từ tứ hợp viện kia hậu viện đi ra. Ừ, Tuần luôn Tuần lão gật đầu một cái, đem thuốc kia cao đặt ở vết thương chỗ đắp ròng rã một phút. Sau đó, hắn đem dược cao lấy ra, trong nháy mắt tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng nhìn thẳng. Kết phải, Hứa lão gia tử trợn mắt hốc mồm nhìn Tuần luôn Tuần lão vậy vết thương trên cánh tay miệng, cư, thì đã kết phải. Cái này, lúc này mới thời gian bao lâu, muốn không muốn như thế khoa trương. Hắn rất rõ ràng, trước Tuần luôn trên cánh tay vậy một chút, muốn đổi là người bình thường, coi như là đi bệnh viện, không may mấy kim phỏng đoán vậy không như vậy dễ dàng liền đem vết thương cho cầm máu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cứ như vậy tới một phút thời gian, tùy tiện đắp một đắp là tốt. Hứa lão gia tử không nhìn được thân thể run rẩy, ánh mắt hiện ra vẻ vui thích. Hảo dược, đây thật là hảo dược à? Ba, Hứa Uông Dương cũng là không nhìn được ánh mắt run lên, nói. Thuốc này nếu là thật có thể sản xuất nhiều, bọn họ Hoa Hạ quân đội thực lực, sợ rằng sẽ đưa tới cải cách. Còn có vậy khư độc thuốc đâu? Vậy thí nghiệm sao? Hứa lão gia tử thở một hơi thật dài, lại lần nữa đặt câu hỏi. Không thí nghiệm mục tiêu, bất quá hiệu quả chắc không kém nơi nào. Trần Phi tự tin nói. Được, ngươi nói cái gì chính là cái đó, ta tin tưởng ngươi. Hứa lão gia tử không chút do dự gật đầu một cái, nói phương thuốc này có thể hàng loạt sản xuất nhiều chứ. Hàng loạt sản xuất nhiều phỏng đoán còn cần một ít thời gian. Bởi vì bên trong có hai bộ thuốc hơi không dễ dàng tìm, bất quá có thể thử một chút nhân công bồi dưỡng, coi như hiệu quả thiếu chút nữa, cũng không biết kém đi nơi nào. Ngoài ra, thuốc này đang bình thường trên người hiệu quả sợ rằng không đạt tới tốt như vậy, bởi vì Tuần lão bản thân thực lực ở đây, có chồng lên tăng phúc. Nói đến đây Trần Phi hơi dừng lại một chút, sơ cằm phỏng đoán nói, bất quá coi như là hiệu quả sẽ có giảm giá, nhưng, mới vừa rồi loại tình huống đó, người bình thường nói. Nửa giờ đạt tới mới vừa rồi một phút loại trình độ đó, hẳn không vấn đề gì. Cái này đã rất lợi hại rất khoa trương. Hứa lão gia tử kích động gật đầu một cái, sắc mặt lại là không nhịn được đông lại một cái, nói các ngươi đợi một chút, ta đi gọi điện thoại. Hơn 10-20 phút sau đó, một chiếc xe bảng số kinh khủng xe Audi dừng ở Hứa gia tứ hợp viện trước cửa. Lãnh đạo, Hứa gia tứ hợp viện đến. Một vị bộ dáng văn bí người trung niên lập tức xuống xe, đến phía sau đi mở cửa. Ừ, một vị khí chất phi phàm đầu đầy chỉ bạc ông già xuống xe, bước nhanh hướng bên trong tứ hợp viện đi tới. Cái gì? T, Trác thủ trưởng, chào, Trác thủ trưởng tốt. Thấy rõ ràng vậy đầu đầy chỉ bạc ông già diện mạo, từng vị trong vệ cục cảnh vệ vội vàng chào, nói. Bất quá lúc này, vậy Trác thủ trưởng tựa hồ thật rất gấp, rất vội vàng, phất phất tay. Chính là đi nhanh vào Hứa gia bên trong tứ hợp viện. Hứa lão, trong điện thoại ngươi nói là sự thật, hắn vừa vào bên trong tứ hợp viện chính là không nhịn được cất giọng nói. Trác thủ trưởng tốt, một thấy người tới,
Hứa Uông Dương cũng là lấy làm kinh hãi, chào nói. Ba, ngươi làm sao tới? Vậy Hứa Bội Nghi cũng là sợ hết hồn, nói. Trác thủ trưởng, Vương Đại Sơn cũng là khiếp sợ chào một cái. Trác thủ trưởng, chỉ có Tuần Luân Tuần lão nhìn như tương đối bình tĩnh, hơi khom người, gật đầu nói. Thiên Hạc tới, mau tới đây, ta cho ngươi giới thiệu. Thằng nhóc này chính là Trần Phi, ngươi hẳn biết hắn chứ. Hứa lão gia tử liền vội vẫy tay gọi, chỉ Trần Phi giới thiệu. Nguyên lai đây chính là Trần Phi Trần tiểu huynh đệ, nghe đại danh đã lâu, ta là Trác Thiên Hạc. Vậy đầu đầy chỉ bạc ông già lập tức vẻ mặt rét một cái, nhìn chăm chú nhìn Trần Phi nói. Hắn và Hứa gia là xui gia, Trần Phi lại cùng Hứa gia sâu xa như vậy sâu, hắn tự nhiên không có thể không biết. Thiên Hạc hắn bây giờ là tổng hậu cần bộ người đứng đầu, quân đội tất cả y dùng thuốc toàn thuộc về hắn quản. Ta mới vừa cho hắn gọi điện thoại nói một chút tình huống. Hứa lão gia tử giải thích. Tổng hậu cần người đứng đầu. Trần Phi ánh mắt không nhìn được rung một cái, có chút giật mình. Đây chính là quân ủy tầng cao nhất, hơn nữa còn là tại chức, như nếu đổi lại là trước kia, chỉ sợ là hắn cả đời muốn ngửa mặt trông lên, cũng ngửa mặt trông lên không tới nhân vật. Đây mới là bọn họ Hoa Hạ chân chính như bức, chân chính có tư cách gọi là đứng đầu đại lão như vậy một đám người. Quyền cao chức trọng à? Đúng vậy, Trần tiểu huynh đệ, Hứa lão mới vừa rồi gọi điện thoại đã nói cho ta biết tình huống, cho nên ta cảm thấy, ta có cần phải tới chuyến này. Chỉ gặp vậy Trác Thiên Hạc thần tình nghiêm túc mở miệng, rồi sau đó, lại là hướng Trần Phi cúi đầu một cái, chân thành nói, ta thay Hoa Hạ bách vạn quân nhân, cảm ơn ngươi. Có ngươi thuốc này, những đứa trẻ kia là có thể nâng cao rất nhiều sinh tồn có khả năng. Trác lão ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi đứng lên. Ta cũng là Hoa Hạ con dân, đây là ta nên làm. Trần Phi vội vàng đem vậy đầu đầy chỉ bạc ông già đỡ lên, trong lòng có chút kích động. Vô luận như thế nào, thuốc này là ngươi lấy ra, có yêu cầu gì, đều có thể đề ra. Ta sẽ đem tất cả sự việc nguyên si không nhúc nhích trả lại như cũ cho quân ủy Đồng Liêu, còn có các vị lãnh đạo. Ngươi nếu là muốn tự mình tới làm thuốc này, vậy không thành vấn đề, chúng ta hậu cần bộ mua. Vậy Trác Thiên Hạc nghiêm túc nói. Không cần, có thể Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói Trác lão, phương thuốc ta trực tiếp vậy cho các người, chính các ngươi làm, nhưng yêu cầu ta có một cái, đó chính là ta không hy vọng ta thuốc này sẽ trở thành là người nào đó, hoặc là một ít người kiếm tiền, hay hoặc là tranh quyền đoạt lợi công cụ. Muốn thật có ngày hôm đó, ta sẽ đem thuốc này thu hồi. Ngươi đây yên tâm, chỉ cần có ta Trác Thiên Hạc ở một ngày, vậy cũng đừng nghĩ có người làm như vậy. Trác Thiên Hạc Trác lão không chút do dự cất giọng nói. Phải, vậy ta bên này không thành vấn đề. Đây là hai cái thuốc phương thuốc. Trần Phi đem vậy viết xong hai cái thuốc toa thuốc tờ giấy, đưa cho đối phương. Đa tạ, tiếp lấy tờ giấy kia, Trác Thiên Hạc Trác lão giống như là tiếp nhận cái gì nặng như thiên quân đồ, thở một hơi thật dài, nói. Trần Phi cười một tiếng, nói Trác lão khó khăn được như thế đúng dịp, chờ lát nữa cùng đi đi tản bộ một chút đi. Vừa vặn ta xem ngươi thân thể này vậy có chút tật xấu nhỏ, vậy thuận tiện giúp ngươi nhìn một chút. Ha ha, vậy thì thật là tốt, Thiên Hạc, còn không cảm ơn thằng nhóc thúi này. Có hắn ở đây, bảo đảm trên mình ngươi những cái kia bệnh vặt, thuốc đến hết bệnh. Hứa lão gia tử không nhịn được ha ha cười nói. Nghe vậy, Trác Thiên Hạc cũng là nhịn không được bật cười, tâm tình rất tốt, nói phải, vậy ta liền cảm ơn Trần tiểu huynh đệ. Ngày đó buổi chiều, tứ hợp viện ngoài cửa. Thằng nhóc thúi nếu không phải là gấp như vậy trước đi. Muốn không ở số nhiều đợi một ngày, ngày mai ta để cho Bội Nghi đi cho ngươi mua vé máy bay đi. Gặp Trần Phi phải đi, Hứa lão gia tử có chút nhớ nhung giữ lại, nói. Đúng vậy, Trần tiên sinh nếu không ngươi liền nhiều đi nữa ngây ngô một đêm, con gái ta còn có tiểu tế bọn họ vậy sắp tan việc, để cho bọn họ buổi tối mang ngươi đi chơi một chút. Hứa Bội Nghi cũng nói. Lão gia tử, Bội Nghi a di, vẫn là lần sau đi. Ta lần này trở về còn không có về nhà đâu, ta muốn đi về trước xem mụ ta. Trần Phi lắc đầu một cái, cự tuyệt nói. Tốt lắm, như vậy chúng ta cũng không giữ lại ngươi. Hơn 3 năm không trở về, là nên đi về trước xem mẹ ngươi, nhắc tới, vẫn là ta lão đầu tử này đem ngươi cho trì hoãn, ngại quá. Nghe Trần Phi như thế nói. Hứa lão gia tử không khỏi có chút áy náy, nói. Hắn tuổi này khẳng định cũng đã là nhân tinh, vừa nghe Trần Phi lời này,
đâu còn có thể không hiểu, như không phải là vì tới kinh đô cứu hắn, Trần Phi bây giờ, sợ rằng cũng đã là về nhà chứ. Vậy cũng tốt, vậy Trần tiên sinh trên đường cẩn thận, có rảnh rỗi nhớ tới kinh đô ngồi một chút. Hứa Bội Nghi cũng là rõ ràng liền tình huống, không đang khuyên ngăn, phất tay nói. Ừ tốt, lão gia tử, Bội Nghi a gì vậy ta liền đi trước, tạm biệt. Trần Phi phất tay nói đừng, lên quân dụng xe sấp. Trên xe, Vương Đại Sơn đã là ngồi ở trước xếp hàng, gặp Trần Phi lên xe, hắn liền không nhịn được hỏi, tổng huấn luyện viên và ta cùng đi chứ. Ta trước đưa ngươi đi Bắc Sơn sân bay, ta trở về căn cứ. Được rồi, không cần như vậy phiền toái, lại không thuận đường. Vật này ngươi cầm đi ăn. Trần Phi đem một bình đan dược đưa cho Vương Đại Sơn. Tổng giáo quan, đây là, nhận lấy bình đan dược, Vương Đại Sơn nghi ngờ nói. Ăn, Trần Phi nói lần nữa. Được, Vương Đại Sơn vội vàng gật đầu một cái, rồi sau đó đem đan dược kia bình cái nắp mở ra. Miệng chai nhắm ngay miệng ngã đổ, nhất thời, một quả mượt mà đan dược chính là theo hắn cổ họng, tiến vào hắn trong thân thể. Cái gì? Coi như sau đó một khắc, cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Vương Đại Sơn trực tiếp là không nhịn được ánh mắt kịch liệt rụt một cái. Rồi sau đó trên mặt tràn đầy mừng như điên, còn có rung động. Bởi vì lúc này giờ phút này, cứ như vậy một hồi công phu, chân khí trong cơ thể hắn cảnh giới lại là đột phá. Hắn bây giờ, bất ngờ là đạt tới cổ võ giả tiên thiên lớn cảnh giới tông sư. Đề ra thăng một cấp. Tổng giáo quan ngươi, ngươi cho ta ăn cái gì? Ta lại có thể đột phá. Vương Đại Sơn mặt đầy kích động, lắp bắp nói. Cổ võ giả hậu kỳ viên mãn, cổ võ giả tiên thiên đại tông sư, ở trong cảnh giới mà nói, cái này mặc dù chỉ là nửa bước xa, nhưng trên thực tế, nhưng là khác nhau trời vực. Này hai người! Là hoàn toàn không có biện pháp như nhau. Mà bây giờ, Trần Phi cũng chỉ là cho hắn ăn một viên không biết thứ gì, lại để cho hắn ngay tức thì đột phá cổ trai, đạt tới vậy truyền kỳ cảnh giới, hắn làm sao có thể không rung động, làm sao có thể không kích động. Ta cho ngươi ăn là đan dược, đã đột phá sao, vậy thì tốt, ta cho ngươi cái nhiệm vụ, trở về thật tốt điều tra một chút cự linh bí cảnh những người đó, đến lúc đó cùng ta có rảnh rỗi, ta sẽ đi tìm ngươi muốn tư liệu. Trần Phi giải thích một câu, lại nói. Vương Đại Sơn vội vàng lớn tiếng trả lời. Rồi sau đó, lại gặp hắn không nhịn được hỏi, tổng giáo quan, người thật không cùng ta cùng đi. Ta ngồi là quân đội tư nhân cỡ nhỏ máy bay, 2 tiếng là có thể hồi Chiết Giang. Trên thực tế, hắn đích xác là có chút nhớ nhung không rõ, đều là hồi Chiết Giang, hơn nữa hắn như vậy giao thông công cụ chỉ sợ là nhanh nhất, vậy tại sao tổng giáo quan không cùng hắn cùng đi đâu? Tổng giáo quan không phải vậy đuổi thời gian sao? 2 tiếng, Trần Phi không khỏi lắc đầu một cái, cười nói, được rồi, người đi thôi, quay đầu gặp. Vừa nói, Trần Phi chính là thẳng tiếp nhận xe sấp. Chính hắn bay trở về Bắc Sơn, cũng chỉ muốn hơn 10-20 phút, hắn dĩ nhiên không muốn ở đó trên máy bay thật lãng phí 2 tiếng. Dĩ nhiên, tràn đầy nghi ngờ Vương Đại Sơn dĩ nhiên là không biết những thứ này. Màn đêm dần dần hạ xuống. Mà chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu thì đã là trở lại thành phố Bắc Sơn. Thành phố Bắc Sơn, khách sạn California Garden. Trần Phi ngồi lên thang máy quét thẻ, thang máy chính là hướng tầng chót nhất tăng lên. Một lát sau, vậy thang máy cửa vừa mở ra, thì có một đoàn Nguyễn Ngọc Ôn Hương trực tiếp là kính đánh thẳng vào liền trong ngực của hắn. Thế nào, cục cưng của ta lão bà nhớ ta không? Gấp như vậy, Trần Phi ôm lấy vậy Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Cũng chính là Bùi Uyển Tình, cười nói. Ta còn lấy là ngươi xảy ra chuyện gì, muốn đi tìm ngươi đâu. Bùi Uyển Tình nắm trắng nõn quyền ở đó Trần Phi trên ngực gõ một cái, biểu môi, oán giận nói. Nói xong là một ngày, kết quả ngươi xem, mấy ngày nay. Cũng không biết vì sao, nguyên bản nàng không phải như vậy, tính tình có chút lạnh, cho nên ở thành U Lang đều có bị người kêu lên băng xương nữ thần, có thể từ kể từ bây giờ đi theo Trần Phi. Chính nàng đều giống như có chút không nhận biết mình. Hoàn toàn mất đi người tu chân trầm ổn, tâm cảnh. Trần Phi lúc này mới phát hiện mình đi kinh đều giống như là trì hoãn có mấy ngày. Hơn nữa, hắn còn phát hiện Bùi Uyển Tình lại có thể hốc mắt có chút đỏ, không khỏi một hồi đau lòng, ôm sát nàng ôn nhu nói, ngốc, người quên cái này là trái đất, ở chỗ này, cũng không người có thể làm gì ta. Bất quá lần này là ta không đúng, ta không nên đi nhiều ngày như vậy, đều không liên lạc.
ta sai rồi, nhận phạt. Trần Phi đáng thương đem hai tay thả bên lỗ tai lên, một bộ nhận tội nhận phạt hình dáng. Phốc suy, Bùi Uyển Tình gặp Trần Phi bộ dáng khả ái kia, không nhịn cười được, ngươi a. Dù sao lần sau không thể như vậy, ta cũng không tìm được ngươi, nếu không như vậy, trái đất các ngươi lên không phải có cái gì đó điện thoại di động sao? Vật này tựa hồ thật phương tiện, ngươi cho ta mua một cái chứ? Được, mua, ngươi muốn cái gì ta cũng cho ngươi mua. Trần Phi ôm Bùi Uyển Tình mềm mại eo, lấy vô cùng giọng khẳng định nói. Bùi Uyển Tình nghe vậy có chút không nhịn được cảm động lực, mặt đẹp ửng đỏ, sau đó đem mặt dính sát ở Trần Phi ngực. Lúc này, nàng cuối cùng là có chút cảm nhận được những ngày qua ở đó trên TV, nhìn thấy những cái kia trong phim truyền hình cái gọi là hạnh phúc, là dạng gì tư vị. Dù sao nàng bây giờ cảm giác, thật rất hạnh phúc. Trên thực tế, nguyên bản tại tu chân giới thời điểm, nàng sở dĩ sẽ lựa chọn Trần Phi, thật ra thì có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, là bởi vì là Trần Phi thật quá xuất sắc. Thậm chí đã xuất sắc đến, nàng không có gan cự tuyệt. Và trái đất này so với tu chân giới tàn khốc quá nhiều. Thuở nhỏ sinh trưởng ở như vậy trong hoàn cảnh, nàng thế giới quan, tự nhiên sẽ nghênh hợp như vậy quy tắc. Có thực lực, có tiềm lực, người có bối cảnh, muốn, hẳn đạt được nàng như vậy nữ nhân xinh đẹp, đó là chuyện đương nhiên, lý sở ứng làm. Cho nên ban đầu, nàng thật ra thì cũng không phải là yêu Trần Phi. Thời điểm đó nàng, ước chừng chẳng qua là đem Trần Phi làm đúng rồi một cái đáng giá phó thác người, chỉ như vậy mà thôi. Mà bây giờ, sợ rằng liền chính nàng cũng còn không biết sao. Trong lòng nàng loại ý nghĩ này, không biết lúc nào, hình như là đã thay đổi. Từ lúc đầu ước chừng chỉ là muốn tìm cái tốt người, người lợi hại, người có bối cảnh phó thác cả đời, đến bây giờ, có muốn thả nhận nghiêm túc thật xông cả đời nghiêm túc. Như vậy tư tưởng thay đổi. Vừa vặn là làm nàng bước vào đến người phụ nữ xinh đẹp nhất thời tiết. Rơi vào tình yêu người phụ nữ, xinh đẹp như hoa. Tâm cảnh thay đổi, cũng để cho Bùi Uyển Tình ở Trần Phi trước mặt có vậy cô bé đáng yêu. Bại hoại lão công, không cùng ngươi nói. Ta trở về phòng đi tắm. Nhìn Trần Phi mặt kia bàng, Bùi Uyển Tình khẽ mỉm cười, không nhịn được nâng lên miệng khẽ cắn hạ hắn lỗ tai, rồi sau đó liếc hắn một cái, cười khanh khách đẩy ra hắn. Túm mềm non, tỉ mỉ trắng như tuyết eo đi trở về phòng. Cái này tầng chót nhất sớm đã thành hai người bọn họ lãnh địa riêng. Trừ hắn trong tay hai người thẻ phòng, những người khác, trên căn bản không đến. Coi như có thể lên tới, không nhận được cho phép, bọn họ cũng không có bất kỳ lá gan đi lên. Bại hoại, hảo nha người cái này cười lá gan vậy trở nên lớn, lại dám mắng ta là bại hoại, xem ta làm sao thu thập ngươi. Nghe gặp Bùi Uyển Tình vậy tiếng cười khanh khách, Trần Phi cũng là không khỏi cười lên, đuổi theo đem vậy chỉ mặc trước đơn bạc mắc tiền tơ lụa quần áo ngủ Bùi Uyển Tình bắt đứng lên, hướng về phía nàng cái mông tiếp liền đánh mấy cái. Bùi Uyển Tình vóc người vậy căn bản là thiên sứ vậy, cả người trên dưới đều là tràn đầy mê người địa phương. Cho nên, nàng trên mông thịt hoàn toàn là tràn đầy co giãn, vô cùng đầy đặn, làm người ta yêu thích không buông tay. À không muốn, lão công ta sai rồi mà. Ta không dám, không dám, người hãy tha cho ta đi. Bùi Uyển Tình mấy ngày nay thấy nhiều rồi TV cũng không biết là học được cái gì, lại có thể làm bộ đáng thương nũng nịu, cầu xin tha thứ. Làm hại Trần Phi lập tức không nhịn được ngây ngẩn, lòng ùm ùm nhảy. Nhân cơ hội này, Bùi Uyển Tình lập tức cười khúc khích, từ vậy Trần Phi ma chảo trong trốn thoát, như một làn khói chạy vào phòng phòng tắm, còn đóng cửa lại, phản khóa. Sau đó cách cửa đắc ý hướng về phía Trần Phi cười duyên nói, đại bại hoại, lớn ngu ngốc, đứa ngốc lớn. Ta thì phải nói như vậy ngươi, hi hi, xem ngươi có thể làm gì ta. Nói lầm bầm, chót hết, nàng còn tăng thêm đáng yêu câu người giọng mũi, làm người ta lòng ùm ùm nhảy loạn, tim đập rộn lên. Cái này nhà đầu làm sao đổi như vậy, nghe phòng tắm bên trong Bùi Uyển Tình, đắc ý tiếng cười, Trần Phi không nhịn được sờ một cái lỗ mũi, cũng là cười lên. Vung tay lên, nhất luật ánh sáng nhàn nhạt trực tiếp là tràn vào vậy đóng lại phòng tắm khóa cửa. Sau đó cửa liền tự động mở ra. Rắc rắc, Bùi Uyển Tình đang đắc ý trước đâu, không nghĩ tới lại đột nhiên nghe được cửa mở ra thanh âm, một bản cười híp mắt gương mặt ấn đập vào trong mắt, cái này mới phản ứng được Trần Phi, ăn gian, vội vàng bĩu môi, mặt đẹp, hốt hoảng, bất mãn nói cái này không phải, nào có như vậy. Ngươi ăn gian, đại bại hoại ngươi muốn làm gì?
cách ta xa một chút, bại hoại lão công. Ha ha. Trần Phi không nhịn được ha ha cười lên, mặt đầy đều là hôi thái lang nụ cười, sắc mị mị, nhìn Bùi Huyền Tình, đắc ý nói, đó là chúng ta nhà bé cưng ngươi quá ngu ngốc, liền cái này phá cửa, có thể ngăn cản ta sao? Hi hi, hôi thái lang tới, có sợ hay không à? Vừa nói, Trần Phi chính là hướng Bùi Huyền Tình đi vào, lột xác đến áo, lộ ra mạnh mẽ, mê người bắp thịt, sắc mị mị nói, mới vừa không phải nghe người nào đó muốn tắm không? Đúng lúc. Ta cũng vậy, muốn không muốn cùng nhau đây. Bại hoại, ngươi chỉ biết khi dễ ta. Bị Trần Phi ép được không đường có thể lui, Bùi Huyền Tình không nhịn được giận dữ giơ lên trắng nõn quyền một hồi loạn đấm, trong con ngươi xinh đẹp nhưng là tràn đầy mê người ánh sáng, như nữ thần vậy sáng lạng. Ngươi là lão bà ta, ta không khi dễ ngươi khi dễ ai đi. Trần Phi bá đạo đem nàng thân thể mềm mại ôm, không nhịn được vui vẻ cười to đứng lên. Rất nhanh. Phòng tắm bên trong truyền đến nước tiếng, cùng với nào đó đặc biệt câu tiếng người. Tạm thời xuân quang vô hạn. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời ấm áp lộ ra to lớn trong suốt cửa sổ sát đất sương mù ảnh mông lung rơi xuống, Trần Phi mi mau run rẩy tỉnh lại. Tiểu mèo lười rời giường, người xem mặt trời cũng phơi cái mông. Chúng ta ngày hôm nay được về nhà, Trần Phi đưa tay tướng vậy lười biếng nằm ở bên cạnh mình thân thể mềm mại cho kéo vào liền trong ngực. Hơi có chút ôn nhu nói. Phải đi về sao, lão công, nói thật, ta có chút khẩn trương hay, ngươi nói, mẹ chồng có thể hay không giống như trong tivi diễn như vậy, không thích ta nên làm cái gì à? Bùi Huyền Tình đầu tiên là giống như bạch tuột vậy chặt chặt, nói lầm bầm quấn ở Trần Phi trên mình, một bộ lười biếng hình dáng. Bất quá sau đó, làm hắn nghe được Trần Phi nửa đoạn sau nói, mi mao cũng là không nhịn được run rẩy, buông lỏng Trần Phi. Hoàn toàn không để ý mình nam y tốt thân thể mềm mại lộ hàng, dè đặt khẩn trương nói. Mới có thể có như thế đẹp, tận tuyệt như vậy sắc, như thế ưu tú một cái cô con dâu trở về, nàng vui trộm cũng còn không kịp đây, đâu còn sẽ không thích ngươi à. Ngươi cái này đứa nhỏ ngốc, suy nghĩ bậy bạ nhiều như vậy làm gì chứ. Trần Phi không có chút bóp nặn Bùi Huyền Tình tú cái mũi, rồi sau đó lại cũng là không nhịn được có chút dè đặt, chột dạ nói thật, ta mới nên khẩn trương. Đã lâu như vậy, mới biết trở về xem nàng, cái này không bị hung hăng sửa chữa mới là lạ. Nào có, lão công ngươi không phải cũng có nỗi khổ sao? Ngươi yên tâm đi, tin tưởng bà nhất định là có thể thông cảm ngươi. Gặp Trần Phi là thật có chút khẩn trương, thật có chút chột dạ, Bùi Huyền Tình vội vàng trấn an nói. Gần hương khiếp đảm, lúc này Trần Phi coi như là lợi hại hơn nữa, cũng không có ích gì. Nên chột dạ. Vẫn là phải hơn chột dạ một chút à. Được rồi, trước thức dậy đi, ta trước mang ngươi đi mua một bộ điện thoại di động, sau đó chúng ta trở về nữa, ừ. Tính một chút thời gian, đến lúc đó hẳn vừa vặn có thể gặp phải ăn cơm chưa. Trần Phi cái này trong lòng mới mặt chột dạ thoáng bình phục một ít, lắc đầu một cái, cười nói. Tốt lắm, lão công ta cho ngươi mặc quần áo. Bùi Huyền Tình đỏ mặt, mang hết sức đáng sợ giọng mũi nói. Vung tay lên. Một bên Trần Phi quần áo chính là tự động nhẹ nhàng tới đây. Vậy xem ra ta cũng được cho cục cưng của ta bé cưng mặc quần áo hả? Hi hi, xem ta. Hưởng thụ cái này đế vương vậy đãi ngộ, Trần Phi ánh mắt không khỏi rơi xuống Bùi Huyền Tình vậy trắng nõn như ôn ngọc vậy trắng nõn thân thể mềm mại lên, ánh mắt mang nóng như lửa, tay trực tiếp là đưa tới, hi hi cười to. À, Bùi Huyền Tình không nhịn được thẹn thùng khiếp hét lên một tiếng, mặt đỏ đỏ. Nhưng vẫn là mặc cho Trần Phi vậy tác quái ma chảo ở nàng mê người thân thể mềm mại lên tàn phá, làm người huyết dịch phún trương. Đại bại hoại. Nửa giờ sau đó, Trần Phi dẫn Bùi Huyền Tình đi tới thành phố Bắc Sơn lớn nhất mấy con ngựa thành. Chọn lựa một bộ 10 phần khả ái nhưng lại không hiện ngây thơ mới nhất bản màu xanh ra trời iPhone 8 Blue, bọn họ hai người cuối cùng là lòng trong lòng thấp thỏm ngồi lên đi huyện thành Dương tàu cao tốc. Nửa giờ sau đó. Huyện Thành Dương nào đó tiểu khu, Trần Phi nhà bọn họ trước cửa. Chồng, em, ta có chút khẩn trương. Cả người đơn giản áo sơ mi trắng tướng Bùi Huyền Tình vậy lồi lõm thích thú nóng vóc người triển hiện tinh tế, nhưng bây giờ, nàng nhưng mặt đầy đều là khẩn trương, rung giọng nói. Nghe vậy, Trần Phi cũng là một mặt cười khổ, lắc đầu nói ta cũng không có biện pháp. Ta bây giờ so ngươi còn khẩn trương. Nhìn trước mắt cửa nhà, Trần Phi tay cũng ngẩng lên. Nhưng chính là chậm chạp gõ không đi xuống. Bởi vì khẩn trương.
hắn bây giờ là thật có chút khẩn trương, chột dạ không được. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, vậy cửa phòng lại đột nhiên mở ra. Trần Phi mẫu thân Lâm Linh xách một giỏ thức ăn, tựa hồ đang chuẩn bị đi mua thức ăn. Nhưng lúc này, nàng cũng là không nghĩ tới nhà mình trước cửa lại đứng hai người, mà, hơn nữa, vẫn là nàng cái này 3 năm tới hồn khiên mộng vòng cái đó chàng trai trẻ. Lâm Linh con người run rẩy, hơi có chút nước, nhưng rồi sau đó, liền gặp hắn sụ mặt, giống như là không nhận ra Trần Phi như nhau, lạnh lùng nói, đây không phải là cái nào ai ai ai. Nhìn như hình như là nhìn thật quen mắt. Mụ, ta mẹ ruột ngài đừng à, nhi tử ta biết lỗi rồi, hơn nữa còn là sai hoàn toàn, nên phạt, nên kiểm điểm. Người lão quan thế âm chuyển thế, đại từ đại bi, liền đừng tìm ta cái này không hiểu chuyện mà tiểu mao đầu đứa trẻ vậy kiến thức thôi. Mụ, cô con dâu tới, cho chút mặt mũi thôi. Gặp trận này chiến đấu, Trần Phi không nhịn được trong lòng hoảng hốt. Cái này kia được, vội vàng hóa thân, chân chó, vậy kêu là một cái hiến mị, vậy kêu là một cái biết nói chuyện, miệng theo súng liên thanh tựa như được, miệng đầy tất cả đều là lời khen. Hơn nữa đến cuối cùng, hắn còn rất thông minh tướng Bùi Huyền Tình lấy ra làm bia đỡ đạn. Tiến tới Lâm Linh bên tai, Trần Phi hạ thấp giọng cười khan nói. Cô con dâu, Lâm Linh con người sáng lên, lỗ tai cũng lập tức nhọn đứng lên, ánh mắt dừng lại ở Trần Phi bên cạnh Bùi Huyền Tình trên mình, nhất thời ngay trong ánh mắt tất cả đều là tươi đẹp, cái này bé gái quá đẹp, cái này, đây là nàng cô con dâu. A-di ngài khỏe, ta kêu Bùi Huyền Tình. Cảm nhận được Lâm Linh vậy ánh mắt nóng bỏng, Bùi Huyền Tình đời này đều không cảm giác áp lực có lớn như vậy qua, đỏ mặt, lắp ba lắp bắp, vô cùng khẩn trương nói. Huyền Tình, được, đứa bé ngoan, đứa trẻ ngươi là thật xinh đẹp à, sao liền mắt bị mù vừa ý nhà chúng ta thằng nhóc thúi này đâu. Muốn cái gì không việc gì, người cũng chỉ lớn lên như vậy. Lâm Linh một bên thân thiết đưa tay đi kéo Bùi Huyền Tình hai tay, vừa là không mang theo mở mắt nhìn Trần Phi, khinh bỉ nói. Bất quá nàng lúc này nụ cười trên mặt, nhưng phảng phất là cái này hơn 3 năm bây giờ, rực rỡ nhất. Mụ, ta nào có, ta như thế ngọc thụ lâm phong, anh tuấn tiêu sái, đẹp trai mê đảo muôn vàn thiếu nữ, ngươi lại còn nói ta lớn lên cứ như vậy, cái này oan sao, là thật oan. Nghe lời này một cái, Trần Phi bé cưng trong lòng cái đó khổ à, đây thật là mẹ ruột sao. Hắn không phải là nạp tiền điện thoại đưa chứ. Đi. Một bên mát mẻ đợi đi, Huyền Tình à, và A-di đi vào ngồi, đừng để ý tới tiểu tử thúi kia, để cho hắn một bên mình mang đi chơi. Lâm Linh một mặt chê nhìn mình nhi tử, nhiệt tình kéo Bùi Huyền Tình vào nhà. Hai người nói đến tiểu lặng lẽ nói. Thấy tình cảnh này Trần Phi mặc dù một mặt buồn rầu, một mặt khổ ép, nhưng trong lòng vẫn là khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Lâm Linh và vậy Bùi Huyền Tình xì xào bàn tán hình bóng, Trần Phi ánh mắt đã lâu đổi được nhu hòa rất nhiều. Mụ, người nhi tử ta trở về. Lâm Linh và vậy Bùi Huyền Tình xì xào bàn tán, không qua một lúc lâu, liền luôn luôn bắt đầu vang lên Lâm Linh vậy không kềm hãm được kinh ngạc tiếng. Có nguyên nhân là nàng biết, Bùi Huyền Tình cũng không phải là bọn họ trên trái đất người, mà là tới từ cái gì đó tu chân giới. Cũng có làm nàng từ Bùi Huyền Tình trong miệng biết được, Trần Phi ở đó tu chân giới nơi gặp phải các loại nguy hiểm, các loại khốn cảnh, là có gian nan dường nào. Mới vừa tới. Cái này làm nàng không khỏi cắn chặt môi, hai đầu nắm chặt thành quyền đầu. Đến đây là, nàng mới biết mình nhi tử cái này 3 năm kết quả là làm sao tới. Lâm Linh hốc mắt không nhịn được hơi ửng đỏ đỏ. Lúc này, vừa vặn Trần Phi bưng một chậu mua xong trái cây tới, mụ, tới ăn chút trái cây. Lâm Linh ngay tức thì nước mắt lập tức liền tuôn ra ngoài, cầm lên trong chậu tắm xong apple, mặt tươi cười, chảy nước mắt. Cười nói, được, ăn một trái táo đi. Mụ ngươi tại sao khóc? Khóc cái gì à? Trần Phi ngẩn người, trong lòng có chút đau lòng, vội vàng đưa tay đi cho Lâm Linh lau nước mắt. Lâm Linh tránh ra, lắc đầu một cái, tỏ ý mình không có chuyện gì. Rồi sau đó lại gặp nàng cười nói, được rồi, không có sao, mới vừa có chút gió, bụi bặm vào trong mắt. Hôm nay là Huyền Tình ngày thứ nhất đến nhà chúng ta tới, vừa vặn ta cũng không đi mua thức ăn. Đi ra ngoài ăn chút gì chứ? Cốc cốc cốc. Nhưng vào lúc này, Lâm Linh nói cũng còn chưa nói hết, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến rất nặng tiếng gõ cửa. Tiểu Lâm, nghe được gặp sao? Ngày hôm nay nhưng mà con gái ta ngày đại hỷ, đi thôi, cùng đi ăn một bữa cơm,
con rể ta ngày hôm nay nhưng mà ở khách sạn lớn Khang Đạt định 50 bàn. Vậy được bao nhiêu tiền sao, vẫn là như vậy hạng sang cấp 4 sao khách sạn lớn, người khẳng định không đi qua chứ. Khanh khách, thanh âm này không chỉ có giọng oang oang, còn giống như là rất là lấy lè tựa như được, người nghe thẳng cau mày. Lâm Linh sắc mặt cũng có chút nhỏ xíu biến hóa, lại là không biết làm sao, lại là không nói. Mụ, chuyện gì? Trần Phi hướng vậy ngoài cửa phòng chu mỏ một cái, hỏi. Ai, mau đừng nói nữa, một đề ra chuyện này ta lại không nhìn được có chút nhức đầu. Lâm Linh bất đắc dĩ xoa trán một cái nói. Vậy a di, muốn không muốn ta đi ra ngoài để cho nàng đi? Bùi Uyển Tình ở một bên thận trọng nói. Vậy ngược lại không cần. Lâm Linh bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, đây là ta năm xưa một người bạn học, lúc ấy quan hệ còn thật không tệ, đáng tiếc sau đó, ai? Gặp Lâm Linh cái này bất đắc dĩ hình dáng, Trần Phi dĩ nhiên là biết mình lão mụ cái này bạn học cũ, sợ rằng và nàng quan hệ chưa ra hình dáng gì. Làm sao, không phải là hâm mộ ghen tị lão mụ ngươi chứ? Trần Phi không nhịn được hỏi. Một màn này, sao cũng cảm giác quen thuộc như vậy chứ? Trần Phi có chút hỗn loạn đầu, có thể vẫn là không nhịn được. Lặng lẽ đợi nói tiếp. Thằng nhóc ngươi nói bậy nói bạ chút cái gì chứ? Lâm Linh không nhịn được liếc Trần Phi một cái nói, nàng kêu Trần Băng, trước kia và ta là một cái trường cấp 3, bất quá trong nhà điều kiện không tốt lắm, xuất thân nông thôn, cho nên nàng một mực cũng có chút mặc cảm. Đúng lúc khi đó ta thành tích là bên trong đội hạng nhất, nàng trước kia ngày thường đối với ta thì càng có chút cái gì đó. Sau đó, ta đi kinh đô đi học, liền cùng nàng cắt đứt liên lạc, có thể nào biết trước đoạn thời gian nàng lại có thể ở chúng ta nhà lầu này trên lầu mua nhà, liền lại cho đụng phải. Vốn là mà, người nói hai ba chục năm bạn học cũ không gặp, ta còn có chút cao hứng, có thể nào biết, nàng và 20 đến 30 năm trước vẫn là một cái đức hạnh, thậm chí còn có chút tệ hại hơn. Nói đến đây, Lâm Linh không nhịn được than thở một tiếng. Nói cho cùng còn là bạn học cũ à, lại không nghĩ rằng sẽ trở thành như vậy, ai gặp được, trong lòng sẽ thoải mái. Ta cũng biết, Trần Phi không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Nhớ năm đó, chuyện này hắn cũng là không thiếu đụng phải. Không thiếu học sinh thời đại cho dù là có chút nhỏ va chạm, nhưng coi như là xem được xem như bạn học, sau khi tốt nghiệp gặp mặt lại, đều cảm giác khắp người bị vậy hơi tiền, phố phường khí cho sông nhuộm thật lợi hại. Để cho người chân thực có chút không biết làm sao. Một đời người dễ dàng nhất qua phải đi, trừ người thân ở giữa, chỉ sợ sẽ là khi còn bé bạn học hữu nghị. Nhưng bây giờ, loại kiểu này bạn học, vậy còn là tốt nhất đừng đụng phải khá hơn một chút. Tiểu Lâm ngươi ở đâu? Ngươi có thể đừng trang nghe không gặp, ta biết ngươi khẳng định ở trong phòng. Làm sao, ta cái này bạn học cũ nữ nhi kết hôn ngươi cũng không cho mặt mũi như vậy, đây cũng quá không nói được chứ. Tiểu Lâm mở cửa nhanh, đi, cùng đi uống cái rượu mừng, Trần tỷ ta mang ngươi đi xem một chút, cái gì gọi là cấp 4 sao mắc tiền nơi. Ngoài cửa. Vậy Trần Phi mụ bạn học cũ Trần Băng lại dắt giọng kêu to lên. Cửa kia sao, càng bị đấm cốc 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 vang, không chịu nổi gánh nặng. Trần Phi không nhịn được im lặng che kín trán, ánh mắt nhìn về Lâm Linh, cười khổ nói, mụ, người cái này bạn học cũ là thật có đủ cực phẩm. Làm gì, không để ý tới nàng, vẫn là. Loại người này hắn liền tức giận cũng tức giận không đứng lên, chỉ có thể là không nói, không phải cực phẩm là cái gì. Được rồi, thôi. Dầu gì con gái người ta ngày hôm nay kết hôn, vẫn là cho chút mặt mũi đi. Thằng nhóc ngươi chờ lát nữa cho ta giữ ở mức độ vừa phải miệng. Lâm Linh cũng là bất đắc dĩ che kín trán, cuối cùng vẫn là xem ở hai ba chục năm bạn học cũ tình nghĩa lên, đi mở cửa. Trần tỷ ngại quá, ta mới vừa ở phòng bếp không có nghe quá rõ. An Duyệt ngày hôm nay kết hôn, ngươi xem ta cái gì vậy không có mua, tay không đi cũng không tốt, nếu không, coi như xong đi. Ngày khác ta đem bao lì xì cho ngươi bổ sung. Ngoài cửa, một trọng lượng ít nhất là có vượt qua 100 kg quả cầu thịt, lại lùn lại mập, nhưng cùng một nhà giàu mới nổi tựa như được, xuyên một kiện màu đen con trồn ra áo choàng dài. Xin nhờ, đây là đầu mùa hè, nóng như vậy thiên cư như vậy xuyên con trồn ra áo choàng dài, không sợ nóng chẳng lẽ còn không sợ dài phi tử sao? Trần Phi dù sao cũng hết ý kiến. Bùi Uyển Tình cũng là không nhịn được khóe miệng hơi quất sút ra, núp ở Trần Phi sau lưng có chút buồn cười. Hây, Tiểu Lâm nhìn ngươi lời nói này, ta Trần Băng là tham đồ ngươi vậy chút tiền bao tiền lì xì người sao?
Người biết không, nhà ta An Duyệt tìm nữ tế đây chính là có thể có tiền. Hơn nữa Đoạn Hoành hắn vẫn là ở khách sạn lớn Khang Đạt bên trong đi làm, là quản lý sao, tiền lương hàng năm hơn 200k. Yên rồi, ta biết người gần đây tình huống không phải rất tốt, bao lì xì cái gì, không lấy ra được coi như xong đi. Liền làm ta mời người cái này bạn học cũ ăn một bữa cơm, người có thể đừng không cho mặt mũi à. Vậy mập lùn mập theo quả cầu thì tựa như được Trần Băng Dương Dương đắc ý, chỉ cao khí ngang nói. Giống như là mập phì khai bình khổng tước, rất là kiêu ngạo nhìn Lâm Linh nói. Ban đầu, Lâm Linh là bọn họ ban tốt nhất thủ khoa, thành tích tốt, người đẹp, cho nên coi như là giống vậy gia cảnh không tốt, khá vậy vẫn là vạn người mê, bị các bạn học hoan nghênh, bị lão sư yêu thích. Là bọn họ ban, thậm chí bọn họ trường học muốn nhất là sao trời giống vậy lóng lánh nhân vật. Thậm chí càng về sau, Lâm Linh còn lấy vô cùng ưu tú thành tích thi đậu Kinh Đô Đại học. Kinh Đô Đại học nhưng mà lúc đó cả nước thứ nhất, hàm kim lượng cao đáng sợ, hơn nữa còn là ở 20 đến 30 năm trước, vậy càng là dọa người. Lúc ấy thì liền huyện bọn họ huyện trưởng, bên trong thành phố lãnh đạo cũng cho kinh động, tự mình chạy tới bọn họ trường học cho Lâm Linh ban thưởng. Dù sao tóm lại một câu nói, lúc đó nàng và Lâm Linh so với đó hoàn toàn là tự ti mặc cảm xấu xí con cóc, mà Lâm Linh chính là vạn chúng chúc mục bướm hoa. Làm nàng cho tới nay đều là vô cùng ghen tị. Bất quá, vậy cũng là đi qua. Nhìn lúc này trước mắt Lâm Linh trên mình vậy bên đường 20-30 khối giá rẻ rác dưới hàng vỉa hè hàng, ở thăm nàng Trần Băng trên mình vậy đắt tiền đến hơn mấy chục triệu mắc tiền thủy điêu nghịch ngợm áo choàng dài, Trần Băng trong lòng chính là không nhịn được có vô hạn thoải mái cảm. Cùng với thích ý. Lâm Linh à Lâm Linh, năm đó ngươi là toàn bộ giáo người trong mắt bướm hoa, thật lợi hại à, vẫn là thi đậu Kinh Đô Đại học như vậy hạng sang học phủ, mà ta Trần Băng năm đó chỉ là một vịt con xấu xí, so ngươi kém không biết có nhiều ít, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ ta Trần Băng coi như là nữ nhi xanh được rồi. Như vậy trời sinh đoan trang, như vậy xinh đẹp như hoa, thậm chí bây giờ còn tìm một tiền lương hàng năm hơn 200k nghiêu bức cô ra. Đây chính là hơn 200k à. Đủ người hâm mộ chứ. Nhìn một chút người cái này phá nhà, mặc dù là một tòa nhà, có thể căn hộ này hình hẳn cũng chỉ là thứ hai đếm ngược nhà giàu hình nhà kia chứ. Mới hơn 70, liền nhà ta số lẻ cũng không đuổi kịp, chặc chặc, ai, đây là số mệnh chứ. Ta Trần Băng sinh con gái tốt, còn có cái như vậy lương cao cô ra, sau này à, đó là căn bản không cần cân nhắc không có tiền tốn vấn đề hả. Lâm Linh người năm đó không phải rất lợi hại, rất chói mắt sao? Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hay là nên hâm mộ ta Trần Băng liền chứ? Ưỡn ngực, Trần Băng ánh mắt đang âm dương quái khí nhìn Lâm Linh, lại đột nhiên không nhịn được ngẩn người. Bởi vì, nàng thật giống như thấy bên trong nhà, trừ Lâm Linh ra, còn có hai người kia. Tiểu Lâm, bọn họ là... Trần Băng ánh mắt thẳng tắp rơi xuống Trần Phi còn có Bùi Uyển Tình trên mình. Cả người cũng không nhịn được nán lại. Không có biện pháp, nam quá ngầu, nữ thật xinh đẹp. Liền nàng cho tới nay cũng không có nghi dẫn lấy làm hãnh diện, trời sinh đoan trang nữ nhi, lúc này đặt ở Bùi Uyển Tình trước mặt hơi làm so sánh một chút, con gái nàng đều là ngay tức thì thất sắc. Liền cùng nàng ban đầu theo Lâm Linh như nhau, ở Bùi Uyển Tình trước mặt, con gái nàng chính là vịt con xấu xí, chính là con cóc ghẻ, dưới so sánh, đơn giản là kém thương tích đầy mình. Đây là nhi tử ta cô con dâu, thằng nhóc Thúy Uyển Tình tới, đây là Trần Băng Trần A Di, tùy tiện kêu đi. Lâm Linh lãnh đạm nói. À, Trần Phi ồ một tiếng, liền cũng là không có nói tiếp. Tùy tiện kêu, vậy dứt khoát liền còn chưa kêu thôi. Trần Phi không gọi, Bùi Uyển Tình tự nhiên hơn là sẽ không kêu. Nghe vậy thấy vậy Trần Băng không nhịn được tức giận phập phồng một chút ngực, nhưng nghĩ đến mình vậy nghiêu bức cô ra, còn có hôm nay cái này. Tình cảnh to lớn, cấp bậc cao, đám cưới, liền đã tới sức, âm dương quái khí nói. Tiểu Lâm ngươi cái này dạy con trai bản lãnh nhưng mà thật không được à. Thấy A-di, chỉ biết nói nha sao. Bất quá thôi, A-di là trưởng bối, không cùng hắn vậy kiến thức. Nói đến đây nàng hơi dừng lại một chút, lại là mở miệng nói, người tuổi trẻ mà, vẫn là đi nhiều gặp gặp cảnh đời tương đối khá. Xem hắn tuổi này, ra vào mắc tiền nơi cơ hội hẳn rất thiếu đi, vừa vặn. Tiểu Lâm, ai kêu hai ta là bạn học cũ đâu? Đi thôi, ta mang người nhi tử còn có cô con dâu cùng đi gặp gặp cảnh đời. Cấp 4 sao nhà hàng tiệc cưới,
một bàn nhưng là phải 1188. Trần Băng ngẩng đầu, kiêu ngạo nói. Được rồi, còn chưa, chúng ta ở nhà tùy tiện ăn một chút. Lâm Linh không muốn kéo rách vậy cuối cùng một tầng che mắc cỡ vải, ra mặt, trong lòng than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, muốn cự tuyệt. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Phi lại đột nhiên mở miệng cười nói, mụ, nếu Trần A Di nhiệt tình như vậy mời chúng ta đi, vậy thì đi xem một chút đi. Trong nhà không phải vậy không việc gì thức ăn sao? Lâm Linh nghe vậy hơi ngẩn ra, rồi sau đó chính là không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn mình nhi tử một cái. Hiểu con không ai bằng mẹ, thằng nhóc thúi này trong lòng có cái gì cẩn thận, nàng chẳng lẽ còn không biết. Cái này dẫu sao là mụ bạn học cũ, người thằng nhóc thúi này như vậy tích cực làm gì? Lâm Linh ánh mắt tỏ ý nói. Ta cũng chỉ là muốn đi ăn một bữa cơm. Trần Phi làm bộ như vô tội nhún vai một cái. Lâm Linh thấy vậy cũng chỉ có thể là không biết làm sao tiếp nhận thực tế. Mình nhi tử nói cũng nói ra ngoài, nàng cái này làm mẹ, vẫn là được cho chút mặt mũi à? Ừ, tiểu Lâm ngươi xem, ngươi cái này làm mẹ, còn không có ngươi nhi tử hiểu chuyện. Trần Phi đúng không? Vậy A Di liền kêu ngươi tiểu Phi. Khách sạn lớn khang đạt nhưng mà chúng ta huyện Thành Dương tốt nhất sang nhất khách sạn cấp 4 sao, ngươi đến lúc đó đi, cũng chớ quá kinh ngạc. Trần Băng lại bắt đầu gật gù đắc ý từ lấy là cảm giác lương tốt. Nhìn Trần Phi, Lâm Linh đều là không nhịn được một hồi không nói. Rất nhanh, ngồi Trần Băng Trần A Di nhà chiếc kia không tới chừng 100.000 sản phẩm trong nước xe con, Trần Phi bọn họ rất nhanh liền đi tới huyện Thành Dương cấp 4 sao, khang đạt nhà hàng. Khách sạn lớn khang đạt trước, thân người mặc trắng noãn áo cưới Trần An Duyệt đang mặt đầy đắc ý cùng trượng phu Đoạn Hoành tiếp đãi khách mời. Lúc này, thấy về nhà mình đi lấy đồ mụ rốt cuộc đã tới, nàng vội vàng xách vai oán trách đi lên, có thể lời mới vừa nói một nửa, nàng ánh mắt nhưng là ngừng ở Trần Phi cùng với Bùi Uyển Tình trên mình không rời ra. Nhất là người sau, vốn là nàng Trần An Duyệt ngay cả có mấy phần sắc đẹp, hơn nữa ngày hôm nay nhưng mà cố ý thật tốt ăn mặc một phen. Đây chính là một cái lệ chất, xinh đẹp động lòng người, liền chính nàng cũng cho rằng mình hôm nay là đáng mặt thiên nga trắng, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, nàng cảm giác mình coi như là ăn mặc khá hơn nữa, mặc áo cưới xuất sắc đi nữa, ở Bùi Uyển Tình cái này mặt mộc, áo thun, quần jean đơn giản phối hợp hạ, cũng là giống như vịt con xấu xí vậy không được cấp bậc, kém xa, không phải một cái cấp bậc. Nghĩ đến đây, Trần An Duyệt trong lòng liền không nén được giận. Vô cùng coi là kẻ thù lạnh lùng nhìn Bùi Uyển Tình, trong đầu nghĩ nữ nhân này khẳng định không phải thứ tốt gì. Cằm như vậy nhọn, chỉnh chứ, ngực cũng vậy, lớn như vậy, còn không rũ xuống, lót đồ chứ. Eo nhỏ như vậy, động tới giải phẫu chứ, da lớn như vậy, đánh kim đi, càng muốn Trần An Duyệt trong lòng liền không nhịn được càng tức. Phải biết ngày hôm nay hôn lễ này, nàng Trần An Duyệt mới là nữ nhân vật chính, nàng mới là thiên nga trắng. Giống như là Bùi Uyển Tình loại này con đê tiện tới đây làm gì? Cướp nàng ngọn gió, mặc dù không biết Bùi Uyển Tình, nhưng nàng lúc này trong lòng đã đang suy nghĩ phải thế nào đem người đuổi đi hơn nữa. Mụ tới, cái này mấy, nhưng vào lúc này, một người mặc vào chú dễ lễ dùng 1m7 cái nam sinh đạp đạp trán có chút đổ mồ hôi chạy tới, đang chuẩn bị chào hỏi, có thể hắn ánh mắt lại đột nhiên là nhìn thẳng. Chặt chặt nhìn chằm chằm Bùi Uyển Tình trên mình. Còn bà ba xanh lá lớn chừng hạt đậu cặp mắt toát ra lửa nóng tâm trạng. Nguyên bản, hắn lấy là lão bà hắn Trần An Duyệt coi như là rất cao chia tay mỹ nữ, nhưng lúc này, ở nơi này hắn không nhận biết nữ nhân xa lạ trước mặt, nhưng là bị hoàn toàn so thương tích đầy mình, giống như là vịt con xấu xí như nhau. Hắn Đoạn Hoành vốn là mê gái, vừa ý Trần An Duyệt cũng là coi trọng nàng dung mạo, hôm nay bực này tuyệt sắc đại mỹ nữ ở phía trước, hắn sẽ quản được mình cặp kia bảng hiệu mới là lạ. Thấy tình cảnh này, gặp chồng mình vừa lên tới liền bị Bùi Uyển Tình câu hồn vía, vậy Trần An Duyệt không nhịn được bất an đưa tay ở đó Đoạn Hoành giữ eo hung hăng vặn vẹo một cái, cho đến người sau bị đau, à. Một tiếng kêu đi ra, nàng mới buông tay. Mụ, mấy vị này ai à? Cũng là ngươi gọi tới. Làm sao không nói sớm, bên trong vị trí cũng đã lập kế tốt, ngồi đầy, bây giờ kia chen được hạ nhiều người như vậy. Trần An Duyệt bất mãn nói hướng mình mụ dậm chân nói. Ngồi đây, sẽ không à, ta nhớ sẽ không vị trí không phải nhiều định mấy bàn, rất dư giả sao. Trần Băng còn không thấy rõ tình trạng, không hiểu con gái mình là ở Bùi Uyển Tình trước mặt tự ti mặc cảm, hơn nữa tốt như vậy cơ hội,
người thật vất vả mời tới, nàng bây giờ sẽ chờ ở Lâm Linh trước mặt thật tốt náo nhiệt đâu. Người nói, nàng vậy có thể nguyện ý để cho Lâm Linh người một nhà đi. Người đầy vậy thì chen chen chứ. Chen chen là tốt, Tiểu Lâm, người sẽ không để tâm chứ. Trần Băng liền vội vàng nói. Mụ, Trần Băng buồn bực thẳng dậm chân, trong lòng hận không được hung hăng đánh mình mụ mấy cái. Cái này cái gì mẹ ơi? Đây không phải là ở cái hố nàng cái này làm con gái sao? Đúng vậy, An Duyệt, đây cũng là ngươi không đúng. Mẹ ta mời tới quý khách, sao có thể nói không vị trí? Ngươi yên tâm, ta trước đã lại thêm mấy bàn, ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt ta Đoạn Hoành vẫn là có mấy phần mặt mũi. Mấy vị mời vào trong đi. Vậy Đoạn Hoành ngược lại là rõ ràng liền vợ mình trong lòng vậy Tiểu 99, bất quá. Hắn có thể bỏ không được Bùi Uyển Tình đại mỹ nhân như vậy đi, vội vàng lại quấy rối bãi, không để cho Trần An Duyệt nói bậy bạ. Hắn mang trên mặt từ lấy là nụ cười mê người, giọng cũng là nghiêu bức hò hét, ở nơi này cấp 4 sao khách sạn lớn Khang Đạt cũng có mấy phần mặt mũi, như vậy nghiêu bức khẩu khí nói, kỳ vọng có thể có được Bùi Uyển Tình chú ý. Đáng tiếc, Bùi Uyển Tình xem đều không xem hắn một cái này làm trong lòng của hắn có chút thất vọng. Thất vọng đồng thời hắn ánh mắt cũng là không nhìn được hâm mộ cùng với đố kỵ rơi xuống Trần Phi vậy tấm cũng chỉ, miễn cưỡng, trên mặt. Nhìn gương mặt đó, trong lòng của hắn liền tức lên. Thằng nhóc này, chỉ sợ là nàng nuôi Tiểu Bạch Kiểm chứ. Ừ, nhất định là, nếu không như vậy đẹp một đại mỹ nhân làm sao biết vừa ý hắn cái này quỷ nghèo. Ừ, vậy khẳng định là Tiểu Bạch Kiểm. Mặc dù trong lòng của hắn là như vậy thì thầm, có thể hắn vẫn là chua à. Ánh mắt cũng ghen tị xanh biếc, lớn như vậy người đẹp, đừng nói là nuôi hắn làm Tiểu Bạch Kiểm, lấy lại tiền hắn đều nguyện ý à. Đáng tiếc, đây hoàn toàn là hắn nghĩ quá nhiều. Ê, ngày hôm nay có chút việc, từ buổi sáng ở bệnh viện cho đến buổi chiều mới trở về, hai chương này nhín thời giờ đuổi viết, cơm nước xong còn phải đi bệnh viện. Ngày hôm nay cụ già tình huống không phải rất tốt, cũng không biết lúc nào mới có thể không xuống, cho nên ngày mai cập nhật thời gian ta cũng không biết. Buổi sáng buổi chiều buổi tối cũng có thể, trước nói một chút. Làm sao, chưa từng gặp qua người phụ nữ, con người định ở tiện nhân kia trên mình còn làm gì, hai mắt cũng đăm đăm sao. Giữa lúc Đoạn Hoành trong lòng từng cơn hâm mộ ghen tị thời điểm, giữa eo bị cùi trỏ đỉnh một chút, bên tai vang lên vợ mình Trần An Duyệt vừa tức giận lại là cong chua hạ thấp giọng. Không có, nào có à, An Duyệt là ngươi suy nghĩ nhiều chứ. Mắt thấy trong nhà mình cái này bình dấm đổ bình dấm, vậy Đoạn Hoành cho dù là lại mê gái, vậy được suy tính một chút ngày hôm nay tóm lại là hai người bọn họ ở kết hôn. Được thu liếm chút, cho nên vội vàng phủ nhận nói. Chưa, không có vậy còn ở đây ngớ ra làm gì, để cho mụ trước đem bọn họ dẫn vào đi, không mời mà tới, thật xui, hừ. Vậy Trần An Duyệt khí được ngứa răng, không nhịn được hừ một tiếng, châm chọc nói. Hắn dĩ nhiên biết mình cái này lão công là cái gì mặt hàng, có thể không có biện pháp, ai bảo hắn công tác tốt, tiền lương vậy cao, nàng Trần An Duyệt nếu là muốn tương lai qua hạnh phúc ngày tốt, vậy cũng chỉ có thể thông minh chút, mở một con mắt nhắm một con mắt. Nếu không, sợ rằng cái này cưới Đoạn Hoành vậy sẽ không chọn và nàng kết. Trong lúc nói chuyện, tới 4-5 người, đều là lớn tuổi hơn A Di, hơn nữa còn là tựa hồ là Trần Phi mụ bọn họ tiểu khu hàng xóm. Các nàng vừa thấy được động tĩnh bên này, phát hiện Trần Băng còn có Lâm Linh đều ở đây, chính là đồng loạt ánh mắt sáng lên, bu lại. Đây không phải là Lâm tỷ Tiểu Lâm sao? Làm sao mới đến nha? Đi, vừa vặn mấy người chúng ta biết hàng xóm láng giềng ngồi một bàn, người nói là đi, Trần tỷ. Ồ, Lâm tỷ, tiểu tử này sao như thế quen mắt, và ngươi có chút giống, chẳng lẽ? Một vị trong đó hoa quần áo A Di tựa hồ theo Lâm Linh quan hệ cũng không tệ lắm. Rất nhiệt tình ôm Lâm Linh, rồi sau đó ánh mắt rơi xuống Trần Phi trên mình, lập tức là ngây ngẩn. Bởi vì Trần Phi và Lâm Linh đó hoàn toàn là một cái khuôn đúc đi ra ngoài, cái này chỉ cần là mắt không mù, cũng có thể đoán được chút gì à. Ha ha, Vương tỷ đây là nhi tử ta. Thằng nhóc thúi còn không để cho người, đây là Vương A Di, đây là Hứa A Di, đây là Đỗ A Di. Lâm Linh lúc này nụ cười trên mặt cuối cùng mới là tự nhiên một ít, cười tủm tỉm nói. Nàng và những thứ này hàng xóm láng giềng, ngày thường quan hệ cũng không tệ lắm. Vương A Di, Hứa A Di, Đỗ A Di, Trần Phi vội vàng ai cái để cho người. Vương A Di,
Hứa A-di, Đỗ A-di. Gặp Trần Phi lên tiếng, một bên Bùi Uyển Tình tự nhiên cũng là sa sút hạ. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy một đám hàng xóm láng giềng A-di đều là không nhịn được ngẩn người, cặp mắt trực câu câu vọng ở Bùi Uyển Tình trên mặt, đầy mắt tươi đẹp, giật mình nói, Lâm tỷ tiểu Lâm cái này đẹp cô gái nhỏ không phải là. Đây là con dâu ta, Lâm Linh có chút nhỏ kiêu ngạo cười nói. Rào rào, thật đúng là, Lâm tỷ ngươi nhi tử thật được à, cô bé này thật là quá đẹp, so trong tivi vậy chút gì minh tinh, người mẫu mà cũng còn muốn đẹp trai sao. Chính phải, muốn con gái ta mới có thể có cô bé này một nửa, không không không. 1/3 là đủ rồi, muốn con gái ta mới có thể có cô bé này 1/3 đẹp, người theo đuổi nàng liền khẳng định có thể cổng nam xếp hàng Đại học Bắc Kinh cầu đi. Tiểu Lâm ngươi nhi tử thật giỏi, ngươi cũng là thật là có phúc à. Gặp Lâm Linh thừa nhận, những hàng xóm láng giềng kia mỗi một người đều là không nhịn được vỡ lở lên, mặt đầy vẻ hâm mộ. Các nàng tuổi này người, vậy cũng là có nhi tử hoặc là có con gái, ai không muốn chính bọn họ nhi tử có thể tìm một loại này tuấn tú con gái trở về, hoặc là nhà mình nữ nhi cũng cùng khuê nữ này như nhau đẹp. Nói như vậy, chỉ là mang ra ngoài, trên mặt đều có quang ả, liền cùng bây giờ cái này là giống nhau. Tiểu Lâm, Lâm tỷ, nhà nhi tử đòi cái như thế đẹp, so trên tivi ngôi sao lớn, người mẫu mà còn đẹp con gái, bọn họ ai không hâm mộ à? Vậy cũng là ánh mắt trực câu câu, hận không được cùng Lâm Linh đổi vị trí sao? Nơi nào, Vương tỷ, Hứa tỷ các người đều là nói đùa. Không quá ta nhà thằng nhóc túi này, quả thật vận khí tốt, nếu không, sao có thể tìm một như vậy để cho người ta gọi là lòng như ý con gái trở về. Lâm Linh ban đầu còn muốn khiêm tốn, có thể đến phía sau, vậy khiêm tốn nói cũng là hoàn toàn đổi mùi, mặt tươi cười, cười híp mắt nói. Bỏ ra lời trong lòng không nói, nàng bây giờ thật ra thì cũng cảm thấy được Trần Phi có thể tìm tới Bùi Uyển Tình làm thức phụ, đó hoàn toàn là trong nhà tổ tiên mộ phần bốc khói xanh. Bởi vì cho dù là lấy nàng năm đó kinh đô đại học tài nữ thân phận, vậy nhưng là chân chính thấy quá nhiều cảnh đời, nhưng nàng lúc này cũng là không khỏi không thừa nhận, nàng nhi tử tìm tới khuê nữ này à, thật sự là có chút ưu tú, đẹp thật là quá đáng. Liền trong lòng nàng đều có chút tiểu hâm mộ đây. Bất quá đây, Bùi Uyển Tình lại ưu tú lại đẹp, vậy vẫn bị nhà nàng thằng nhóc thúi này cho ngâm, vậy chứng minh thằng nhóc này vẫn đủ có một tay mà, dù sao tóm lại liền là không tệ không tệ, hì hì. Lâm Linh trên mặt mang đầy cười gượng. Thấy tình cảnh này, vậy Trần An Duyệt không nhìn được mặt đầy xanh mét, hận được ngứa răng, trong mắt tất cả đều là ghen tị cùng tức giận vẻ oán độc. Nguyên bản ngày hôm nay nàng cô dâu này mới là chủ mà, nhưng bây giờ, hết thảy khẩn trương mùi. Nàng Trần An Duyệt lại là thành Bùi Uyển Tình nên, cái này làm cho vốn là lòng chỉ có mũi châm nhỏ như vậy nàng, như thế nào có thể đủ tiếp nhận. Hừ, càng nghĩ càng giận dưới. Trần An Duyệt không nhịn được hận hận dậm chân, hừ lạnh một tiếng. Bất mãn toàn viết ở trên mặt. Thấy tình cảnh này vậy một đám hàng xóm láng giềng A-di hơi sững sờ, lúc này mới không khỏi từng cái thần sắc lúng túng cười lên, vội vàng hướng về phía Trần An Duyệt hảo ngôn hảo ngữ thổi nâng lên tới. U đây không phải là An Duyệt sao? Mới vừa rồi A-di ta cũng không nhìn ra. Cái này thân áo cưới mặc lên người, thật là đẹp à, giống như đổi một người tựa như, quá đẹp. Chính phải, An Duyệt cái này thân áo cưới mua ở đâu, ta xem thật đắt chứ. Thật xinh đẹp. Các nàng cũng không ngu, rõ ràng ngày hôm nay nhưng mà Trần An Duyệt hôn lễ, các nàng nhưng ở một bên một cái sức lực khen những người khác, đây nhất định không ổn. Bất quá cùng Bùi Uyển Tình so với, lúc này Trần An Duyệt, cho dù là chú tâm ăn mặc vậy, vậy vẫn là lộ vẻ được chênh lệch quá xa. Cho nên bọn họ lúc này theo bản năng giảng hòa khen. Vậy lộ vẻ phải là không nhiều như vậy thành ý. Toàn ở nói Trần An Duyệt trên người áo cưới đẹp, ngược lại giống như là đem mặc lên người bản thân nàng không thế nào phải, không đáng giá được khen như nhau. Những lời này nói chưa dứt lời, nói một chút, vậy Trần An Duyệt không nhịn được càng tức. Cặp mắt trực câu câu, cũng xanh biếc. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Băng vậy cuối cùng là có chút dư vị qua mùi này. Ngày hôm nay rõ ràng là nàng mời Lâm Linh người một nhà tới. Xem nhà các nàng, xem con gái nàng và nàng Trần Băng náo nhiệt, nhưng bây giờ, vậy làm sao một chút liền không thoải mái. Trong nháy mắt, Trần Băng trong lòng phá lệ khó chịu, nhưng ở đây sao nhiều hàng xóm láng giềng trước lại không tốt biểu lộ ra, chỉ có thể tâm tư một chuyển, cố làm quan tâm, âm dương quái khí nói, đúng rồi,
Tiểu Lâm ngươi nhi tử này rất lâu cũng chưa trở lại liền chứ? Là ở bên ngoài công tác, lẫn vào kiểu nào, nhìn ta cái này miệng, cái này thân quần áo, hẳn liền mấy chục trăm đem đồng tiền chứ? Ừ, người tuổi trẻ nhiều trải qua điểm thất bại và khó khăn vậy là bình thường, chúng ta năm đó cũng không phải là làm sao tới, người nói là chứ? Xem Trần Phi trên mình cái này cả người giá rẻ hàng vỉa hè hàng, Trần Băng, thật vất vả, giống như là tìm được cái gì cửa đột phá, cố làm quan tâm, thực ra là châm chọc. Rồi sau đó lại gặp hắn nghĩnh đầu, giống như là rất kiêu ngạo, cũng giống là quan tâm người, vậy mở miệng nói. Nếu không như vậy, nhà ta cô ra các người ngày hôm nay vậy nhìn thấy, hắn nhưng mà cái này khách sạn lớn khang đạt nhân vật thực quyền. Mặt mũi rất lớn sao? Để cho hắn giúp Tiểu Phi ở nơi này khách sạn lớn khang đạt tùy tiện tìm một có thể làm việc, không nói khác, một tháng 4-5 ngàn khẳng định vẫn là có. Tiền lương này khẳng định so với người nhi tử ở bên ngoài dậy sớm bôi đen, vừa mệt lại chịu khổ mạnh hơn nhiều chứ. Ai Tiểu Lâm, nói bảo chúng ta là bạn học cũ đâu. 20-30 năm quan hệ, không cần cảm ơn ta. Trần Băng cố làm tư thái thở dài, thực ra là Trần Trụi lưu khỏa thân khoe khoang, nói. Ở nơi này huyện Thành Dương, vậy huyện Thành, một tháng mới có thể có 4-5 ngàn, vậy đúng là rất để cho người hâm mộ tiền lương. Nhà nàng cô ra có thể có năng lực tùy tùy tiện tiện giúp người tìm chức vị như thế, việc như vậy mà, đó mới là thật châu bò, thật náo nhiệt, thật có năng lực. Mọi người nghe vậy diễn cảm cũng hơi phát sanh biến hóa. Có khinh bỉ, có toát ra nhàn nhạt bất mãn, nhưng cũng có là hâm mộ. Bởi vì vô luận Trần Băng nói ra lời này là cho người cảm giác biết bao khoe khoang, biết bao châm chọc, nhưng trên thực tế, một tháng 4-5 ngàn tiền lương công tác, lại vẫn là ở đó khách sạn lớn khang đạt, cao như vậy đương nơi bên trong, nói ra nhiều có mặt mũi à. Đây chính là cấp 4 sao khách sạn lớn. Nếu có thể cho người tùy tiện tìm được, vậy nàng liền quả thật có như vậy khoe khoang tư cách. Trên thực tế, bọn họ những thứ này hàng xóm láng giềng, nhi tử nữ nhi công tác tiền lương một tháng có thể vượt qua 3.000, đều rất thiếu. Huyện thành nhỏ, trừ phi là làm ăn hoặc là đi làm thêm, nếu không những thứ khác nếu muốn vượt qua 3.000 cao tiền lương, thật khó khăn. Ha ha, gặp mình cha mẹ vợ như vậy thổi nâng mình, vậy Đoạn Hoành cũng có chút lâng lâng, mặt tươi cười, nhìn Trần Phi lấy một loại trưởng bối giọng vẻ mặt ôn hòa câu hỏi, nói Tiểu Phi. Ta hơi khinh thường chút kêu ngươi như vậy đi. Ngươi cái này nhất thân hành đầu là có chút, không biết ngươi bây giờ ở bên ngoài xử lý là kia được kia nghiệp. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Trần Phi còn chưa lên tiếng, một bên Bùi Uyển Tình liền chân thực có chút không chịu nổi cái này cong chua, liền chân thực có chút, cướp trả lời. Gặp Bùi Uyển Tình cướp trả lời, như thế che chở Trần Phi, vậy Đoạn Hoành trong lòng lại là ghen tị, trong lòng tự nhiên lại thêm mấy phần khó chịu. Lập tức cố làm lò đầu nói, ta cũng chỉ là tò mò hỏi một chút. Dĩ nhiên, nếu là Tiểu Phi không tiện nói, vậy ta liền không hỏi. Hắn chiêu này thông minh, kêu lấy tiến làm lui. Ai công tác nhiều bức, tiền lương cao không muốn lấy ra khoe khoang một chút. Cho nên cái gì đó không tiện, không phải là vòng vo nói nhân công làm vậy mà. Đây là đang giễu cợt người đâu. Trần Phi cười đưa tay ở đó Bùi Uyển Tình đỉnh đầu mái tóc lên thân mật xoa xoa. Truyền âm nói, không có chuyện gì. Nhưng mà những người này nói chuyện thật đáng ghét à. Nếu không phải ngươi không để cho ta động thủ, ta bây giờ cũng thật muốn cho hắn một đao. Bùi Uyển Tình bĩu môi bất mãn nói. Nghe lời này một cái, Trần Phi không nhịn được đầu đầy mồ hôi, vội vàng nói, đừng à. Ngươi nếu là thật ra tay, đó không phải là khi dễ người mà. Yên tâm đi, trận này chiến đấu ta chơi đùa từ nhỏ đến lớn. Muốn chính là cảm giác này. Hắn đương nhiên là thật có chút sợ Bùi Uyển Tình một cái không nhịn được, động tới tay, sợ rằng ngày mai bọn họ cái này huyện Thành Dương liền được cho cả nước tin tức tựa đề. Khiếp sợ. Nam lặng lẽ nữ nước mắt. Khách sạn cấp 4 sao khó hiểu bị san thành bình địa, cái này hoặc giả tướng thành là sau 1.000 năm chi thiên cổ bí ẩn. Khó tin, ngạch, kéo xa. Vậy cũng tốt, gặp Trần Phi như thế nói. Vậy Bùi Uyển Tình cho dù là trong lòng khó chịu, cũng chỉ có thể là lại lần nữa đè xuống. Hơn nữa nàng thật ra thì cũng biết, đây nếu là thật ra tay, vậy đúng là quá khi dễ người. Nàng mình cũng biết có chút ngại quá. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cái này thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn vậy một mặt kiêu ngạo Đoạn Hoành cười nói, ta ở bên ngoài sao? Tạm thời vẫn là không nghề nghiệp du dân, không công tác.
không công tác, Tiểu Lâm ngươi xem xem ngươi xem, cái này kia được à? Người tuổi trẻ, tuổi còn trẻ không làm việc sao có thể được à, ăn phụ mẫu sao? Nhà ngươi nếu là có tiền, vậy còn không việc gì, có thể Tiểu Lâm nhà ngươi không phải. Hụ hụ hụ, ta ý nghĩa là, người tuổi trẻ như thế chán trường không thể được. Ngươi nhìn một chút nhà ta cái này cô ra, hai người tuổi tác thật ra thì không kém bao nhiêu đâu. Có thể nhà ta cô ra một hàng năm lương nhưng đã là mới có thể có hơn 200 cây. Nghe vậy, Trần Băng lập tức kích động, giống như là tìm được khoe khoang cơ hội, nhìn như lòng tốt của trách, thực thì liền Lâm Linh cũng cho mang theo đi vào. Hai cái cùng nhau chê bai, cùng nhau giễu cợt. Ai, đầu năm nay công tác là có chút khó tìm, bất quá người tuổi trẻ mà, không nên nản chí ủ rủ liền luôn là sẽ có cơ hội. Ừ, nếu nhạc phụ đại nhân đều lên tiếng, vậy ta bên này vậy khinh thường một lần, tiểu phi ngươi nếu là muốn đến chúng ta khách sạn lớn khang đạt tới làm việc, hơi chuẩn bị điểm mở tiệc mời phí, đến lúc đó, thì hẳn là vấn đề không lớn. Vậy Đoạn Hoành vừa nghe Trần Phi trước mắt liền công tác cũng không có, nhất thời giống như ngày mùa hạ uống nước đá như nhau thống khoái. Rồi sau đó liền gặp hắn lại là cảm giác được mình như bước đứng lên, ngẩng đầu, cố làm nhiệt tâm nói. Đúng vậy, Lâm A Di, Tiểu Phi, các người ngày hôm nay cuối cùng là gặp phải quý nhân chứ. Ha ha, nhà ta Đoạn Hoành à, mặc dù không phải là rất lợi hại, nhưng ở cái này khách sạn lớn khang đạt vẫn là có mấy phần mặt mũi. Hắn nói không thành vấn đề, vậy cái này chuyện công tác, liền nhất định là không thành vấn đề. Vậy Trần An Duyệt cũng là khó khăn được trên mặt thần sắc đắc ý đứng lên, trong giọng nói mang nồng nặc cao cao tại thượng cảm giác ưu việt, nhìn Trần Phi hai người châm chọc nói. Nghe vậy, Trần Phi cùng vậy Lâm Linh nhìn nhau một cái, cũng chân thực cảm giác có chút không đỡ nổi. Người một nhà người ta à, là thật cực phẩm. Lắc lắc đầu, Trần Phi bất đắc dĩ nói, đa tạ ý tốt, bất quá không cần. Ta muốn tìm việc làm nói, hẳn không khó khăn gì. Tiểu Phi ngươi người này ngay cả có chút không đúng. Lâm A Di, ngươi xem, tốt như vậy cơ hội nhi tử ngài sao cũng không biết nắm chặt đâu. Khó khăn tới nhà ta Đoạn Hoành chịu hỗ trợ, các người biết lần trước bạn hắn nhờ hắn vào khách sạn lớn khang đạt công tác, hai một tháng thiếu tiền sao. Vậy Trần An Duyệt lúc này nhưng mà mặt đầy đắc ý, khoa trương nói, đây chính là một tháng 6.000 khối. Coi như là những cái kia hai bản ba bản đại học thủ khoa, sau khi tốt nghiệp vậy rất khó bắt được cái này đếm chứ. Có thể nhà ta Đoạn Hoành à, cũng chính là chuyện một câu nói mà. Nghe vậy, những hàng xóm láng giềng kia lại là cau mày, lại là thật sự là không nhịn được hâm mộ. Nếu là nhà bọn họ nhi tử, nữ nhi có thể một tháng vậy 6.000, vậy không biết thì tốt biết bao. Được rồi, An Duyệt Đoạn Hoành à, ta xem tiểu phi người này nhìn như thật ra thì gắng gượng tinh linh. Tin tưởng hắn sau này nhất định sẽ thành công. Hắn nếu không muốn nắm chặt cơ hội này, vậy coi như xong đi, làm ta trước chưa nói. Trần Băng lúc này cong chua người bản lãnh cũng không biết là không phải thăng cấp. Lúc này lại có thể như thế thông minh, đổi loại phương thức, ngẩng mặt cười nói. Ha ha, nào có, mụ, chúng ta đây cũng không phải là tốt bụng muốn giúp tiểu phi sao. Bất quá lại có thể như vậy coi như xong đi. Vậy Trần An Duyệt cũng là vô cùng đắc ý cười lên, phụng trộm còn hướng mình mụ giơ ngón tay cái lên. Cái này một đám, có thể giả bộ, có trình độ. Không hổ là mẹ hắn. Đó là đương nhiên, Trần Băng đắc ý ngẩng đầu, cười. Vậy Đoạn Hoành nguyên bổn cũng là muốn cắm mấy câu miệng, có thể vừa vặn lúc này, có một người mặc vào Âu phục đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc, sắc mặt lúng túng chạy tới hắn bên tai dì tai đôi câu, một khắc sau, hắn sắc mặt trực tiếp là biến. Vô cùng khó xem. Vương quân, ngươi là ở chọc cười ta chơi chứ? Đoàn ca ngươi lời nói này, ta nào dám à? Nếu không như vậy, ngươi và La Tổng nói một chút, ta cũng chính là một truyền lời, đây không phải là chân thực có chút không đuổi đúng dịp sao? Ngươi trước xin bất giận, xin bất giận. Áo đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc cũng là không biết làm sao, lúng túng cười một tiếng, cầm ra điện thoại chuẩn bị gọi thông La Phó Tổng điện thoại. Được rồi, chính ta tới. Ngươi trước đi làm việc đi. Có thể nhưng vào lúc này vậy Đoạn Hoành nhưng mặt đầy phiền muộn lắc đầu một cái, thần sắc có chút tức giận, nhưng có chút không biết làm sao, nói. Vậy, tốt lắm, Đoàn ca vậy ta bên này liền đi làm việc trước, cụ thể chuyện gì xảy ra, ngươi tự mình và La Tổng nói một chút. Áo đuôi tôm khách sạn nhân viên làm việc như được đại xá, lập tức gật đầu một cái, xoay người rời đi.
thấy tình cảnh này mọi người tại đây ngươi nhìn một chút ta xem ngươi, sắc mặt đều có chút cổ quái, nhìn Đoạn Hoành. Bọn họ lại không ngốc, vừa gặp trận này chiến đấu, chắc chắn biết là ra chuyện gì. Bất quá, kết quả là xảy ra chuyện gì đâu. Vậy Đoạn Hoành sắc mặt lập tức liền khó khăn xem thành như vậy, cũng thanh. Cô ra đây là người. Chuyện gì xảy ra, đã xảy ra chuyện gì sao? Trần Băng đầu tiên là không biệt trụ nói, sắc mặt lo lắng hỏi. Ngày hôm nay nhưng mà con gái nàng ngày đám cưới, nếu là xảy ra vấn đề gì, nàng mặt mũi này, để nơi nào à? Vậy, cái đó các vị, chúng ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Ngụ, An Duyệt, các người và ta tới, ta và các người nói chút chuyện mà. Đoạn Hoành không thời gian đầu tiên trả lời, mà chẳng qua là sắc mặt hết sức khó coi miễn cưỡng cười một tiếng, liền sau đó một khắc lôi đi một mặt mơ hồ Trần Băng, cùng với Trần An Duyệt. A Hoành, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba người hơi kéo ra một chút khoảng cách, vậy Trần An Duyệt cũng là không nhịn được, thần sắc trần chờ hỏi. Mới vừa rồi các người vậy nhìn thấy, Tiểu Chu tới nói cho ta, nói là tổng nói, trong huyện lớn nhất vị kia Lưu Bí Thư muốn tới chúng ta khách sạn lớn Khang Đạt mở tiệc mời một vị khách quý. Lưu Bí Thư thân phận gì, ta nhớ các người hẳn rất rõ ràng chứ. Là tổng ý nghĩa, bây giờ chúng ta chiếm vậy ở giữa tốt nhất phòng riêng nhất định phải nhường lại. Lúc này vậy Đoạn Hoành cũng là không cần phải che đậy, nói ngay vào điểm chính. Sắc mặt cũng có chút căm giận. Cho dù là tỉnh táo lại, từ La Tổng góc độ lên đường, hắn rất rõ ràng La Tổng như vậy phương thức xử lý là không sai. Bởi vì Lưu Bí Thư nhưng mà bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, hơn nữa nghe nói vẫn là thành phố vị bên trong kia lớn nhất đại lão hóc trò đắc ý, vô luận là quyền lợi hoặc giả là bối cảnh, vậy cũng là đột phá chân trời. Bực này đại lão, hoàn toàn là và hắn Đoạn Hoành không có ở một tầng thứ lên. Huống chi bây giờ tình huống, vậy vẫn là như vậy như bức. Như vậy quyền thế kinh người đại lão, là ở bọn họ khách sạn mở tiệc mời một vị khác thân phận tôn quý quý khách. Mới có thể có tư cách làm Lưu Bí Thư làm chủ mở tiệc mời, còn dùng nói, đối phương vị kia thân phận là có bao nhiêu tôn quý, biết bao dọa người. Như vậy dưới tình huống, sao có thể không là đối phương an bài bọn họ khách sạn tốt nhất phòng riêng. Trần Băng mặc dù không học qua đại học, nhưng nàng người cũng không ngu, nghe vậy sắc mặt lập tức đổi được trắng như tuyết đứng lên. Rồi sau đó trên mặt lập tức là nổi lên tức giận, vẻ ủy khuất. Cô ra à, ý ngươi là bây giờ muốn cho chúng ta đem lầu 6 vậy phòng riêng dọn ra. Nàng nín tức giận hỏi. Không chỉ là lầu 6 vậy phòng riêng, cách gần đây bên ngoài vậy chừng 10 bàn khẳng định cũng phải cần đi theo dọn ra. Bất quá ồn ào đến Lưu Bí Thư bọn họ, người nào phụ trách. Đoạn Hoành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói. Chuyện này ai gặp không phiền, có thể không có biện pháp. Đối phương là Lưu Bí Thư như vậy đại lão, lại ủy khuất, cũng chỉ có thể là ngoan ngoãn biệt trụ. Phá răng đi trong bụng nuốt. Nếu là không nguyện ý. Hắn Đoạn Hoành còn có muốn hay không ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt làm. Cái này dựa vào cái gì à, đơn giản là khi dễ người. Tại sao bọn họ không nói trước đặt trước tốt phòng riêng? Chúng ta nhưng mà rất đã sớm đem phòng riêng tất cả đều dự định xong. Cái này bây giờ tới lãnh đạo. Tới nhân vật lớn, thì phải để cho chúng ta đằng vị trí. Cái này làm cho ta sau này ở hàng xóm láng giềng trước kia có mặt mũi đặt à. Nghe vậy Trần Băng thật sự là không nhìn được căm giận, lại là ủy khuất, lại là cả giận nói. Ở hắn xem ra, đây quả thực là khi dễ người. Chính là, A Hoành chẳng lẽ ngươi lại không thể nghĩ một chút biện pháp. Phòng V, I, P này nếu là đằng. Sau này ngươi để cho ta Trần An Duyệt làm sao ở đồng nghiệp trước mặt bằng hữu làm người à? Lưu Bí Thư thì ngon à? Sợ cái gì để cho chúng ta nhường phòng riêng, đây là đang khi dễ người. Vậy Trần An Duyệt cũng là không nhìn được ủy khuất nước mắt ở trong hốc mắt lởn vởn. Vậy trong phòng V, I, P còn có cách gần đây chừng 10 bàn, nàng lúc trước vì khoe khoang theo kiếm mặt mũi, vậy cũng là an bài nàng nơi này bằng hữu thân thích đồng nghiệp. Nhưng bây giờ cái này đằng vị trí nói, ngươi để cho nàng như thế thích thể diện người, như thế nào có thể nói cho ra miệng. Đây quả thực là làm nhục, nhất định chính là khi dễ người sao. Đủ rồi, ngươi cái miệng này có thể hay không đừng dương liền làm bậy nói. Lưu Bí Thư nhưng mà chúng ta huyện Thành Dương người đứng đầu, chẳng lẽ không phải là giỏi lắm. Ngươi chẳng lẽ muốn cho Lưu Bí Thư mời khách người, đi phòng khách ngồi mời sao. Thật là mù ẩu tả.
gặp Trần An Duyệt càng nói càng ngoại hạng, vậy Đoạn Hoành cũng là không nhịn được lửa từ trong lòng bị câu đi ra. Sốt cuộc trầm mặt xuống quát mắng. Liệu bí thư thân phận gì tầng thứ gì, là người cái này tóc dài kiến thức ngắn người phụ nữ có thể tùy tiện nói bậy bạ. Chẳng lẽ chúng ta nên? Trần An Duyệt lập tức cứng cổ phản bác. Không có sao, không có sao nữ nhi, ta đi và bọn họ nói, thương lượng một chút đổi được những địa phương khác đi ăn là được. Người cũng phải hiểu hiểu A Hoành, hắn nói có đúng không sai, Liệu bí thư lớn như vậy quan lớn, đúng là không phải chúng ta như vậy dân chúng nhỏ có thể so sánh. Tốt lắm, không có chuyện gì. Gặp con gái mình theo cô ra có cãi vả dáng điệu, Trần Băng ngược lại thì đứng dậy, một bên hòa giải, một bên an ủi nhà mình nữ nhi, nói. Hắn rõ ràng Đoạn Hoành đây cũng là không có biện pháp. Dẫu sao đây chính là Liêu bí thư, bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, liền cái này khách sạn lớn Khang Đạt tổng giám đốc cũng là muốn nịnh bợ, bọn họ những người bình thường này, dân chúng nhỏ, kia chọc nổi. Vẫn là mụ rõ ràng chuyện, người suy nghĩ một chút, ngày hôm nay phòng VIP này chúng ta nếu là không đau, người cảm thấy ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì? Gặp Trần Băng hiểu hắn. Vậy Đoạn Hoành không nhịn được thở phào nhẹ nhõm, nói. Cái gì? Trần An Duyệt nghi ngờ nói. Ngày hôm nay ta nếu là không đáp ứng, ngày mai, sợ rằng ta liền được từ nơi này khách sạn lớn Khang Đạt lăn ra ngoài. Bị từ chức, ngươi là muốn cho ta vứt bỏ cái này một tháng hơn 10.000 công tác. Đoạn Hoành vừa nghĩ tới vậy hậu quả nghiêm trọng, cũng là không nhịn được lại tim đập rộn lên trầm mặt hỏi. Nếu là kết cái cưới sẽ hại hắn đem cái này tốt như vậy công tác thất lạc. Như vậy cưới, không rõ ràng cũng được. À, vừa nghe Đoạn Hoành như thế nói, vậy Trần An Duyệt mới rốt cục là rõ ràng liền chuyện tầm quan trọng. Nàng vừa ý Đoạn Hoành, chính là bởi vì cái này một tháng hơn 10.000 tiền lương, nếu là không có, như vậy sao được. Nghĩ đến đây, nàng cũng là lập tức cũng không ủy khuất, liền vội vàng nói, tốt lắm, A Hoành ngươi vậy đừng có gấp, chúng ta lập tức đằng vị trí là được. Ừ, mới vừa Tiểu Chu nói cho ta. Tầng 5 hẳn còn dư lại một cái phòng riêng nhỏ, bất quá vậy buồng nhỏ thật giống như cũng chỉ có thể là ngồi xuống 7-8 bàn. Đoạn Hoành gật đầu một cái, lại không nhịn được có chút đầu lớn mở miệng nói. Vị trí này một di chuyển à, ít nhất phải có chừng 10 bàn, có thể vậy tầng 5 buồng nhỏ bây giờ cũng chỉ là có thể làm 7-8 bàn, cho dù là có thể chen, vậy còn chưa đủ chứ. 7-8 bàn đủ, nào biết nghe vậy Trần An Duyệt lại đột nhiên cười. Hướng mình mụ Trần Băng nói, mụ nếu không ngươi xem như vậy, bây giờ vừa vặn là hơn ra mấy cái như vậy người những hàng xóm láng giềng kia bạn học cũ cái gì. Nếu không sẽ để cho bọn họ đổi chỗ, chúng ta bỏ tiền định một bàn, để cho bọn họ đi ăn, bao lì xì cũng không cần. Như vậy ăn trực một bữa, bọn họ hẳn cũng sẽ không có cái gì lời ong tiếng ve. Nàng đang giàu không biết nên làm sao đem Bùi Huyền Tình vậy con đê tiện đuổi đi đâu, mà bây giờ cục diện này. Mặc dù tức giận, khá vậy thật giống như cho nàng rất cơ hội tốt à. À, nếu như vậy sao, không thể để cho bọn họ chen. Trần Băng nghe vậy ngẩn người, có chút chần chờ mở miệng nói. Mụ, nhiều người như vậy chen 7-8 bàn nhất định là không chen lọt, hơn nữa bên này đều là chúng ta bằng hữu thân thích, chị em tốt của ta, luôn không khả năng đem bọn họ cho đuổi đi chứ. Trần An Duyệt liền vội vàng nói. Vậy cũng tốt, ta đi nói. Trần Băng do dự một chút, cuối cùng vẫn là cắn răng, gật đầu nói. Và nhà bọn họ thân thích, ngọn lửa con gái của nàng những người bạn kia so với, nơi này hàng xóm láng giềng quả thật liền lộ vẻ được không như vậy trọng yếu một ít. Hai bên nếu thật là phải chọn một phương tới đắc tội, vậy khẳng định là người sau không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, Trần Băng chính là không nhịn được cắn răng hướng vậy Lâm Linh, hàng xóm láng giềng các người đi tới. Ai Tiểu Lâm? Vương tỷ tiểu Hứa tiểu Đỗ, lần này thật là ta Trần Băng có lỗi với các người một lần, chân thực ngại quá sao. Vừa lên tới, Trần Băng chính là vội vàng cái này dắt, vậy dắt mọi người tay, mặt đầy xin lỗi nói. Trừ Trần Phi, Bùi Huyền Tình, những người khác thấy tình cảnh này dĩ nhiên vẫn không rõ Trần Băng kết quả này là hát vậy một ra, người người thần sắc lúng túng, nghi ngờ nhìn hắn. Tiểu Trần à, người xem người cái này nói, chuyện gì, người nói thẳng là được. Vậy Vương tỷ lớn tuổi nhất, liền vội vàng nói. Ai, Vương tỷ, lời này ta cũng là chân thực có chút không biết nên nói như thế nào mở miệng à. Chỉ có thể nói là có lỗi với các vị. Trần Băng một mặt xin lỗi, nói, là như vậy,
mới vừa rồi khách sạn thông báo nhà ta cô ra, nói bởi vì có lãnh đạo tạm thời muốn đi qua, nhất định phải đem tốt nhất vậy phòng riêng dọn ra, chỗ ngồi này lên, thì trở nên được thoáng có những cái đồ ăn kia chặt. Các người xem, cái này khách sạn lớn Khang Đạt đối diện còn có một hoa quán Hương Thái, cũng là thật không tệ, ta vậy thì đi cho các người định một bàn, bao lì xì cũng không cần, Vương tỷ tiểu Đỗ tiểu Lâm. Các người xem, như thế nào? À, thấy tình cảnh này vậy Vương A-di, Đỗ A-di, Lâm A-di cùng một đám hàng xóm láng giềng đều là không nhịn được sắc mặt lập tức thay đổi, sao đâu? Mời bọn họ tới ăn rượu mừng, có thể cái này rượu mừng bàn cũng còn không ngồi lên, thì phải đuổi người. Đây là lời gì à? Bất quá lấy bọn hắn tuổi tác mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không biết biểu lộ ra. Chỉ gặp vậy Vương tỷ lúng túng cười một tiếng, nói, nếu sự việc như thế không đúng dịp, vậy coi như xong đi. Tiểu Trần cũng không cần ngươi cho chúng ta định một bàn này, mấy người chúng ta hàng xóm láng giềng khó khăn được tụ một khối, coi là chúng ta âm thầm ăn một bữa cơm đi. Nàng ánh mắt nhìn về Lâm Linh, còn có những người khác. Bọn họ đều là gật đầu một cái. Vương tỷ Đỗ tỷ Tiểu Lâm, vừa vặn ngày hôm nay nhi tử ta cô con dâu trở về, coi như là mời khách dùng cơm. Ngày hôm nay bàn này liền tính ta chứ, các người có thể chớ dành với ta. Lâm Linh nghe vậy lại là cười nói. Nói thật, lúc này trong lòng nàng đều có chút mất hứng. Nếu sớm biết sẽ như vậy, nàng cũng sẽ không đáp ứng Trần Băng tới ăn bàn rượu mừng này. Đây quả thực là tự tìm xui bị à. Như vậy sao được, như vậy sao được, coi như là tiếp gió vậy cũng nên chúng ta những thứ này láng giềng A-di mời à. Vương tỷ những hàng xóm láng giềng kia nghe vậy còn cảm giác ngại quá, muốn từ chối. Nhưng lúc này Trần Phi Nhưng liền vội vàng cười, mở miệng nói, mụ, các vị A-di, các người cũng đừng cãi cọ, bây giờ buổi trưa bàn này để cho ta đi. Đòi như thế đẹp cái tức phụ, cũng nên để cho ta và các người báo tin mừng chứ. Trần Phi lập tức ôm sát Bùi Huyền Tình, mặt tươi cười. Không tệ không tệ, Vương tỷ Đỗ tỷ Tiểu Lâm, nhi tử ta đều nói như vậy, các người có thể đừng nữa không cho mặt mũi à. Lâm Linh nghe vậy cũng cười nói, thằng nhóc thúi này, bây giờ cuối cùng là đổi được biết nói chuyện à. Vậy cũng tốt vậy cũng tốt, Tiểu Phi đều nói như vậy, chúng ta vậy đừng cãi cọ. Tiểu Lâm à, người nhi tử này thật không tệ à, không chỉ có đòi cái người vợ tốt như vậy. Còn như thế biết nói chuyện, đây là có tiền đồ. Vậy Vương tỷ nở nụ cười nói. Nghe vậy, Trần Băng sắc mặt có chút lúng túng. Mà lúc này, vậy Trần An Duyệt cùng với Đoạn Hoành đều là đi tới. Nghe lời này một cái, vậy Trần An Duyệt lại là đố kỵ đứng lên, trong lòng rất không thoải mái, âm dương quái khí nói, các vị A-di chân thực ngại quá, thật không phải với. Ta cái này thì để cho mụ ta đi đối diện hoa kia quán Hương Thái định một bàn tốt nhất, thật sự là xin lỗi. Còn có Tiểu Phi A, người chuyện công tác, nghe tỷ, đừng ngượng ngùng, đầu năm nay với ai làm khó dễ, vậy chớ cùng công việc tốt, chớ cùng tiền làm khó dễ à. Người phải nghĩ kỹ mà nói, liền cùng mụ ta nói một tiếng, đến lúc đó à, nhà ta Đoạn Hoành nhất định là làm cho người thật xinh đẹp. Nàng lời này không thể nghi ngờ là đang nhắc nhở Vương A Di các người, Trần Phi có tiền đồ. Ra lại tức có thể bây giờ ngay cả một dáng dấp giống như công tác cũng không có. Và nhà hắn Đoạn Hoành, công việc tốt như vậy, một tháng cầm hơn 10.000 so với, cái này gọi là tiền đồ. Đây quả thực là cặn bã. Nghe vậy, Vương A Di các nàng cũng không ngu, chỉ có thể là có chút lúng túng cười khan. Bất quá lúc này, có hai chiếc treo huyện chánh phủ bảng số xe buýt đã là lái vào trong khách sạn. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là không nhịn được nhìn tới. Lãnh đạo tới, Trần An Duyệt hỏi. Ừ. Đoạn Hoành gật đầu một cái, nhìn như có chút khẩn trương, bởi vì chờ lát nữa nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chắc là hắn đi phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ. Đây cũng tính là La Tổng cho hắn bồi thường. Hắn ngày hôm nay cũng là mặc Âu phục đuôi tôm, bây giờ chỉ cần thoáng đánh đúng một chút, liền cùng bình thường đi làm không việc gì khác biệt. Nghĩ đến đây, hắn liền bận bịu luống cuống tay chân bắt đầu đánh đúng đứng lên. A à, Hoành ngươi làm gì vậy? Trần An Duyệt nghi ngờ nói. Đừng hỏi, mau giúp ta một chút, chờ lát nữa ta hẳn phải phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ. Đoạn Hoành nhìn lướt qua Bùi Huyền Tình, Trần Phi các người, mặt đầy tự hào nói. Thật, vậy Trần An Duyệt, Trần Băng nghe vậy đều là không nhịn được sắc mặt ngạc nhiên mừng rỡ. Cái này nếu có thể tự mình tiếp đãi Liêu bí thư,
nói ra, thật là nhiều lắm có mặt mũi sự việc à. Dẫu sao bỏ ra đằng phòng riêng chuyện này không nói, Liêu bí thư nhưng mà bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, huyện chánh phủ đại lão, đừng nói là tự mình tiếp đãi, có thể chính mắt gặp một lần, vậy cũng là không thể nghi ngờ, vô cùng vinh hạnh chuyện. Tốt lắm tốt, mau, An Duyệt ngươi còn ngớ ra làm gì, mau giúp cô ra sửa sang lại, đây chính là Liêu bí thư à, huyện chúng ta người đứng đầu, nhà ta cô ra có thể tự mình đi tiếp đãi, nhiều có mặt mũi à. Trần Băng lúc này cũng là lại phấn khởi, liếc mắt nhìn Lâm Linh, Vương A Di các người, giống như là khai bình khổng tước, khoe khoang nói. Mặt đầy đều là dương dương đắc ý hồng quang. Nghe cái này tới lãnh đạo lại là bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu, Liêu bí thư, lúc trước trong lòng còn có bất mãn Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di cùng hiện vào lúc này đều là không nhịn được hít một hơi khí lạnh. Các nàng cho dù là người bình thường, phụ đạo người ta, vậy dĩ nhiên biết huyện chánh phủ dặm người đứng đầu, đại lão Liêu bí thư, đó là bực nào nghiêu bức hò hét nhân vật. Trách không được ngày hôm nay kết hôn đều phải lập tức đằng vị trí. Nguyên lai là Liêu bí thư tới, vậy thì không trách. Vương A Di các người lại là không nhịn được lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, vậy xe buýt lên đã là xuống mấy người. Người cầm đầu, một vị tuổi chừng là 30-40 tuổi ra mặt, ăn mặc tây trang, xách công văn túi. Có chút mập ra, một vị khác đại khái cũng là 30-40 tuổi, ưỡn bụng, nghĩnh đầu, rất có khí chất, liếc nhìn lại cũng biết là vị làm quan. Tít tít. Lúc này, Đoạn Hoành trên người điện thoại vô tuyến vang lên. Đoạn Hoành thần sắc lập tức kích động, lấy ra nghe. Tít tít Đoàn ca, ta là Tiểu Chu, là tổng để cho ngươi bây giờ lập tức đi phụ trách tiếp đãi Liêu bí thư bọn họ, nhanh hơn. Liêu bí thư bọn họ thật giống như đã đến. Nhận được, tít tít. Đoạn Hoành mặt mũi hồng hào hưng phấn đáp lại, tốt nhất sửa lại một chút nghi dung, hắn vội vàng bước nhanh hướng Liêu bí thư các người đi tới. Liêu bí thư ngài tới rồi, mau mời vào trong mời vào trong. Chân thực ngại quá, La Tổng ngày hôm nay không có ở trong khách sạn, bất quá La Tổng đã là Liêu bí thư ngài để dành chúng ta khách sạn lớn Khang Đạt tốt nhất phòng riêng. Vậy Đoạn Hoành mặt lộ vẻ lấy lòng mỉm cười, nghênh đón chào hỏi. Đồng thời giới thiệu mình, Liêu bí thư ta kêu Đoạn Hoành, ngài kêu ta Tiểu Đoạn là được. Có cần gì, có vấn đề gì, phân phó một câu là được. Đó không phải là, trời ạ. Vậy Liêu bí thư trước còn là một bộ bình thản mỉm cười nụ cười, coi như sau đó một khắc, hắn ánh mắt đúng dịp liếc về lúc này đang đứng Đoạn Hoành sau lưng phương hướng Trần Phi trên mặt, sắc mặt kia nhưng không nhịn được ngay tức thì thay đổi, con ngươi rụt một cái, tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ khẩn trương. Rồi sau đó, liền gặp hắn lại cũng xem đều không xem Đoạn Hoành một cái, trực tiếp là vội vàng từ bên người đi qua, hướng Trần Phi lúc này chỗ ở phương vị, mặt đầy cẩn trọng cùng khẩn trương đi lên phía trước. Vậy Đoạn Hoành lúc này hiển nhiên là ngây ngẩn, không nghĩ tới Liêu bí thư lại chỉ như vậy tướng hắn ném vào tại chỗ. Cái này, trong nháy mắt vậy Đoạn Hoành trên mặt nguyên bản mang theo vẻ đắc ý, lúc này hoàn toàn là bị ngượng ngùng thay thế. Sau đó liền gặp hắn theo Liêu bí thư sải bước đi hướng phương hướng nhìn, trừ vậy hơi làm hắn có chút căm tức Trần Phi bên ngoài, những thứ khác chính là Bùi Uyển Tình hơi có vẻ làm người khác chú ý. Chẳng lẽ, Liêu bí thư cũng là tốt một hớp này? Thấy Bùi Uyển Tình như vậy một cái đại mỹ nữ, cũng là động lòng, không kịp chờ đợi, muốn đi quen biết một chút. Trong lòng của hắn như vậy ác ý vừa nghĩ đến trước. Có thể coi là như vậy, lấy Liêu bí thư thân phận. Vậy chưa đến nỗi gấp như vậy vội vã, ở trước công chúng hạ liền, không dằn nổi, làm ra loại chuyện đó chứ. Đoạn Hoành trong đầu không nhịn được là có dấu hỏi thật to. Hơn nữa không chỉ là hắn, lúc này Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con, thậm chí là Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di cùng thấy bọn họ huyện Thành Dương lớn nhất đại lão, huyện A bí thư Liêu bí thư lại là vội vàng hướng các nàng đi tới bên này, cũng là không nhịn được ngây ngẩn. Diễn cảm lại là khẩn trương lại là nghi ngờ. Cũng không biết sốt cuộc là nên chào hỏi mà, còn chưa hẳn đánh chiêu này hô. Không đánh, đây rõ ràng là lộ vẻ được các nàng không có lễ phép, hơn nữa đây chính là huyện A Liêu bí thư à, nếu có thể nói với hắn nói chuyện, bao lớn vinh hạnh, bao lớn mặt mũi. Có thể chiêu này hô đánh mà, dường như bọn họ đây đều là một đống người bình thường, nào có tư cách lại nào có cấp bậc đi theo Liêu bí thư như vậy đại lão chào hỏi. Nói khó nghe một chút, đó không phải là không biết cái gọi là sao. Ngay sau đó,
chính là bọn họ có người khẩn trương, có người nghi ngờ, có người quấn quýt mâu thuẫn, chỉ gặp vậy Liêu Bí Thư trực tiếp là từ các nàng trong đám người xuyên qua, thẳng đi tới Trần Phi trước mặt, hơi khom người, vô cùng khiêm tốn gọi, nói. Trần tiên sinh ngài khỏe, ta là Liêu Hoa, rất vinh hạnh có thể ở cái này thấy ngài. Ngươi là, Trần Phi nghe vậy, lập tức ngây ngẩn, không nghĩ tới người này lại là đến tìm mình, nam ngược lại là biết. Có thể hắn một khắc sau ánh mắt rơi vào đối phương trên mặt, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện đúng là không nhận biết, cái này mới có chút ngượng ngùng đưa tay ra hỏi. Hắn hiện nay trí nhớ rất tốt rất tốt rất tốt, đây nếu là không nhận biết, đó chính là thật không nhận ra. Trần tiên sinh ngài không nhận biết ta cũng là bình thường, chúng ta tạm thời còn không gặp mặt mà, bất quá, ta là ở Bí Thư Hoàng vậy ngưỡng mộ ngài đại danh đã lâu. Vậy Liêu Hoa gặp Trần Phi lại chủ động hướng mình đưa tay ra. Lập tức là không nhịn được kích động, mặt mũi hồng hào giải thích nói. Bí Thư Hoàng, nha, ngươi là Hoàng thúc thúc người. Trần Phi nghe vậy lúc này mới có chút lấy lại được sức, cười hỏi. Được được, đúng vậy. Bí Thư Hoàng là ta lão sư, trước kia ta ở thủ hạ hắn làm qua một đoạn thời gian thư ký. Sau đó bởi vì Mạc Bí Thư chuyện, Trần tiên sinh ngài hẳn còn nhớ Mạc Bí Thư chứ. Liền bị điều đến huyện Thành Dương tới. Mấy năm này cũng là đều ở đây cái này cắm rễ. Vậy Liêu Hoa giải thích cặn kẽ một lần, lúc này mới làm Trần Phi bừng tỉnh hiểu ra. Nguyên lai là Mạc Bí Thư khi đó. Trần Phi không nhịn được vẻ mặt cảm giác hoảng hốt thở dài một tiếng. Nhắc tới, đó mới là hắn đạt được truyền thừa sau chân chính phát tích lúc ban đầu năm tháng, hôm nay hồi nhìn sang, đã là mấy năm à. Không thể không nói, đây là ở giữa, là thật qua có chút mau. Năm tháng tang thương à. Không sai không sai. Trần tiên sinh ngài nhớ ra rồi chứ? Lại chính thức lần nữa ta tự giới thiệu mình một chút, ta kêu Liêu Hoa, ngài kêu ta Tiểu Liêu là được. Vậy Liêu Hoa cầm Trần Phi tay, giống như là mọc cục vàng bảo bối vậy, nửa ngày cũng bỏ không được buông. Phải biết, những người khác không biết Trần Phi là ai, hắn Liêu Hoa có thể tuyệt đối là rõ ràng à. Dẫu sao Hoàng Đào là hắn lão sư, có một số việc mà cũng không biết đối với hắn giấu giếm. Trọng yếu hơn chính là những năm này hắn một mực bị Hoàng Đào lưu lại nơi này huyện Thành Dương, cũng là rất hiển nhiên là có thâm ý. Năm xưa 4 năm hàng năm trước, Hoàng Đào cũng biết cái này huyện Thành Dương, là Trần Phi Trần tiên sinh cố hương. Vậy vì vậy, đối với Trần Phi lợi hại cùng chỗ kinh khủng, Hoàng Đào cơ hồ là có thể nói, cũng cho hắn cái này hóc trò đắc ý thấu căn cơ. Mà vừa nghĩ tới đã từng mình lão sư Bí Thư Hoàng không chỉ một lần nghiêm túc cho hắn đề cập tới. Trần Phi Trần tiên sinh khủng bố, Liêu Hoa bây giờ đều là không nhịn được có chút hàn mao dựng đứng. Mà bây giờ, có thể cùng như vậy như bức nhân vật lớn gặp nhau, hơn nữa lúc này Trần Phi còn chủ động hướng hắn đưa tay, bắt tay, hắn Liêu Hoa sao có thể không kích động. Mà ở thấy tình cảnh này, kích động lớn nhất là ai? Không cần nói nhảm. Ta hắn không phải hoa mắt chứ. Lúc này, Liêu Hoa Liêu Bí Thư sau lưng. Vậy vội vàng chạy tới Đoạn Hoành đúng lúc thấy một màn này, trong nháy mắt, cả người cũng cứng đờ, bước chân sử tại chỗ, môi run rẩy, hung hăng xoa xoa mình ánh mắt, nửa ngày không phản ứng kịp thần mà. Mụ ta không phải đang nằm mơ chứ? Không phải là độc nhất vô song. Gặp Liêu Bí Thư chủ động đi lên và Trần Phi nói chuyện, Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con đã là ngu, sắc mặt trắng bệch, trước mắt một cánh hoa. Mà lúc này, Liêu Bí Thư như vậy, khủng bố, như vậy nhún nhường nói vừa ra, bọn họ mẹ con này hai càng bị hù được một hồn thăng thiên hai hồn xuất khiếu, người đều đần độn, cột xương sống khí lạnh tăng tăng bốc lên, cả người không có sức, thiếu chút nữa đều không hoa mắt một cái trực tiếp là ngất đi. Ta giọt người mẹ vậy, cái này đặc biệt kết quả là tình huống gì? Liêu Hoa Liêu Bí Thư đó là bực nào như bức hò hét nhân vật lớn. Đây chính là bọn họ huyện Thành Dương người đứng đầu. Siêu cấp đại lão, nhưng vấn đề là bây giờ thế nào? Nhưng vấn đề là bây giờ bực này như bức hò hét đại lão tại sao ở bọn họ trước mặt, hãy cùng là một tiểu đệ tựa như được, khiêm tốn đáng sợ. Thậm chí nói khó nghe một chút, mới vừa rồi một màn kia, hoàn toàn là Liêu Bí Thư dùng mặt nóng đi dán người ta mông lạnh à. Hơn nữa còn dán được dễ sợ cái loại đó. Cái này cũng quá dọa người chứ. Cho nên cái này ngay tức thì, Trần Băng. Trần An Duyệt hai mẹ con, còn có Đoạn Hoành cái này bọn họ cô ra, là thật ngu. Ngu đến ngơ ngác nhìn Trần Phi, mặt đầy dưa hề hề,
thật sự là không cách nào tiếp nhận cái này trước mắt khủng bố cảnh tượng nhân vật biến hóa. Nhóc, Tiểu Lâm ngươi nhi tử này hắn, sao, như thế nào cùng Lưu Bí Thư quan hệ như thế, như thế? Bọn họ quan hệ rất tốt sao? Vậy Vương A Di các người lúc này cũng là hoàn toàn ngu, ngơ ngác trước Lâm Linh. Vương A Di không nhìn được một mặt mơ hồ lắp bắp nói. Hẳn là quan hệ tạm được chứ? Lâm Linh cười một tiếng, cũng không có tướng trước mắt cái này mọi người sắp bị hù đi tiểu, hù mơ hồ tình trạng để trong mắt. Chẳng qua là híp mắt mỉm cười nói. Lấy nàng bối phận, đừng nói là có Trần Phi nhi tử này, cho dù là Minh Đạo Xuyên bên kia, cũng có thể làm cho cái này tỉnh Chiết Giang tỉnh trưởng thấy nàng cũng khách khí. Cho nên chính là một cái bí thư huyện ủy mà thôi, ở hắn trong mắt chỉ có thể coi như là rất bình thường đi. Liêu bí thư, ta vẫn là gọi như vậy ngươi đi. Tiểu Liêu cái gì, vẫn không quá thói quen. Ta tới giới thiệu một chút, đây là mẹ ta, Lâm Linh, cái này lão bà ta Bùi Huyền Tình, mấy vị này là của mẹ ta hàng xóm láng giềng, Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di. Trần Phi nhất nhất giới thiệu đứng lên. Thấy tình cảnh này vậy bị điểm đến tên Vương A Di, Lâm A Di, Đỗ A Di cùng đều là không nhịn được mặt mũi hồng hào, lại là khẩn trương lại là kích động liền xoa mấy cái tay, lúc này mới run sợ trong lòng, dè đặt miễn cưỡng cười hướng vậy Liêu Bí Thư đưa tay tới. Cái này bọn họ nếu có thể và Liêu Bí Thư nắm chặt tay, không nói khác, chỉ là mặt mũi này, cái này vinh quang, thật là bao lớn à. Đây nếu là truyền về đi, đến bọn họ vậy hàng xóm láng giềng nơi đó, không được bị hâm mộ chết mới là lạ. Bất quá bây giờ lúc này bọn họ trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, bởi vì giống như là Liêu Bí Thư như vậy như bức họ hét đại lão, thật sẽ cùng các nàng những thứ này tóc húi của dân chúng nhỏ bắt tay sao. Như vậy kế tiếp một màn kia, nhưng là làm các nàng cũng hoàn toàn buông tha trong lòng thấp thỏm. Mặt đầy kích động, cùng vinh quang đứng lên. Ngài là Lâm nữ sĩ, rất cao. Không phải, rất vinh hạnh thấy ngài. Còn có Bùi nữ sĩ ngài cũng vậy, rất hân hạnh được biết. Ta là Tiểu Liêu, các người kêu ta Tiểu Liêu là được. Vậy Liêu Bí Thư vừa nghe lại là Trần Phi Trần Tiên sinh mụ, còn có lão bà ở nơi này, vội vàng dọa cho giật mình, khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi, lắp bắp nói. Phải biết đây chính là Trần Phi Trần Tiên sinh mẹ ơi, còn có lão bà, muốn một cái không tốt, lưu lại ấn tượng xấu gì, đó thật đúng là liền oan uổng quá đáng. Cho nên loại này cảnh tượng đừng nói là hắn tới, coi như là hắn lão sư Hoàng Đào tới, chỉ sợ cũng không bình tĩnh được đi. Liêu bí thư ngươi kêu tên ta là được, ta kêu Lâm Linh, rất hân hạnh được biết ngươi. Lâm Linh cười nói, đưa tay cùng vậy Liêu Hoa tùy ý cầm, liền thu hồi lại. Bùi Huyền Tình chỉ là khách khí hướng Liêu Hoa gật đầu một cái, tay đều không thân. Vậy Liêu Hoa không những không tức giận, ngược lại trên mặt vẫn là lộ ra vinh hạnh nụ cười. Trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm, cái này lại không dám lơ là khinh thường từng cái cùng vậy Trần Phi giới thiệu hàng xóm láng giềng nhiệt tình chào hỏi. Còn từng cái trịnh trọng cùng bọn họ bắt tay một cái. Vương nữ sĩ, Lâm nữ sĩ, Đỗ nữ sĩ, các người tốt, các người tốt. Mà một màn này, vậy trực tiếp là làm Trần Băng, Trần An Duyệt hai mẹ con hâm mộ đố kỵ mắt cũng xanh biếc. Cái này, đây chính là Liêu Hoa Liêu Bí Thư à. Những người đó bây giờ cũng lại là có thể cùng bắt tay. Nghĩ đến đây, Trần Băng trong lòng hư vinh thật sự là có chút không tiếp thụ nổi, mất thăng bằng đứng lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, không biết xấu hổ, rất miễn cưỡng chen lên tới, nói còn có ta đâu còn có ta đâu. Vậy thân thể mập mạp không biết khí lực ở đâu ra, lại là rất miễn cưỡng chen tiến lên, trên mặt chất đầy lấy lòng nụ cười, nhìn Liêu Hoa Liêu Bí Thư giống như là chó sủ như nhau. Đưa tay ra, Liêu Bí Thư còn có ta sao? Tiểu Phi à, người bây giờ là thật châu bò, thật tiền đồ, Azita trước quả nhiên không xem ngươi nhìn lầm. Ta và mẹ ngươi có thể là bạn học cũ, 20-30 năm giao tình, ngươi quên ai, vậy không thể quên Azita phải không? Tiểu Lâm sao, ngươi nói là chứ? Nàng còn trông cậy vào dùng cái này cái gọi là 20-30 năm bạn học cũ tình nghĩa khuông khuông Lâm Linh, khuông khuông Trần Phi. Chỉ cần là nhà bọn họ có thể leo lên Liêu Bí Thư cái này cây lớn to chân, cho dù là có thể rút ra một cây chân mau, đó cũng là phát tài à. Thấy tình cảnh này, vậy Liêu Hoa trong mắt theo bản năng hiện ra lau một cái chán ghét, nhíu mày một cái, ánh mắt nhìn về Trần Phi. Trần Phi vốn định muốn trực tiếp là không cho mặt mũi, trước chờ mặt nói sau, có thể hắn chần chờ một chút, vẫn là ánh mắt hướng Lâm Linh nhìn đi, có chút hỏi thăm ý nghĩa.
Nói 1.000-10.000 lời, cái này Trần Băng coi như là lại ghét, nhưng nàng quả thật dẫu sao là mẹ nàng bạn học cũ, nếu là nàng còn đọc phần kia tình, hắn cũng không tốt không cho mặt mũi. Có thể lần này, nhưng đơn thuần là hắn suy nghĩ nhiều. Bạn học cũ à, Trần Tỷ, người câu này bạn học cũ thật sự là nói ta đều có chút đỏ mặt. Làm không nổi sao? Lâm Linh nhàn nhạt liếc mắt một cái Trần Băng, hời hợt nói. Tiểu Lâm, Trần Băng nghe vậy mặt trực tiếp là có chút tái nhợt, biết lần này là thật xong rồi. Thấy tình cảnh này Trần Phi ngược lại thì không nhịn được cười hắc hắc, phụng trộm hướng mẹ hắn duỗi ngón tay cái. Ngươi thật đúng là đừng nói, bây giờ liền hắn đều cảm giác trong lòng thật thoải mái. Quả nhiên là mẹ ruột à, một cái khuôn đúc đi ra ngoài, mặt mũi này đánh, đều không gặp hàm hồ. Nghe vậy thấy vậy vậy Liêu Hoa đương nhiên là rõ ràng nên làm như thế nào. Chỉ gặp hắn xem đều không lại xem vậy áo não Trần Băng một cái, tướng nàng tiện tay đẩy ra, rồi sau đó nhiệt tình hướng Trần Phi các người phát ra mời, nói Trần Tiên Sinh xem các người cái này. Là muốn ở nơi này khách sạn lớn Khang Đạt ăn cơm đi. Vừa vặn, ta cũng ở đây đặt một bàn, nếu không ăn chung chứ. Chẳng qua là hắn lời này nói chưa dứt lời, nói một chút. Lâm Linh đám người sắc mặt lập tức thì trở nên được hơi có chút cổ quái. Cùng trước kia so với, dù sao cũng không tốt như vậy nhìn. Thấy vậy, rất nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người Liêu Hoa ngay tức thì là trong lòng lột bột một chút, lắp ba lắp bắp, không biết làm sao nói Trần tiên sinh ta nói sai cái gì sao? Không có sao không có sao, và ngươi không quan hệ, đừng nghĩ nhiều. Trần Phi dĩ nhiên rõ ràng mẹ hắn các người tại sao phải theo bản năng đổi một cái sắc mặt, bất quá, cái này dẫu sao cũng cùng người ta Liêu bí thư không quan hệ phải không? Vì vậy lập tức liền gặp hắn đưa tay ở đó Liêu Hoa vai vỗ lên một cái, tỏ ý hắn đừng suy nghĩ nhiều. Vậy Lâm Linh lúc này cũng là kịp phản ứng, vội vàng nói xin lỗi nói, Liêu bí thư ngại quá, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chuyện này và ngươi không có quan hệ gì. Chẳng qua là... Vừa nói... Nàng theo bản năng nhìn xem vậy chôn đầu Trần Băng, cùng với cách đó không xa thần sắc tái nhợt Trần An Duyệt, Đoạn Hoành hai vợ chồng một cái. Thấy vậy Liêu Hoa lúc này mới lại thở phào nhẹ nhõm. Rồi sau đó, lại gặp hắn theo Lâm Linh ánh mắt quét một vòng Trần Băng, còn có Trần An Duyệt, Đoạn Hoành, nhìn gặp thần sắc trên mặt bọn họ, sẽ liên lạc lại trước. Tựa hồ cũng có chút suy nghĩ qua vị tới. Trần Tiên Sinh, Lâm Nữ Sĩ. Muốn có gì phân phó, các người liền nói một tiếng. Ở nơi này huyện Thành Dương một mẫu đất ba phân, người ngoài vẫn là cho ta Liêu Hoa mấy phần mặt mũi. Hắn đè thấp giọng nói. Vậy ngược lại không cần. Trần Phi lắc đầu một cái, nói chuyện ăn cơm tình ngày hôm nay cũng được đi, ngày sau muốn có cơ hội, nói sau. Có thể Trần Tiên Sinh, ta cái này có chút việc mà muốn mời ngài, xin ngài giúp hỗ trợ. Ngài đừng hiểu lầm, không phải ta việc riêng tư. Là cơ quan. Có thể vậy Liêu Hoa nghe vậy nhưng cắn răng, nói. Cơ quan chuyện gì, rất khó giải quyết. Trần Phi hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói. Ừ, là có chút khó giải quyết. Ngày hôm nay nếu là không trùng hợp gặp phải ngài, ta cũng muốn đi hỏi một chút lão sư, xem hắn có biện pháp gì hay không. Vị kia ngài nhìn thấy chứ? Liêu Hoa gật đầu một cái, ánh mắt thử một chút trước khách sạn vậy Tây Trang công văn túi nam. Ừ. Nhìn thấy, là một cổ võ giả. Trần Phi gật đầu một cái, nói. Hắn trước liền chú ý tới, người nọ giống như là một cổ võ giả, hơn nữa tựa hồ còn bị thương, bất quá người không nhận biết, hắn cũng không thế nào để ý. Ừ, Trần Tiên Sinh ngài thật là tinh mắt à. Xa như vậy cũng có thể lập tức nhìn ra. Vậy Liêu Hóa nghe vậy lấy làm kinh hãi, nói, vị kia là ta từ sở công an tỉnh mời người tới giúp, kết quả vẫn là không được. Lần trước sẽ để cho hắn bị thương. Lần này hắn tới tựa hồ là mang tới mấy biện pháp, nhưng nói thật, ta vẫn là có chút không quá yên tâm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Trần Phi khẽ cau mày nói. Trần Tiên Sinh, là như vậy. Vậy Liêu Hoa tiến tới Trần Phi bên tai, sắc mặt ngưng trọng phun ra hai chữ. Ừ, Trần Phi hơi ngẩn ra, có chút bất ngờ, bất quá rồi sau đó liền gặp không thế nào cười lắc đầu một cái. Hướng sau lưng Lâm Linh cùng với Bùi Uyển Tình đám người nói, Uyển Tình, ngươi theo mụ cùng đi theo mấy vị A-di ăn cơm đi. Ta bên này hơi có chút chuyện, mấy vị A-di chân thực ngại quá, nguyên bản nói mời các người ăn cơm tới. Đừng, tránh sự muốn chặt, tiểu phi ngươi hay là đi bận bịu đi, không cần phải để ý đến chúng ta,
vậy Vương A Di các người nghe vậy liền vội vàng nói. Làm trò đùa, Liệu Bí Thư bây giờ đây là tự mình mở miệng muốn tìm Trần Phi hỗ trợ, bọn họ nếu là không hiểu chuyện, vậy còn có. Vậy cũng tốt, nếu Liệu Bí Thư tìm ngươi làm việc, vậy thì tốt tốt làm, đừng đi một cái cả nhống. Ngoài ra, chú ý an toàn, biết không? Lâm Linh tận tình khuyên bảo tức giận nói. Biết mụ, ngươi cứ yên tâm đi, một cái chuyện nhỏ, Uyển Tình, mụ ta bọn họ liền giao cho ngươi hả? Trần Phi liền vội vàng nói, còn hướng Bùi Uyển Tình nháy mắt một cái. À, thật tốt, ta biết, Bùi Uyển Tình có chút đỏ mặt gật đầu một cái, cảm giác có chút hơi khẩn trương, cũng có chút kích động nhỏ. Không có biện pháp, đây chính là nàng lần đầu tiên ở Trần Phi không có ở đây dưới tình huống, đơn độc âm thầm và Trần Phi mụ mụ ăn cơm. Cái này ý nghĩa nhưng mà không giống nhau, có thể không khẩn trương sao? Còn như Trần Phi an nguy, nàng tự nhiên cũng là không lo lắng. Bởi vì Liêu Hoa mới vừa âm thầm và Trần Phi nói riêng, nàng đều nghe được. Vật nhỏ kia đừng nói là Trần Phi, liền nàng đều cảm giác không có sức mà, dĩ nhiên là càng không việc gì an nguy nói một chút. Như vậy, Lâm Linh còn có Bùi Uyển Tình dẫn vậy một đám hàng xóm láng giềng A Di rời đi. Trần Phi chính là và vậy Liêu Bí Thư hướng trước khách sạn, vậy đã cùng rất lâu Tây Trang công văn túi nam đi tới. Liêu Bí Thư, hắn là, vừa đi vào, nam kia tử lạnh lùng nghiêng nghiêng nhìn một cái Trần Phi, nói. Nguyên bản ngày hôm nay hắn và Liêu Hoa Liêu Bí Thư mới là chủ, là tới thương lượng đại sự, nhưng bây giờ Liêu Hoa Liêu Bí Thư nhưng bởi vì Trần Phi đem hắn lược một bên lâu như vậy, trong lòng sao có thể không tức. Im miệng, phó chủ nhiệm. Vị này là Trần Phi Trần tiên sinh, thân phận tôn rất đắt, người chớ nói bậy bạ. Gặp nam tử lên tiếng như thế chẳng biết đúng mực, vậy Liêu Hoa mặt liền biến sắc, mắng. Cái này người đến mặc dù là sở công an tỉnh nào đó ngành đặc biệt chủ nhiệm, nhưng lại và tên hắn như nhau, là một phó, thật nếu nói, hắn Liêu Hoa cũng là hoàn toàn không sợ. Nghe vậy, vậy được gọi chi là phó chủ nhiệm Tây Trang công văn túi nam tử không khỏi sắc mặt đổi một cái. Có chút âm trầm, có chút khó khăn xem. Hiển nhiên, hắn đúng là thực không nghĩ tới, lấy hắn sở công an tỉnh nào đó ngành phó chủ nhiệm thân phận, liền là một câu nói, cái này Liêu Hoa lại sẽ là như thế chăng cho mặt dày hắn. Hừ, nghĩ đến đây, càng nghĩ càng giận, vậy phó chủ nhiệm không nhìn được hừ lạnh một tiếng, nhìn Trần Phi, nói chẳng lẽ ta có hỏi sai. Liệu bí thư người có phải hay không quên hôm nay là tại sao, chúng ta sẽ ở đây ăn cơm. Cái loại đó thứ nguy hiểm, hắn một người bình thường, có tư cách biết. Ha ha, nghe được Trần Phi nhỏ mỉm cười, cũng không tức giận, chẳng qua là hỏi ngược lại, nói về, ngươi sao cũng biết, ta chẳng qua là người bình thường. Mà không phải là so ngươi lợi hại hơn lợi hại hơn. Lợi hại hơn rất nhiều nhân vật ngưu bức. Ừ, vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Trần Phi một cái, tựa hồ là có chút bị Trần Phi cái này nhạo báng làm tức giận. Mặt đầy âm trầm. Lạnh lùng nói, ngươi chắc chắn, ngươi không phải đang cùng ta làm trò đùa. Bót! Hắn thuận tay một chảo, năm ngón tay trừ thành ưng chảo hình dáng, ở đó bên cạnh sư tử đá pho tượng lên để lại sâu đậm dấu vết, để cho người thấy không khỏi ra đầu tê dại. Lạnh lùng nói, bây giờ, ngươi nhìn thấy. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, không lên tiếng, chẳng qua là tiện tay chỉ một cái, vậy sư tử đá pho tượng lên cũng đã là rắc rắc vang lên một tiếng. Một khắc sau, một cái ngón trỏ lớn nhỏ hắc động, trực tiếp là đột ngột xuất hiện ở phía trên kia, làm vậy phó chủ nhiệm con ngươi lập tức rụt một cái. Nguyên lai ngươi cũng là cổ võ giả, rồi sau đó liền gặp thật sâu sâu liếc nhìn Trần Phi, nói. Trần Phi vừa không chối vậy không thừa nhận, chẳng qua là bình thản cười một tiếng. Hừ, gặp Trần Phi thái độ này, vậy phó chủ nhiệm lại là không nhịn được lạnh hừ lên, cảm thấy Trần Phi người này thật sự là quá kiêu ngạo. Muốn mở miệng nữa giễu cợt, có thể do dự một chút, hắn cuối cùng vẫn là lựa chọn buông tha. Bởi vì không thể không nói, vậy sư tử đá pho tượng lên vậy chỉ động, hắn nhìn, cũng vẫn là cảm giác có chút cả người hơi lạnh. Người này chỉ lực lại có như vậy lợi hại, cách không, cũng có thể làm ra như vậy thành hình chỉ động, còn sâu không thấy đáy, nếu không phải chính mắt nơi gặp, sợ rằng hắn cũng sẽ không tin. Phó chủ nhiệm, vị này Trần Tiên Sinh là một vị vô cùng lợi hại. Thân phận đặc biệt tôn quý nhân vật lớn, cho nên giống vậy không lễ phép nói ta hy vọng ngươi không tốt hơn nữa, nếu không, đừng trách ta Liêu Hoa cùng ngươi trở mặt. Vậy Liêu Hoa lạnh lùng nói chuyện, kiên định đứng ở Trần Phi bên này. Nhân vật lớn,
hắn. Phó chủ nhiệm lạnh lùng quét mắt Trần Phi, trong lòng rất không thoải mái, nhưng vẫn là lựa chọn tạm thời tướng khẩu khí này cho nín xuống. Liêu Hoa sau lưng đây chính là đứng cho dù là ở toàn bộ tỉnh Chiết Giang, cũng có thể tính vô cùng là khổng lồ, thậm chí có thể trực tiếp thượng đạt Thiên Thính Hoàng Đảo Bí Thư Hoàng. Nếu không phải cần thiết, hắn chân thực không muốn cùng người như vậy, dạy cái gì mâu thuẫn. Nhưng dù vậy, hắn hay là đối với Liêu Hoa nói khịt mũi coi thường, vô cùng lợi hại, thân phận đặc biệt tôn quý nhân vật lớn. Ha ha, chỉ sợ cũng là cái này Liêu Hoa không gặp qua cảnh đời gì, ở huyện thành này địa phương nhỏ ngây ngô lâu, đầu óc cứng, mới có thể như thế rốt nát chứ. Phó chủ nhiệm trên mặt hiện ra vẻ khinh thường, nhàn nhạt nói, lười được cùng ngươi tranh cãi cái gì. Chỗ đặt chân ở đâu, đi nói tránh sự đi, đồ mang tới. Ừ, mang tới. Vậy Liêu Hoa nghe vậy cuối cùng là thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái, tướng trước khi mâu thuẫn tạm thời quên đi. Chỉ gặp hắn hướng Trần Phi cung kính nói, Trần tiên sinh, chúng ta đi bên trên nói đi. Ở nơi này bên ngoài, là có chút không tiện. Ừ, phía trước dẫn đường đi. Trần Phi gật đầu một cái, nói, vậy lại không cùng vậy phó chủ nhiệm nhiều so đo. Tầng thứ thấp mà, không nhãn lực sức lực vậy là bình thường, nếu không vô xảo bất thành thư. Hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu còn như thế nào làm ra vẻ? Ngươi nói đúng không? Rồi sau đó, liền gặp vẫy Liêu Hoa, phó chủ nhiệm, Trần Phi ba người bị khách sạn nhân viên làm việc dẫn đến tầng 6, cái này khách sạn lớn khang đạt tốt nhất phòng riêng chính giữa. Không ta gọi, chớ tới gần, biết không? Liêu Hoa mặt không cảm giác hướng vậy nhân viên làm việc nói. Phải phải, là, Liêu Bí Thư, ngài yên tâm, không ngài gọi. Phòng VIP này chu vi 10 mét bên trong, tuyệt không có bất kỳ người có thể dựa vào gần. Vậy nhân viên làm việc lập tức là hết sức sợ sệt nói. Ừ, đi ra ngoài đi. Liêu Hoa gật đầu một cái. Vậy nhân viên làm việc lập tức là đi ra ngoài. Cùng lúc đó, vậy Liêu Hoa thư ký tướng mang theo người cặp táp để lên bàn. Phó chủ nhiệm, Trần Tiên Sinh, các người mời xem. Chỉ gặp vậy Liêu Hoa sắc mặt ngưng trọng tướng cặp sách tay kia mở ra. Bên trong chứa đồ rất kỳ quái. Giống như là móng tay, nhưng rất dài, xám trắng, tột đỉnh còn hiện lên vi mạt u quang, cho người một lạnh cả người ảo giác. Không sai, là nó vật trên người. Vừa thấy được cặp sách tay kia chính giữa, vậy làm người ta hơi có chút cả người tỏa sáng xám trắng móng tay, vậy phó chủ nhiệm ánh mắt run rẩy, cặp mắt không nhìn được hiện ra vẻ cừu hận. Trên thực tế, trước hắn đã là cùng vật kia từng có đối mặt. Nguyên lấy là có thể rất thoải mái giải quyết, có thể thực tế, nhưng cho hắn đón đầu mãnh kích, cứng rắn là tướng đầu hắn đập cái bể đầu chảy máu. Thành tựu sở công an tỉnh nào đó ngành đặc biệt phó chủ nhiệm, hắn phó chủ nhiệm trên tay, nhưng thật ra là vẫn là có mấy tay hảo thủ, có thể ở đó nhất dịch chính giữa, ngày thường tâm cao khí ngạo, xem thường bọn họ trực tiếp là toàn quân chết hết. Thủ hạ hắn mấy người kia toàn bộ chết trận, một cái đều không chạy mất. Thậm chí liền chính hắn đều là bỏ ra đau thương giá phải trả, trọng thưởng dưới, mới miễn cưỡng trốn thoát. Như vậy, hắn làm sao có thể đối với vật kia không căm ghét, không trong lòng hiện đầy cừu hận sát ý. Ngược lại thì Trần Phi một mặt bình tĩnh, một bộ không ngoài sở liệu dáng vẻ. Trần tiên sinh, vật này ngài thấy thế nào? Gặp Trần Phi như vậy thần thái, vậy Liêu Hoa không nhịn được hỏi. Trần Phi tiện tay tướng vậy màu xám trắng móng tay dài cho cầm lên. Nhàn nhạt nói, đây cũng là mao cương móng tay chứ. Làm sao, chúng ta huyện Thành Dương vùng lân cận nháo thi thay đổi. Thi đổi, đây là không hiểu hành nhi, giới người ngoài giải thích, như nếu đổi lại là tu chân giới thông tục dễ hiểu chút giải thích, vậy thì thật ra thì chính là ra đời vi mạt linh trí thi thể. Đồ chơi này tu chân giới một đống lớn, nhất là những cái kia thích đảo cổ ly kỳ cổ quái tà môn thủ đoạn tà đạo tu sĩ trong tay, nhất là số lượng nhiều. Tóm lại là lấy Trần Phi trước mắt tầm mắt theo ánh mắt tới xem, đồ chơi này à, vậy chuyện như vậy, tùy tùy tiện tiện cũng có thể thu thập hết. Ngươi lại có thể nhìn ra đây là lông cương móng tay, ngược lại cũng có chút nhãn lực. Bất quá, ngươi nếu có thể nhìn ra, chắc cũng là rõ ràng, vật này là có đáng sợ giường nào, kinh khủng giường nào chứ. Vậy phó chủ nhiệm liếc nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói. Đáng sợ, khủng bố. Trần Phi nghe vậy theo bản năng sờ một cái chóp mũi, chợt không biết làm sao cười. Liền đồ chơi này, chỉ sợ là còn theo đáng sợ, khủng bố hai chữ hai từ trở không được bên chứ. Ngươi cái này biểu tình gì? Ngươi cho rằng ta bây giờ là đang cùng ngươi làm trò đùa.
Gặp Trần Phi như vậy diễn cảm, vậy phó chủ nhiệm không nhịn được lần nữa giận lên. Đứng lên, mặt đầy vẻ giận dữ. Đủ rồi, phó chủ nhiệm, người muốn làm gì? Thấy tình cảnh này vậy Liêu Hoa lại là không nhịn được biến sắc đứng lên, mắng. Được rồi, người đừng nói trước, để cho hắn nói. Trần Phi bình tĩnh mở miệng nói. Trần Tiên, vậy Liêu Hoa nghe vậy thần sắc ngẩn ra, Trần chờ chốc lát, cuối cùng vẫn là không có dám cãi lại Trần Phi mà nói, đàng hoàng im miệng không nói đứng lên. Mà ở thấy tình cảnh này, vậy phó chủ nhiệm lúc này trên mặt đã hoàn toàn là bị lạnh lùng, giễu cợt thay thế, chút nào không có trước cái loại đó còn muốn hơi biệt một cái ý nghĩa. Hắn lúc này, chỉ muốn thật tốt, rất rõ ràng xé Trần Phi xấu xí, rốt nát khuôn mặt. Làm hắn biết, cái gì là thiên bao cao đất nhiều dày. Một khắc sau, liền gặp hắn bá một tiếng, ngón tay chỉ ra ngoài cửa sổ, lạnh lùng nói, ngoài cửa sổ, người bây giờ nhìn thấy là cái gì? Trần Phi nghe vậy nhìn lại, chỉ gặp vậy ngoài cửa sổ chính là bọn họ huyện Thành Dương nổi danh Thúy Hồ. Lúc này xa nhìn sang, hơi có mấy phần khói sóng mênh mông ý nghĩa. Thấy tình cảnh này, Trần Phi con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, là Thúy Hồ. Cũng chỉ là hồ mà thôi sao? Vậy phó chủ nhiệm cười lạnh, nhàn nhạt nói, hồ này, ở thành phố Bắc Sơn coi như là xếp hạng trên hồ lớn, phong cảnh cũng là xinh đẹp, có thể dõi mắt toàn bộ Chiết Giang, thậm chí Hoa Hạ, nó cũng chính là nhỏ nhặt không đáng kể mà thôi. Nghe được cái này, Trần Phi con ngươi khẽ hơi trầm xuống một cái, hắn tựa hồ rõ ràng đối phương muốn cùng hắn nói gì. Nhưng vào lúc này, vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nhìn Trần Phi, khinh thường nói, biết không? Bây giờ ngươi, cho ta cảm giác, giống như là hồ này, tự giác nổi bật. Ta thừa nhận ngươi thực lực cùng ta mà nói, coi như lợi hại, có thể ngươi biết ban đầu ta cùng ta thủ hạ bốn vị hảo thủ, liên hiệp vây công vậy Mao Cương, đến cuối cùng, là rơi được kết quả gì sao? Là trừ ta ra, toàn quân chết hết. Không đợi Trần Phi trả lời, hắn liền tự mình tiếp tục mở miệng, lạnh lùng nói, ta thủ hạ bốn người, toàn là cổ võ giả nhất lưu cao thủ, mà ta, lại là đạt tới nhất lưu cao thủ đỉnh cấp, có thể coi là như vậy, thì như thế nào? Còn không phải là ở đó đáng giận đồ trong tay rơi được như vậy kết quả, bây giờ, ngươi rõ ràng. Rõ ràng cái gì? Trần Phi thật sâu nhìn đối phương một cái, nhàn nhạt nói. Ngươi, vậy phó chủ nhiệm nổi giận, ánh mắt xâm nhiên nhìn về phía Trần Phi, nói thật là gỗ mục không thể khắc vậy. Như thế dễ hiểu nói, ngươi cũng nghe không hiểu sao. Bọn ta năm người, liên hiệp chung một chỗ đều không phải là quái vật kia hợp lại địch, thậm chí còn toàn quân chết hết. Liền ta một người trọng thương chạy thoát được tánh mạng. Ngươi cảm thấy chính ngươi sẽ một người là thật lợi hại. Có phải hay không có thể so với bọn ta năm người tổng cộng. Ngươi, thật cảm giác được mình có cái loại đó tư cách. Thật là không biết cái gọi là người à, hừ. Vậy phó chủ nhiệm mặt đầy giễu cợt, đứng lên, lớn tiếng nói. Phó chủ nhiệm, gặp phó chủ nhiệm càng nói càng ngoại hạng, càng nói càng quá đáng. Vậy Liêu Hoa không nhịn được lần nữa biến sắc lên tiếng. Muốn quát hắn. Liêu Bí Thư, Trần Phi lần nữa vẫy tay tỏ ý vậy Liêu Bí Thư đừng nói chuyện. Rồi sau đó, liền gặp mắt thần bình thản nhìn phó chủ nhiệm, nhàn nhạt nói, à, lại có thể như vậy, vậy ngươi có thể hay không nói cho ta, trong miệng ngươi cái gọi là tư cách. Cái dạng gì mới tính đủ tư cách đâu? Ngươi muốn biết, phải, nếu ngươi muốn biết, vậy ta liền rất rõ ràng nói cho ngươi. Vậy phó chủ nhiệm lạnh lùng nói, nếu là lấy thực lực, có thể để cho bọn ta 5 người như vậy tiểu đội dễ dàng như vậy toàn quân chết hết, quái vật kia, ít nhất là cần tiên thiên tầng thứ trở lên nhân vật lớn mới có thể ứng đối. Chẳng lẽ ngươi bây giờ muốn nói cho ta, ngươi là tiên thiên tầng thứ nhân vật lớn? Phải không, có lẽ chứ. Nói đến đây, vậy phó chủ nhiệm rốt cuộc giống như là tướng bên trong lòng mình muốn nói xong, rồi sau đó lạnh lùng nhìn Trần Phi, mặt đầy khinh thường. Liền hắn cũng dám ảo tưởng mình là tiên thiên tầng thứ nhân vật lớn. Đúng không, có lẽ là trong mộng, cho nên mới như vậy không biết cái gọi là đi, ha ha. Nói xong, mà nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên cười lên, hỏi. Ngươi cười cái gì, ngươi bây giờ chẳng lẽ còn không biết chính ngươi không biết tự lượng sức mình. Vừa gặp Trần Phi bật cười, vậy phó chủ nhiệm liền cảm thấy cả người giận, mặt đầy vẻ giận dữ mắng. Cười. Thật ra thì vậy không cười cái gì. Ta là hay không là không biết tự lượng sức mình, chính ta tạm thời trước mắt còn chưa thấy được. Bất quá, phó chủ nhiệm, ngươi nói nhiều như vậy,
chẳng lẽ cũng sẽ không theo bản năng suy nghĩ một chút, những thứ này, phải chăng cũng là nhà của một mình ngươi một phía tình nguyện suy đoán đâu? Trần Phi híp mắt cười nói. Thủ hạ ngươi đội viên chết, ta có thể biểu thị tiếc nuối, nhưng là, cái này hồi nào không phải từ mặt bên chứng minh ngươi cái này ngay đầu mà bất lực đâu. Nếu như ngươi mới có thể có coi trời bằng vung bản lãnh, làm sao sẽ ở đây tái nhợt nhúc nhích một chút miệng lưỡi, phát tiết trong lòng oán khí đâu. Cho nên nói rốt cuộc à, hết thảy cũng chỉ là bởi vì chính ngươi bất lực. Mà ta sở dĩ sẽ cười. Trần Phi ánh mắt hiện ra nhàn nhạt mỉm cười, nói, đó là bởi vì ta cảm thấy ta có ở trên trái đất này coi trời bằng vung vốn, cho nên ta cười, có vấn đề. Ngươi, vậy phó chủ nhiệm mặt đầy kinh động, lại là mặt đầy vẻ giận dữ. Hiển nhiên, hắn là tuyệt đối không nghĩ tới Trần Phi người này kiêu căng lại có thể như vậy không ai bì nổi. Đơn giản là cuồng vọng cũng. Ta phó Bác Văn, 10 năm trước thì đã là nhất lưu cao thủ tầng thứ cổ võ giả. Lúc ấy liền bị dự là chúng ta sở công an tỉnh có tiền đồ nhất người, người nói ta bất lực. Còn có ta bây giờ lãnh đạo, đây chính là bị dự là Lâm Nam chi hổ nhân vật truyền kỳ. Võ công long trời lở đất, chính là 10 người, ở trước mặt hắn cũng là giống như con kiến hôi giống vậy tồn tại. Phó Bác Văn phó chủ nhiệm gần từng chữ. Lĩnh Nam chi hổ. Hắn lời vừa nói ra, cho dù là Liêu Hoa đều là không nhịn được sắc mặt đổi một cái. Xưng hô này mặc dù không phải là tên thật, nhưng là bọn họ Chiết Giang những năm gần đây danh tiếng vang dội nhất. Nhân vật lợi hại nhất. Đây chính là bọn họ tỉnh Chiết Giang sở công an tỉnh mới lên chức đặc quyền ngành đại lão, thân thủ thực lực nghe nói cũng là vô cùng là ngưu bức cái loại đó. Hơn nữa còn nghe nói, là xuất thân từ một cái có thể trực tiếp thượng đạt thiên thính ngưu bức ngành đặc biệt. Người như vậy vật. Cho dù là hắn lão sư phỏng đoán cũng đều không trêu chọc nổi đối phương. Cho nên, cũng khó trách hắn sẽ như vậy kinh ngạc. Những thứ này, người cảm thấy là ngươi như vậy người rốt nát có thể tưởng tượng sao? Nói đến đây, vậy phó chủ nhiệm đã không muốn cùng Trần Phi bực này rốt nát người nói nhảm nữa, dây dưa tiếp. Liêu Bí Thư, chuyện này ta đã là thông báo cho lãnh đạo, hơn nữa lấy được gật đầu đồng ý. Đến lúc đó, ta Chiết Giang Lâm Nam Chi Hổ sẽ đích thân tới cái này huyện Thành Dương tới. Khi đó, cũng đúng lúc là có thể để cho một cái không biết cái gọi là hạng người, thật tốt thanh tỉnh một chút mình rốt nát. Hừ, cáo từ. Mang tức giận xông lên, vậy phó chủ nhiệm là trực tiếp rời đi. Lâm Nam Chi Hổ sẽ đích thân tới. Nghe vậy Liêu Hoa Liêu Bí Thư trên mặt hiện ra nhàn nhạt vui mừng. Nhưng rồi sau đó liền lại gặp hắn lúng túng, san cười mỉa cười. Nhìn Trần Phi tràn đầy xin lỗi, nói. Trần tiên sinh thật sự là không tốt ý thức, có lỗi với. Ta cũng không biết vậy Phó Bác Văn hôm nay là phát tài cái gì điên, cho nên. Không có gì đáng ngại. Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, ý vị sâu xa lẩm bẩm nói, đứng ở hắn góc độ, không tin trẻ tuổi như vậy ta, sẽ có vượt xa ra hắn tưởng tượng lợi hại, đây cũng là chuyện rất bình thường tình, người chi lẽ thường. Còn như vậy cái gọi là Lâm Nam Chi Hổ. Ha ha, Trần Phi lắc đầu khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói về hắn lại làm thế nào biết, hắn trong miệng nghe tựa hổ rất cao không thể leo tới nhân vật, ở trong mắt ta, lại là biết bao không đáng giá một đề ra đâu. Thậm chí, ở Trần Phi trong lòng cũng còn có đôi lời nói không ra lời. Hiện nay hắn, đừng nói là cái này TQ, coi như là toàn bộ trái đất, thì như thế nào chứ? Bởi vì và hắn hiện giờ thủ hạ địa bàn, Ưng Giản Hạp, thậm chí còn là thành U Lang so với, trái đất, quá nhỏ. Cũng chính là đinh điểm lớn à. Nghe vậy, Liêu Hoa Liêu Bí Thư ánh mắt hung hăng run rẩy, trong lòng có loại nhàn nhạt vẻ hoảng sợ, nhìn Trần Phi. Trần Phi Trần tiên sinh, chẳng lẽ là liền Lâm Nam Chi Hổ cũng không coi vào đâu chứ? Người như vậy hắn, kết quả là có bao kinh khủng, thật lợi hại à. Trong nháy mắt, Liêu Hoa Liêu Bí Thư chỉ cảm thấy chán mình có chút đổ mồ hôi đứng lên, ướt lộc cộc, nhấp nhúa. Lòng ùm cuồng loạn. Huyện Thành Dương, Ngũ Phong Sơn. Nơi này là huyện Thành Dương trừ Thúy Hồ bên ngoài một cái khác nghỉ ngơi nghỉ dưỡng, thưởng thức nông gia sinh hoạt chỗ đi. Nhưng gần đây, khu vực này nhưng không biết vì sao bị phía trên cưỡng ép kêu dừng lại. Như thế nào nông gia nhạc, quán ăn, thậm chí Ngũ Phong Sơn xuống hãng nhỏ đều phải là toàn bộ đóng cửa. Ở nhà bên trong đừng đi ra ngoài, lặng lẽ đợi thông báo. Năm đó thôn dân ban đầu cũng còn chưa biết tại sao, có chút cáu phẫn,
Chánh phủ U tại sao phải nhường bọn họ đóng cửa, chặn bọn họ làm ăn theo tài lộ. Có thể càng về sau, từng vị bọn họ quen thuộc hàng xóm hương thân cũng không có cô chết oan uổng, bọn họ mới rốt cuộc biết tại sao, biết sợ. Bọn họ cái này Ngũ Phong Sơn à, là tới chỉ sẽ giết người ác quỷ. Hu hu, ngày này, hơn nữa còn là ở nửa đêm, Ngũ Phong Sơn dưới chân ô ô lóe lên xe cảnh sát ánh đèn, từng chiếc một xe cảnh sát gào thét tới, lên núi hai cái giao lộ cũng còn toàn kéo cảnh giới tuyến. Trên mặt tất cả mọi người cũng là một bộ nghiêm túc, ngưng trọng, thậm chí hơi sợ thần sắc. Bởi vì lúc này, ngay tại bọn họ trước mắt cái này nông gia bên trong tiểu viện, ngổn ngang té lão già trẻ thiếu 4-5 cổ thi thể, làm gió núi thổi qua, cành lá hô xì xì thẳng vang, trên không nước tháng tiết ra, đầy sân xương trắng, hút cạn máu thỉnh thoảng bắn tung tóe tới mặt đất lên vậy làm ra đầu tê dại một màn xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái loại đó lạnh như băng, lòng rung động, cảm giác sợ hãi, thật sự là làm bọn họ không nhìn được lông tơ nổ tung. Cục trưởng, lại là và mấy ngày trước những người chết kia như nhau, hoàn toàn bị hút khô bên trong thân thể máu, cái này, ta. Nên làm cái gì? Huyện Thành Dương hình cảnh chi đội đội trưởng hướng một vị người mặc vào cảnh phục chừng 40 tuổi người trung niên báo cáo tình huống. Chẳng qua là nói xong lời cuối cùng, liền hắn loại này hàng năm trà trộn ở tiền tuyến tay lỏi đời, lúc này tất cả đều là không nhịn được thanh âm run rẩy. Cả người do bên trong tới bên ngoài tản ra một loại khiếp đảm lạnh lẽo. Nói thật, hắn ở nơi này cơ tầng phá án cũng có hơn 10-20 năm, có thể giống như hôm nay. Giống như gần đây điều này thật sự là có chút quá dọa người, quá khoa trương tình cảnh, vậy thật vẫn là lần đầu tiên gặp. Cái này đặc biệt bọn họ là cảnh sát, cũng không phải là bắt quỷ tiên sinh. Trừ trong truyền thuyết yêu ma quỷ quái, ai có thể làm được như thế khủng bố, dọa người như vậy sự việc. Thành Dương Cục Công an huyện cục trưởng nghe vậy không lên tiếng, chẳng qua là yên lặng cầm ra một điếu thuốc quất rút ra. Thậm chí còn cho vậy báo cáo tình huống hình trinh chi đội đội trưởng gửi một cây đi. Cục trưởng, vậy hình trinh chi đội đội trưởng ngẩn người, nhận lấy điếu thuốc, đốt sau lực lượng lớn hút một hơi. Cái này gặp hắn mặt đầy cười khổ nói, cục trưởng, đoạn này thời gian chúng ta cũng coi là kiến thức rộng. Đồ chơi kia, giống như là trong TV nói cương thi chứ.